Hello, đây 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 cho em. Anh chụp chứ, anh chụp chứ. Anh lại cái ghế nấu lại đây cho em rồi. Để em đừng đâu. Mày người ơi. Ố. Hình như là mình tắt tính năng tặng sao à? Mất tính năng tặng sao rồi. Ơ. Sao nhỉ? Tính năng tặng sao của em đâu? Ơ. Bật ở đâu nhỉ? Ở đây. Ờ, được chưa ta? Tính năng tặng sao có phải là cái này không? Không được nhỉ? Không thấy tính năng tặng sao nhỉ? Em quên không bật rồi. Vào việc luôn. Khách comment phải tang tay nhau vào việc luôn. Lại trả vào việc. Không vào việc thì có một con cái nịt ý. Thề luôn ý. Nói chung là nói thật với mọi người là em đăng cái ảnh túi lên á, gần 100 cái comment. Anh biết không, em đăng lên bao nhiêu cái comment đặt, nhưng mà em không nhận đơn qua ảnh. Và em bảo là ai mà muốn đặt túi á thì phải vào livestream tối nay, bởi vì nhà em không nhận đơn qua comment. Các chị thông cảm giúp em nhá. Đó, thế cho nên là mình bắt đầu thôi. Lần này không mua được nữa là hờn đời luôn đấy nhở chị nhở. Thôi lần này không mua được nữa là dỗi luôn chị ạ. Dỗi luôn, đừng có mua của em luôn đi. Dỗi em luôn, lần này mà không mua được nữa là bỏ con Linh luôn đi. Không, hôm nay em có nhắn cho nhân viên bảo là mai check cho chị rồi. Hôm nay em có nhắn cho nhân viên bảo là mai check cho chị rồi nha. Nên là chị chịu khó nha. Chờ nha. Đẩy lượt xem đấy, ít nhất là 3.000 người xem. Nay em nhận dùi váy đũi hồng, váy tay vuông xanh nè, đỉnh chóp luôn, cảm ơn em. Đang mặc váy tay vuông xanh đi cà phê bon chen đây. Cảm ơn em Lê Chi, Kim Chi nhá. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Nào, em chưa nhận đơn túi đâu. Nhưng mà chuyến này em sẽ giảm cho mọi người một tí so với chuyến trước, bởi vì là chuyến này em đặt số lượng lớn hơn. Chuyến này em đặt một chuyến như thế là 500 túi. Thế cho nên là em đặt số lượng lớn hơn thì được chiết khấu giá. Trung Quốc nó chiết khấu giá cho em được nhiều hơn một tí. Gọi là một tí thôi, mấy nghìn thôi. Nhưng mà em sẽ giảm cho mọi người số nha, được chưa? Bắt đầu đẩy lượt xem lên giúp em, ít nhất là bao nhiêu? Ít nhất là 3.000 người xem để em bắt đầu. Hàng nhà Linh rất ok nha, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Mọi người chia sẻ live stream giúp em, đẩy lượt xem lên giúp em nhé. Nói chung là hôm nay hai cái thứ em mong chờ nhất đấy là gì? Đấy là áo ngực, đấy là áo ngực và túi sách thì nó đã về hàng rồi. Cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ hôm nay áo ngực và túi sách. Các cái gì các chị có thể không mua, nhưng áo ngực và túi sách nhà em Linh các chị nhất định phải mua. Riêng áo ngực nhà em nó là đỉnh của chóp luôn. Và cái túi sách này em bán cái mã túi này từ tháng 3 năm 2021 đến giờ phút này là hàng nghìn cái túi rồi. Thế nhưng mà mỗi lần nó về luôn luôn được săn đón, luôn luôn được chờ đợi mọi người ạ. Sợ không? Ngày nào cũng tốn tiền nha Linh. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhìn cho em này, nhìn cho em cái ảnh hàng nhà em về này. Hàng tàu em nhập, em tự nhập trực tiếp từ bên Quảng Châu về. Các chị nhìn nhá, hàng về ngập tràn đây này. Biển tên Linh Green đây này, mọi người thấy chưa? Đó, hàng là phải có sẵn, được chưa? Hàng là phải có sẵn, cho nên chứ còn hàng mà không có sẵn thì em không bán đâu. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Cái túi em đang đeo này. Đó, chuẩn bị chốt đơn nào. Bây giờ chuẩn bị chốt đơn nào, nhanh. 2.500 rồi, ok, đẩy lên 3.000 người xem nhá. Hàng chị chất đẹp mà rẻ không ai bằng. Cảm ơn Như Hoa rất là nhiều này. Mọi người nhìn giúp em cái túi em đang đeo này. Đó, trời ơi. Chuẩn bị chốt đơn nhanh lên. Em nhận được Q9 với phông trơn rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em nhiều nha. Ghi hiểu em, từ từ mọi người ơi, từ từ. Bắt đầu nhìn thấy em chưa? Bây giờ đẩy lượt xem lên đã nào. Em xin giá túi cứ từ từ nha. Đẩy lượt xem lên ít nhất 3.000 người xem đi để em bắt đầu nhá. 3.000 người xem để em bắt đầu. Và như cái lệ cũ em đã nói, chốt luôn hai quần Linh mặc hai cái dạng từ từ chế ơi. Từ từ nhá, để em đọc tên rồi chế hãng, để em đọc mã rồi chế hãng chốt nha. Còn riêng cái túi này em nói này, cả cái Facebook này cũng không có ai có giá này đâu. Trước đây bản thân em Linh bán là 235.000, chưa bao giờ em giảm 1.000 nào. 235.000, hình như là 239 giảm 235. Nhưng mà giá gần đây nhất em bán là 235.000, nói điêu mất lòng luôn. Mới nhận bộ Mickey vải đẹp lắm chị. Và hôm nay em về 500 túi này. 500 túi, em nói đi em mất sạch lọc luôn. 500 túi trên một mã túi và trên một màu. Thì các chị hình dung được là số lượng em Linh bán nó cỡ nào. Đây này, một lần nhập như thế là 500 túi quần chữ M mặc siêu mát, mặc không muốn cởi luôn chị. Cảm ơn em nhá. Mọi người chấm bài và chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream ít nhất cho em lên 3.000 người xem nhá. Chia sẻ livestream cố gắng cho em lên 3.000 người xem. Và túi này hôm nay cũng phải chia sẻ livestream mới được chốt đơn, bởi vì hôm nay em sẽ tính cho mọi người với giá rẻ hơn bình thường một chút nha.
nói chung là gọi là gì ạ, em không, nói chung là em chỉ cần được giảm 1.000 thì em cũng sẽ giảm cho khách 1.000. Đó là cách bán hàng của em từ xưa đến giờ là vẫn như thế rồi, được chưa? Đẩy lượt xem lên ít nhất 2.800 người xem em bắt đầu tặng tiền, 2.800 người xem bắt đầu tặng cho người chia sẻ livestream này nhất 200.000 đồng. Lên tiếp em lại tặng tiếp nha, không phải túi quay chéo, cũng không phải từ từ để em đọc mã đó, không phải túi xanh, đừng tự comment là comment sai đấy ạ. Anh ơi hôm nay gọi túi này là túi nâu thôi nhá, túi nâu cách số điện thoại. Em nói luôn là em thề em nói điêu mất lục luôn, em về 500 túi này, túi nâu cách số điện thoại, mã của nó là túi nâu cách số điện thoại, và áp dụng phải chia sẻ ít nhất 3 lần mới được chốt đơn. Tại vì em nói thật này, em tự tin để nói với 2.700 chị đang xem livestream ở đây rằng 500 túi này tối nay em sẽ bán hết, bởi vì khách của em đã chờ đợi cái túi này quá lâu, người ta đã biết đến cái túi này quá lâu rồi, chỉ là người ta gì, chỉ là người ta chờ để nó về hàng để mà mua thôi. Thế cho nên là phải nhanh tay lên, giá cũ gần đây nhất em bán là 235.000 và hôm nay em bán cho các chị là 217.000. Em bao giá toàn Facebook cho các chị 27.000 một túi sách này. Ghi giúp em là túi nâu cách số điện thoại. Em hứa, em thề, em nói điêu mất lộc luôn, em về 500 túi và em nhập trực tiếp từ Trung Quốc về, chứ không nhập qua trung gian, không nhập lại của Việt Nam và cũng không nhập lại ở chợ. Còn nếu phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn tiền 20 lần giá trị cái túi này cho các chị. Đây, biển tên Linkrin đây, mọi người thấy chưa? Hàng về đây này, mọi người thấy chưa? Biển tên Linkrin đây, không các chị lại nghĩ là em chém gió. Và tại vì sao em bán được rẻ? Tại vì em tự nhập trực tiếp từ Trung Quốc về đây, và số lượng em nhập một lần là 500 con. 500 con thì các chị tự hiểu rằng là nó hot hay không, nó đắt hàng hay không, nó hot như thế nào. Mã này phải gì ạ? Chia sẻ livestream mới được chốt đơn 217.000. Em sẽ bóc thêm một túi nữa cho các chị xem. Em bóc ra cho các chị xem này, hàng Quảng Châu, mã của nó này, 1511. Các chị nhìn nhá, đây là khi cái túi các chị nhận được hàng này. Đẩy lên cho em 2.800 người xem rồi, ok. 21:31 giữ view cho em, chia sẻ tích cực anh ơi. 21:31 giữ view cho em ít nhất đến 21:34. Đẩy túi nâu đỉnh chóp luôn chị ạ. Em mua năm ngoái, năm nay đeo vẫn đẹp. Bản thân chị đã lấy một cái túi này cách đây từ rất lâu rồi, và bạn em cũng lấy. Nói chung là chiều nay mong lần này nhận được túi. Em thề là em chỉ có 500 chiếc thôi. Ở đây đang là gần 3.000 người xem. Giữ view cho em lên 3.000, em tặng thêm 100.000 đồng nữa. Lên tiếp 3.200, em tặng thêm 100.000 đồng nữa khi các chị nhận được túi này. Hàng này của em là hàng Quảng Châu. Em nói là một lần nữa này, nếu phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn tiền 10 lần giá trị cái túi. Em cam kết ở trên livestream thì như thế, và livestream này sẽ không xóa, không bao giờ xóa, được chưa ạ? Các chị nhìn này, khi các chị nhận được hàng, các chị sẽ được hai cái quay, một cái quay ngắn và một cái quay dài. Nếu như các chị đã biết em từ lâu rồi, đẹp lắm ạ, cảm ơn Mai Tường nhé. Nếu như các chị đã biết em từ lâu rồi thì các chị biết rằng là cái túi này em bán từ tháng 3 năm 2021, và đến giờ phút này thì không biết là hàng nghìn cái túi đã được bán ra rồi. Thế nhưng mà trước đây thì em chỉ nhập lom do một lần 200 thôi, một lần 200 túi thôi. Còn lần này em nhập là 500 túi, các chị nhìn này, nó sẽ đeo được hai kiểu. Một cái túi sách mà em đeo mà like nào cũng có ít nhất phải 30 người hỏi. Ví dụ em mã này là túi nâu, đây là quay ngắn và đây là quay dài. Túi quay ngắn để mình đeo những lúc mình đi tiệc, mình mặc những cái đồ đẹp, mình mặc những cái đồ mà lady sexy, gọi những cái đồ mà nữ tính. Còn quay chéo để mình mặc những cái thể thao năng động, ví dụ như hiện tại cái xe em đang mặc ở đây, được chưa? Còn áo với quần chuẩn bị em bán tặng luôn nha. Em nhận đơn đúng 500 túi nâu này, em nói luôn này, 217.000. Hot girl đang bán túi này 350 nha các chị ơi. Nhìn hộ em này, túi này đây, túi nhà em cho các chị. Đây là hiện tại là túi đang để bên phòng bên này, cho nên là em không quay cho các chị thấy được. Nhưng các chị nhìn vào đây, biển tên Linkrin hàng về này, nó phải cỡ này. Chứ em không đứng đây để bốc phét đâu, túi đẹp lắm Linh ạ. Ôi ai cũng khen Linh bán thêm túi khác nữa đi, em cảm ơn chị rất là nhiều này. Không phải là em đứng đây để bốc phét rằng là ui mình nhập 500 cái đấy rồi mọi người có tin hay không. Thì mọi người nhìn vào đây này, biển tên của em đây, và em có quay video mai. Nhưng mà em tự tin rằng là 500 túi này tối nay không đủ, chắc chắn là không đủ. Hiện tại bây giờ đã nhảy mấy trăm đơn rồi, sợ quá. Túi nâu cách số điện thoại, trời ơi mọi người nhìn này, đấy, phải chia sẻ 2 lần mới được chốt đơn túi này. Bởi vì em khẳng định luôn này, một đêm nay em sẽ bán hết 500 cái túi này, chắc chắn luôn. Mọi người nhìn vào đây giúp em này, thấy chưa? Hàng có sẵn nha, em chiều nay em quay video chụp ảnh các kiểu rồi. Và khi chiều nay hàng cập bến, em đã gọi biển đặt hàng tiếp ở bên Trung Quốc 500 cái nữa rồi. Bởi vì là khi mà em đăng lại, lúc nãy khi em đăng lên gần 100 cái comment hỏi cái túi này. Còn bây giờ sẽ chốt cái quần này cho em. Quần này là quần cặp M. Nếu như em nhớ không nhầm phải 2 tháng rồi bây giờ hàng mới về thêm. 2 tháng rồi bây giờ hàng mới về thêm. Ai đang xem livestream ở đây đã mua quần cặp M của em rồi, cho em xin một câu phản hồi đây này. Hiện tại em đang mặc ở đây size S và em xin phép giật nó ra luôn để em lấy quần này mặc luôn nhé. Đây này, hiện tại ở đây em đang mặc size S, các chị nhìn thấy rõ không? Em giật ra luôn trước 3.000 chị đang xem livestream nhá, là em đang mặc size S. Thế nhưng mà nhà em có tận 4 size, size S, size M, size L và size XL, từ 40 đến 70 cân đổ về và mặc được. Và quần này trước đây em đã từng bán giá là 109.000 một quần. 109.000 một quần, các chị nghe rõ nhá. Còn tối nay
3.000 chị đang xem đúng không? Rồi hiện tại em đang tặng cho người đầu tiên 200.000 đồng, người tiếp theo 100.000 đồng, lên tiếp 3.200 người xem em tặng thêm 100.000 đồng nữa. Và ngày mai em sẽ công bố mini game hết luôn nha. Đã mua 3 cái mà hết hàng cái gì đấy. Em cảm ơn chị nha. Ghi của em mã này là thôi mình chết cha rồi anh ơi. Túi này thật sự là 500 cái không đủ đâu anh ạ. Sợ quá luôn ấy. Em sợ các chị luôn rồi đấy. Eo ơi, anh lại đây nhìn này, toàn đơn túi. Không một ai hỏi một cái gì. Cái túi này giá gần nhất em bán, tức là cái lần gần nhất em bán túi này giá là 235.000. Em nói điêu mất lòng luôn. Và hôm nay em bán cho mọi người là 217.000. Bởi vì sao? Bởi vì em thương lượng với bên Trung Quốc được giá thấp hơn. Và lần này em đặt luôn 500 cái thì chiết khấu giá nó sẽ được nhiều hơn so với cái lúc mà em đặt 200 cái. Đó là cái nguyên tắc bán hàng của người ta. Và kể cả như shop em cũng thế thôi, hay em đi nhập hàng cũng thế, 500 cái thì nó sẽ được giá rẻ hơn. Và lần này em đánh vào số lượng. Nói chung là bởi kể cả trước đây ấy là túi sách lúc nào em cũng lãi nhiều hơn quần áo, bởi vì là túi sách em bán số lượng ít. Thế nhưng mà bây từ bây giờ trở đi em sẽ lãi như quần áo, nhưng em khẳng định là em sẽ bán được số lượng nhiều như quần áo luôn. Thề luôn, mọi người nhìn này. Đó, túi này em về là 500 con thôi, mình em đình dừng túi ở đây nhá. Quần cạp M cách số điện thoại. Quần cạp M cách số điện thoại, kèm size, kèm số điện thoại, 3 size SML. Em đang mặc size S vừa giật mác ra, các chị nhìn thấy không? Em đang mặc size S mà to đùng như thế này này, thấy chưa? Nghe giá luôn. Có XL mà, SML, XL từ 40 đến 70 cân được. Và hôm nay em bán quần cạp M này này, xin phép bán rẻ nhất cái Facebook này luôn nha. 94.000 đồng một quần cạp M, được chưa? 94.000 đồng một quần cạp M, mua được đâu rẻ hơn nữa, hoàn hàng lại cho em. 94.000 một quần cạp M, các chị nhìn form này. Em đang mặc size S mà hôm nay em 50 cân chứ không phải 3.200 người, ok. 21:35 giữ view ít nhất đến 21:38 nha. Lên tiếp 3.400 người xem, em tặng thêm 100.000 đồng nữa. Và hôm nay tối đa em sẽ tặng cho mọi người là 600.000 đồng. Cố gắng chia sẻ, thả tim, thả like. Thả tim, thả like cái bài viết này và chia sẻ live stream cho em. Để làm gì mọi người biết không? Để không bị ẩn comment. Khi mọi người bị ẩn comment, mọi người sẽ không được tặng, không được mua cái túi này đâu. Cái túi này là bây giờ phải dùng cái từ là tranh nhau mới đúng đó mọi người. Phải dùng cái từ tranh nhau nó mới đúng đấy. Các chị nhìn này, nhìn cái túi này. Tí nữa em mặc đồ, mặc váy, mặc chân váy, em đeo cái túi này vào các chị muốn xỉu luôn, được chưa? Quần cạp M kèm size, kèm số điện thoại, hoặc quần cạp M kèm cân nặng, kèm số điện thoại, 94.000. Và áo phông trơn hôm nay cũng bán tặng luôn, anh cho em xin bảng mở phông trơn lên đây. Phông trơn này hôm trước em bán là 72.000. Tất cả các chị xem livestream có thể xem lại livestream cũ, bởi vì livestream cũ nhà em không xóa. Hôm trước em bán là 72.000 đồng một áo, ai mua từ hai áo mới là 70.000. Còn hôm nay mọi người này, mọi người nhìn giúp em này, hiện tại bảng bầu bây giờ còn những màu này, 1 2 3 4 5 và 6 màu. Hiện tại còn 6 màu, còn ví dụ như màu xanh dương, màu hồng bán chậm thì thôi em sẽ không nhập nữa. Và hôm nay mọi người sẽ được mua giá áo trơn với một cái giá em cũng nói luôn là em bán rẻ nhất cái Facebook này luôn. 66.000 một áo trơn. Với điều kiện mua từ hai áo hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Một áo bên em không chốt đơn và không đi đơn, các chị lưu ý nhá. Áo phông trơn kèm màu kèm số, phông trơn trắng, đen, cốm, à quên, úa, cốm, ghi và nâu, 66.000 áp dụng chia sẻ live stream. Và quần cặp M này sẽ là 94.000, còn túi sách này là 217.000, nhưng có lẽ là em phải dừng nhận đơn túi sách ở đây rồi, bởi vì đã hết hàng rồi các chị ơi. Hết hàng thật sự luôn rồi đấy. 500 túi mà em bị choáng ngợp luôn đấy mọi người ơi, chết rồi. Em thật sự là em bị choáng luôn bởi vì cái độ hot của cái túi nhà em luôn đó mọi người ơi, sợ quá. 217.000, con áo này ghi giúp em là áo trơn, đen, úa, cốm, ghi nâu và trắng, được chưa? Áo trơn, phông trơn kèm màu kèm số và quần. Mọi người ơi, không giữ view được đến 21:38 là em không tặng thêm đâu nha. Mọi người phải giữ lại view cho em đến 21:38 và kéo view đến 3.200 người xem. Mọi người nhìn giúp em để chia sẻ nhiệt tình lên rồi. Quần em đang mặc là quần cặp M. Quần cặp M 4 size S, M, L và XL từ 40 đến 70 cân đổ về mặc được. Và hiện tại ở đây em đang mặc size S. Mọi người có hình dung size S mà một cái đứa 50kg như em mặc vừa thì form nó như thế nào. Đây này, em vừa giật ra cái lúc trước mặt các chị tí nữa, các chị xem lại livestream và thấy cái thời điểm mà em giật cái mác ra, bởi vì là em thấy nó vướng em mà em lấy cái này mặc luôn. Thế nên là em xin phép giật ra luôn. Còn bây giờ em qua mẫu nhá. Bây giờ em qua mẫu luôn nhá. Cái à, anh cho em xin cái áo ngực lên đây. Bây giờ cho em hỏi này, cho em xin 30 giây. Chị nào đang xem livestream ở đây đã mua áo ngực có dây nhà em rồi, đây Ngọc mang xuống rồi đây. Chị nào đang xem livestream đây, chị nào đang xem livestream nhà em và đã mua áo ngực có dây nhà em rồi, áo ngực có dây nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi có được không ạ? Áo ngực này, em nói thật là bản thân em Linh là mê luôn. Và đây là cái áo ngực đầu tiên trong cuộc đời mà gì ạ,
Chị mua ha, em mua, em với chị em mua 2 năm rồi mặc vẫn đẹp. Cảm ơn Thúy Bi nhé. Quần cặp M này em bán năm em thứ 3 rồi, cho nên là các chị không cần phải lăn tăn đâu. Cái áo ngực này, này. Hiện tại em đang cầm ở đây này là hàng, cái này là em đang cầm là size 34. Em đang cầm là size 34. Và áo ngực này của em là hàng tàu. Hàng tàu nhưng mà Việt Nam mình rất ok. Em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Hôm đầu tiên em bán hai live stream em bán hết 3.000 áo. Và từ hôm đấy đến hôm nay là mọi người cứ hỏi áo ngực thì em không hề nhận đơn. Mọi người có nhớ không ạ? Mọi người có nhớ không ạ? Chồng mê hơn mình. Thật sự em ơi, em là một cái đứa không có một tí ngực nào nhá. Không có một tí ngực nào luôn. Nếu như mà ai đã xem cái live stream của em trước khi em bán cái áo ngực này này thì em live stream là nó xẹp lép nha. Nó xẹp lép không có một cái gì luôn. Và cái áo ngực mà trước khi mà em nhập cái áo này về em cũng mua cái áo ngực đấy là 500.000 hàng Nhật đấy ạ. Nhưng mà mặc nó không đẩy ngực, mặc nó không hề đẩy ngực luôn. Còn bây giờ em sẽ cởi cái áo này ra cho mọi người nhìn nhá. Thật sự là nhìn tưởng là em đi nâng ngực về, thề luôn á. Cái áo này này, áo ngực nâng ngực lắm ạ. Cảm ơn Trang Sale này, mọi người thấy chưa? Nói chung là mọi người không mua là hơi bị tiếc luôn á. Em cho mọi người xem nhá. Em cho mọi người xem cái áo ngực hiện tại em đang mặc ở bên trong này. Đây các chị thấy chưa? Em là một cái đứa không hề có ngực nha. Không hề có ngực. Ai mà biết em lâu rồi, xem live stream của em lâu rồi thì mọi người biết đây này. Hiện tại em đang mặc cái áo ngực em đang bán đây. Chị nhận được rồi em ơi, đẹp ưng lắm em. Dạ em cảm ơn chị Hoàng, Hoàng Hiền nha. Em cảm ơn chị nhiều, nhìn cho em này. Hiện tại em đang mặc ở đây là áo ngực em đang bán đây. Em có tất cả là 3 màu, anh cho em xin đủ màu đi anh ơi. Em có tất cả là 3 màu và áo ngực này của em là hàng Quảng Châu. Nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam cũng hoàn hảo. Áo ngực nhà em Linh siêu đỉnh, mặc thích lắm. Chưa bao giờ tìm được áo nào mê như áo này. Em thề với chị, em nói điêu mất lộc. Cuộc đời em cũng chưa bao giờ mua được một cái áo ngực nào mê như áo này luôn. Em nói điêu mất lộc luôn, không phải là em lên đây quảng cáo mà em nói như thế đâu. Lần đầu tiên em mua được một cái áo ngực mà mặc nó ảo ma như thế này. Mà bởi vì là mình không có một tí ngực nào, thế nên là mặc lên như thế này mình cảm thấy rất là sướng. Chứ còn những người ngực to thì không nói làm cái gì. Đây, em có tất cả là 3 màu. Và cái này em nói này, nguồn gốc xuất xứ nó là hàng Trung Quốc. Thế nhưng mà công ty Việt Nam mình đặt sản xuất ở Trung Quốc. Công ty đây này, công ty Iris Việt Nam đặt cái hạng này chứ không phải em đặt, không phải em đặt nha. Công ty Iris Việt Nam người ta đặt hạng này ở bên Trung Quốc. Sau đó người ta về và người ta dán mác hàng Việt Nam vào, dán mác của công ty Việt Nam vào và người ta ghi giá niêm yết vào để người ta bán cho những cái ví dụ như trung tâm thương mại hay là những cái shop đồ lót mà hàng hãng cao cấp ấy. Đây này, áo lót cao cấp Iris này, một loạt quảng cáo ở bên dưới giá niêm yết là 199.000. Và hai live stream đầu tiên em bán mặc ngực đẫy đà lắm luôn ý. Em thề là chưa có một khách nào chê cái áo ngực này luôn. Em cho kể cái áo ngực, em cho các chị kiểm hàng luôn. Các chị nhìn này, giá niêm yết 199k công ty Iris. Mọi người nhìn kỹ đi, hàng này, hàng nó trong túi như này. Đây, hàng nó trong túi nha. Em bóc thêm một cái màu da nữa cho các chị xem. Áo ngực chủ yếu em bán hai màu là màu da và màu đen thôi. Còn màu đỏ bán số lượng ít đây này. Mọi người nhìn này, em nói thật là em không có một tí ngực nào, em thề luôn. Này mọi người thấy chưa? Mặc lên như kiểu mà vừa đi nâng vú về luôn á. Ghi của em là áo, anh ơi chỉ cần ghi áo ngực thôi nhá, bởi vì bây giờ hết áo ngực không dây rồi. Áo ngực đỏ, áo ngực da và áo ngực đen. Mọi người biết tại sao không? Người ta để giá niêm yết như thế này để những người mà người ta nhập về bán trong trung tâm thương mại và bán trong shop thì người ta bán nguyên giá như thế này. Em thề là em đi lên trung tâm thương mại em mua cái quần chip hay là áo ngực á, lúc nào người ta cũng lấy tính đúng cái giá mà ở cái này này, chứ người ta không bao giờ giảm 1.000 nào. Còn đây là em lấy số lượng, em lấy số lượng và công ty người ta bảo chuyến này người ta sẽ để cho em 5.000 áo. Chuyến này người ta sẽ để cho em 5.000 áo ngực này mọi người ơi, được chưa? Nhưng mà mới về trước được có 1.000 thôi, tối nay là hàng vừa về đến kho nhà em là 1.000 áo. Em bán con áo ngực này số lượng đầu nghìn rồi, em nói điêu mất lộc luôn, mọi người nhìn này. Đây nhá, giá niêm yết 199k và cuộc đời em nhá. Thề luôn, nói điêu mất lộc là chưa bao giờ mà em mua được một cái áo ngực nào mà đẩy ngực và mặc phê như cái áo ngực này. Mà em chưa thấy ai chê đâu. Và giá chốt trong live là em bán 98.000 đúng không? 98.000 trong live stream. Hàng giống như thế này, hàng giống như thế này, tang mác công ty Iris như thế này, ở đâu rẻ hơn? Em cho các chị hoàn lòng lại, cái này là em hứa. Em hứa với 3.500 chị đang xem live stream ở đây, được chưa? Ở đâu bán rẻ hơn 98.000? Em cho các chị hoàn lòng lại, hứa, được chưa? Ví dụ em mã này là áo ngực đen, áo ngực da và áo ngực đỏ kèm size. Size 34, size 36 và size 38. Size 34 3.000 chị đang xem, 3.500 chị đang xem live stream thì các chị biết là em có uy tín hay không. Nếu em không uy tín ý, không bao giờ có nhiều người xem như thế này. Và cuộc đời em Linh á, chưa bao giờ biết chạy quảng cáo đâu. Toàn bộ cái này là mắt thật, comment thật và đơn thật và phản hồi thật. Còn nếu như em có mua mắt thật, mua mắt giả này hay thuê xe live stream hay là nhờ người feedback, em mất sạch lộc không bán được hàng nữa, được chưa? Và live stream không xóa đâu, mọi người có thể xem lại live stream. Và em nói lại một lần nữa này, mua hàng nhà em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Được kiểm tra hàng là như thế nào? Đây, ví dụ hàng đến áo ngực đang ở trong túi đúng không? Mọi người sẽ tháo cái túi này ra.
mọi người tháo, kể cả có thể là các mọi người hơi ngại với bút tá nhưng không có gì phải ngại. Mình bỏ tiền ra mua, mình là người bỏ tiền ra mua, mình phải là gì ạ? Mình chị nhận được áo ngực rồi phải nói là chân ái cuộc đời luôn, mặc nâng ngực. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em nói thật là cuộc đời em 31 năm chưa bao giờ có một cái áo ngực nào mà em mặc lên ảo như thế này đâu chị ạ. Bởi vì em là một cái loại là siêu màn hình phẳng luôn. Hôm trước mặc cái áo bờ ra xong rồi không mặc áo ngực, hai đứa bạn em vào comment hỏi thế ngực mày đâu. Đây nhá, mọi người được kiểm hàng trước mặt ông táo luôn. Em cho các chị sờ cái quả ngực này luôn, nếu như ok lúc đấy các chị nhận, còn không ok cứ hoàn lại, không phải ngại với bút tá đâu. Các chị bỏ tiền ra mua, các chị phải làm gì, phải sử dụng cái quyền lợi của mình, bởi vì em cho kiểm hàng mà, em cho kiểm hàng, không phải em cho kiểm hàng mà em bắt kiểm hàng, được chưa? Áo ngực em có màu da, áo ngực em có màu đen và áo ngực em có màu đỏ, 3 size 34, 36 và 38, 98.000 hàng đây này. Công ty Iris đây, mọi người nhìn tang mát, ai nhận hàng cũng sẽ như thế này, có cái tang này và có giá niêm yết 198.000 đây. Nhất là chị nào bán shop nha, thì lấy cái áo ngực này về bán. Và nếu như các chị mặc mà không ưng, các chị cứ vào đây bóc phốt em, bất kỳ thời điểm nào em livestream cứ vào đây bóc phốt em. Em nói thật đấy, các chị sẽ nghiện, các chị sẽ bị nghiện cái áo ngực này. Các chị mua kiểu gì cũng sẽ quay lại mua thêm 2-3 cái nữa. Em Linh lấy 3 cái để mặc rồi, các chị nhìn này. Đấy, nhìn này, thấy chưa? Ảo ma Canada vãi trưởng luôn ấy, thật sự là nó quá ảo luôn. Thôi em dừng áo ngực ở đây nhá, chứ quảng cáo thêm nữa là 1.000 cái cũng không đủ mất. Rồi tiếp, em lên mã tiếp theo. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái gì nhỉ? Bây giờ em lên một cái áo á. Bây giờ em sẽ lên một cái áo Mickey mới về, nó đẹp dã man luôn. Ai lấy áo em đang mặc áo em đang mặc bên ngoài thì gọi là áo dây thái 30.000, còn áo em đang mặc bên, còn đây này, em đang mặc áo ngực bên trong đây này, 98.000 một áo, 34, 36 và 38, 34, 36 và 38, 98.000 một áo. Em xin phép dừng ở đây nhá, lên một mã tiếp theo. Anh cho em xin cái lên cái con Q99 này đã. Q99 này em nói đi, em mất sạch lọc luôn. Các chị nhìn cái Q99 này của em này. Like trước đẩy view lại lên cho em 3.500 để em nói với cái Q99 này nhá. Like trước em bán được hơn 1.700 cái Q99 này. Bán hơn 1.700 cái Q99 này trong một live stream. Trong một live stream giảm cho em cái điều hòa. Trong một live stream nhá, em nói điêu mất lọc luôn. Theo số liệu thống kê là hơn 1.700 quần. Còn sau đó chốt thêm, chốt thừa, chốt thiếu, chốt dư thế nào em không biết. Nhưng theo cái số liệu bên em search ấy, search trong cái tổng đơn hàng ấy là hơn 1.700 quần này. Có ai đã nhận được hàng chưa? Có ai đã nhận được cái Q99 này của em chưa? Và số lượng hiện tại em đang đặt là 2.000. Tổng số lượng em đặt của Q99 này là 2.200 quần rồi. Nói đi mất lòng luôn. Trời ơi, nói chung là nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Và hiện tại đơn thiếu nhà em vẫn như thế này. Thế nhưng mà em đặt 2.200 quần thì nó sẽ về thôi. Cho nên có thể là hơi lâu một tí, nhưng mà mọi người cứ chịu khó chờ đi. Em sẽ mặc con Q99 này nhá. Còn quần em đang mặc gọi là quần cặp M, hôm nay chốt cho mọi người là 94.000. Full size, size S, size M, size L và size XL. Đây này, em đang mặc size S đây này. Hôm nay chốt 94.000 giá cũ em bán. Eo ơi, quần Q99 chất mềm, mềm phê lắm luôn. Con mụ này quá đỏ luôn. Bây giờ mà nhận được Q99 là con mụ này quá đỏ luôn. Còn bao nhiêu khách chưa nhận được hàng đâu, bởi vì hàng em đã giả hết đơn đâu, còn chưa giả hết đơn. Bán một like 1.700, hơn 1.700 con thì các chị nghĩ làm sao mà đỡ được số lượng đấy. Mà có bà đã nhận được hàng rồi, bảo là eo ơi Q99 chất mềm, ôi yêu quá cơ. Kiểu em là Q99 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Các chị nhìn cho em mặc cái Q99 này. Anh cho em xin cái áo kaki xuống đây. Riêng cái con Q99 này của em đảm bảo với mọi người là em đi đầu thị trường là cái thứ nhất, và cái thứ hai là em bao giá thị trường luôn. Đang hóng Q99, em cảm ơn chế nhá. Nhìn cho em này, em sẽ mặc một cái áo sơ mi kaki. Sơ mi kaki này hôm qua là mặc lên video TikTok và mọi người hỏi rất là nhiều. Lần đầu tiên, nói chung là gọi là gì, người già học chơi TikTok đấy. Em thì em không có ý định, chưa có ý định bán hàng trên đấy, chỉ là em muốn xây một cái kênh để giao lưu với mọi người, giao lưu cho vui, có follow để biết đâu đấy một ngày đẹp trời em sẽ chuyển qua đấy bán thì sao. Đó, mới biết tới Linh chưa được tha tháng mà chốt hơn 3 củ rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Thật sự là cái áo ngực này các chị nhất định phải mua. Em nói rồi, các chị không mua em tiếc cho các chị thôi. Bởi vì cái áo này nó ảo ma vãi trưởng luôn. Đây này, các chị nhìn này. Em là cái thể loại là không có một cái tí ngực nào mà mặc này. Mọi người thấy chưa? Buổi tối các chị mặc thế này, chồng các chị làm sao đỡ được. Thề luôn, được chưa? Ví dụ em là gì ạ? Áo ngực kèm màu. Áo ngực kèm màu hoặc áo ngực gì ạ? Áo ngực kèm size nhá. Hoặc áo ngực, à quên, áo ngực kèm màu và kèm size, chứ bên em không tư vấn size áo ngực đâu. Bên em không tư vấn size áo ngực bởi vì không biết tư vấn. Các chị nhìn này. Bây giờ em sẽ đóng thùng với quần Q99 này nhá. Từ từ mọi người khoan, hãng chốt Q99 để em làm gì?
để em eo nhận được đồ rồi cái gì em không cục đọc, chị comment lại giúp em nhé. Nói chung là mọi người comment khen rất là nhiều, thế nhưng mà có điều là comment nó nhảy nhanh quá, em không thể nào đọc được. Bây giờ đang 3.300 người xem, đẩy lại lên cho em 3.500 người xem nào, đẩy lại lên cho em 3.500 người xem đi các chị ơi. Này nhìn hộ em này, trời ơi mũ còn không linh, mũ em chỉ còn màu sữa thôi chị ơi. Nhìn hộ em này, cái set đồ em Linh đang mặc, và bây giờ là cái lúc em sẽ đeo cái túi này. Cái túi này là hết rồi nhá, hết 500 con rồi nha các chị ơi, nhìn cho em này. Đó, kiểu em mã này là Q99 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size. Like trước bán được hơn 1.700 cái quần này. Hứa danh dự luôn, nói đi ông mất sạch lọc luôn, được chưa? Em có Q99, màu em đang mặc là màu nâu, 2 size SM từ 40 đến 68 cân đổ về là mặc được. Hiện tại ở đây là em đang mặc size S. Em đang mặc màu này là màu nâu, là Q99 nâu. Màu thứ hai cho em là Q99 sữa. Màu thứ ba cho em là Q99 trắng. Và màu cuối cùng cho em là Q99 đen. Hiện tại nhà em đang nợ toàn bộ đơn của Q99, nhưng mà ngày mai hàng sẽ về tiếp, ngày kia hàng sẽ về tiếp. Thế nên là em vẫn sẽ mạnh dạn nhận đơn, và hàng có thể về chậm 1-2 ngày thì các chị có thể hoan hỉ thông cảm giúp em. Bởi vì hàng đẹp giá rẻ thì nói thật là thôi mình chịu khó chờ một tí. Và mọi người biết em bán quần này bao nhiêu tiền không ạ? 98.000 đồng một quần. Cho khách chia sẻ livestream, bởi vì em mặc ngay đầu livestream luôn. Chia sẻ live đi anh, 98.000 đồng một cái quần này. Và nhớ này, được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Hàng đến bóc cái túi bóng bên ngoài ra, bóc cái túi bóng bên trong và cho mọi người ướm lên người luôn. Ok lúc đấy mọi người nhận, không ok mọi người hoàn hàng lại. Cái này là điều em hứa với các chị. Còn nếu như vô tá nói với các chị rằng là shop này không cho kiểm tra hàng thì các chị hoàn hàng ngay lập tức, bom hàng luôn, đừng giả tiền ship, đừng mua hàng nữa. Em nói luôn là như thế nhá. Q99 đen, Q99 nâu, Q99 trắng và Q99 sữa, 2 size SM 40 đến 68 cân đổ về mặc được và giá là 98.000. Em đảm bảo em bán rẻ nhất cái Việt Nam này cái mã này luôn, được chưa? Còn áo em đang mặc G4 còn không chị ơi, em nhận được hàng đẹp quá. Còn em ơi, áo em đang mặc gọi là sơ mi kaki sữa và sơ mi kaki nâu. Em có sơ, hôm nay có thêm cả màu cốm nữa ở trên kia là 3 màu. Và sơ mi kaki em chốt trong line này cho mọi người là bao nhiêu ạ? 100, hôm nay bán này anh ơi ghi. Hôm nay bán 116.000, được chưa? Hôm nay em bán 116.000, hình như lúc nãy anh đưa cho em cả màu nâu mà em để đâu à? Anh đưa cho em cả màu nâu đây. Hôm nay em bán cho mọi người 116.000, được chưa? Đảm bảo là em bán đến livestream thứ 3 thì thị trường cũng chưa có hàng đâu. Em cũng chưa có hàng đâu, nhìn cho em này. 116.000, em có sơ mi kaki nâu và em có sơ mi kaki sữa. Và hôm nay em về thêm cái chân váy kaki, em về thêm màu. Hôm trước là chỉ có màu đen thôi. Và sau đó khách hỏi là Linh ơi có màu khác không? Và nhanh tay là em đã nhập thêm 2 màu nữa rồi. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên, mọi người nhìn cho em này. Đây, chân váy kaki hôm nay em có tất cả là 3 màu, tông màu cực kỳ sang và tây luôn. Ví dụ như các chị thích mặc theo tông đúng không? Hàng nhà Linh vừa đẹp vừa rẻ, mình vừa mua 8 bộ cái gì đấy, em cảm ơn chị rất là nhiều. Ví dụ như ghi thì mặc với chân váy ghi này, nâu thì mặc với chân váy nâu này, được chưa? Còn đen thì có thể mặc với áo nâu hoặc áo quen sữa hoặc nâu. Đây nè, ví dụ như em sẽ mặc cái chân váy này, trời ơi cái set này mặc nhìn sang như kiểu mà hàng hãng luôn ấy, mặc như này là sang như hàng hãng. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người coi, được chưa? Chia sẻ livestream lên nhá. Không chia sẻ livestream không được chốt đơn đâu mọi người, lưu ý giúp em nhé. Mọi người đừng có tiếc với em lượt chia sẻ, mọi người tiếc với em lượt chia sẻ thì nó sẽ biển comment. Thả tim, thả like và chia sẻ bài viết giúp em. Thả tim, thả like và chia sẻ bài viết giúp em. Nếu không là mọi người sẽ bị ẩn comment. Và khi mọi người bị ẩn comment là mọi người sẽ không có đơn, mọi người hiểu không ạ? Thế nên là mọi người đừng có gì, mọi người phải chia sẻ livestream cho em nha. Thôi em xin phép dừng Q99 ở đây đi. Không, ôi trời ơi, sao bên này em ơi, mai chắc đổi đi anh ạ, đổi đi hả? À ghi hộ em mã này là sơ mi tầng còn nữa không em? Dạ hiện tại em đang hết hàng chị ơi, tụt view rồi anh ơi, chia sẻ like đi anh. Trời ơi cái set đồ này chỉ có con Linh nó mới bán được giá này cho mọi người thôi. Và cái set đồ này con Linh nó sẽ đeo cái túi này đó, và con Linh nó đội thêm cái mũ nữa. Cho em xin cái mũ đi anh ơi, anh ơi cho em xin cái đôi guốc luôn. Thật lòng luôn ấy, chỉ có em mới làm ra được những cái thể loại vừa rẻ vừa đẹp như thế này. Em tự tin nói như thế luôn ấy. Cho em xin cái mũ. Cái mũ lúc đấy là ở đây này, ở đây này, ở đây, ở đây. Thôi để em lấy. Anh đưa mấy cái túi ra đằng kia đi cho nó đỡ chật. Mũ hiện tại chỉ còn màu sữa thôi đúng không anh? Đây này, mũ nhà em này, các chị nhìn này. À còn 3 màu, hết mỗi màu nâu thôi. Đây các chị nhìn vào đây giúp em này. Trời ơi, cái set đồ mà nhìn nó sang kinh lên được ấy. Sang kinh lên được, cái đơn là nhảy lắc máy mọi người nghe không? Nghe đơn nhảy không? Ví dụ em mã này là gì ạ? Sơ mi kaki sữa, chân váy kaki sữa, cả bộ nha. Em có chân váy kaki sữa, em có chân váy kaki nâu và em có chân váy kaki đen. Và hôm nay bán cho mọi người giá 106.000 một chân váy. Và nhớ phải chia sẻ like. Còn áo này hôm nay bán 116.000 luôn. 116 cộng 106 là 200, 222.000.
Các chị đi cả cái Việt Nam này, toàn bộ TikTok này, toàn bộ Shopee này, toàn bộ Facebook này, toàn bộ các shop trên thị trường, ở đâu ai bán cho các chị cả bộ này 222.000? Em hỏi thật đấy, ai bán được? Không ai bán được hết. Ví dụ em mã này là gì ạ? Chân váy kaki kèm màu kèm số điện thoại mới em đang mặc lại đây. Em phối nó giống màu nhau và cùng chất vải với nhau. Mặc thế này giống như các chị mua set ấy, và mặc nó sang kinh khủng luôn. Mũ này ghi giúp em là mũ sữa, còn túi này ghi giúp em là túi nâu. Hôm nay về 500 chiếc và xác định luôn là hết sạch rồi. Hết sạch rồi, các chị không đặt túi nữa nha. Ví dụ em mã này là chân váy kaki sữa, chân váy kaki nâu, chân váy kaki đen, được chưa? Q99 lên lại bảng màu, ok, chờ em một tí. Nhưng mà em bị cháy hàng Q99 mất rồi chị ơi. Em bị cháy hàng mất rồi, nhớ này. Ai có đơn thì dồn đơn vào cái quần Ngô Thái này. Em bán tặng cho mọi người là 38.000 đồng, 38.000 đồng một quần. Để mọi người dồn đơn vào, mọi người tranh thủ chốt nhá. Được chưa? Sơ mi kaki, sơ mi kaki sữa, sơ mi kaki sơ mi kaki sữa, sơ mi kaki nâu và sơ mi kaki cốm. Và chân váy kaki, trời ơi, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người thêm chân váy kaki màu đen nhá. Màu đen cũng đẹp nhức nhối luôn. Màu đen là màu bán được nhiều bởi vì là màu đen mới bán, à bán đầu tiên. Còn màu nâu với màu sữa là hôm nay mới bắt đầu có. Thì em cũng không biết được là màu nào đắt hàng hơn. Thế nhưng mà theo quan điểm của em thì em nghĩ là màu đen sẽ là màu bán được nhiều nhất, bởi vì màu đen mặc nó gầy. Ghi của em là chân váy, đây là cả cái set hôm qua em quay TikTok đấy. Cả cái set hôm qua em quay TikTok chính là cái set này đấy. Là cái set mà em mặc áo nâu và chân váy nâu. Còn hiện tại đây em đang mặc áo sữa và chân váy đen. Đó, em mặc để cho mọi người gì ạ? Mọi người có thể nhiều sự lựa chọn. Mọi người có nhiều sự lựa chọn, em đang mặc áo đen và chân váy đen và áo sữa. Bây giờ em sẽ thay sang áo đen và chân váy nâu nhá. Đây này, chân váy kaki sữa này, chân váy kaki đen này và chân váy kaki nâu, quá là cuốn hút luôn. Trời ơi. Đây, bây giờ em sẽ mặc lại đúng cái set hôm qua em quay TikTok nhá. Tại sao em chọn nó quay TikTok? Bởi vì nó đẹp, bởi vì em cảm nhận là nó rất là đẹp, thế nên em mới chọn. Chứ còn nhà em đâu có thiếu quần áo đâu, hàng shop nhà em có bao nhiêu là mẫu ở đây. Nhưng mà tại sao em chọn shop, em chọn cái set này để em quay TikTok? Bởi vì em thấy nó đẹp ấy, thấy đẹp ấy mọi người. Đây nhá, áo ngực em đang mặc đây này, mọi người thấy chưa? Từ nãy giờ em đi đứng, em vận động, em quay cuồng các kiểu như này, ngực này, đó ấy, mọi người thấy không? Ảo không? Thật sự luôn là cái áo ngực này là áo ngực quốc dân. Mai đổi tên là áo ngực quốc dân, cách số điện thoại nha mọi người ơi. Chia sẻ live stream, thả tim thả like cho em nhá. Nhiều hàng lắm luôn. À không, hôm nay không có quá nhiều hàng đâu. Nhưng hôm nay cần những cái hàng mà mình đã chờ từ rất lâu rồi. Mọi người công nhận không? Lên áo Mickey mới đi chị rồi, ok, chờ chị một tí nhá. Anh ơi, chuẩn bị cho em cái áo Mickey mới hàng Thái ấy, hàng Phong Thái ấy, mới về đấy, đắt dã man luôn. Áo đấy nhập đắt, nhưng mà áo đẹp, nhưng mà áo đẹp và đảm bảo chưa ai bán luôn. Đây này, em sẽ mặc sang set màu nâu nhá. Ví dụ em là sơ mi kaki nâu và chân váy kaki nâu, 106.000 cộng 116.000. Nhớ nhá, mọi người mua xong nhớ giới thiệu cho em là mua ở shop Linkreen. Mọi người nhớ nhá, nhớ giới thiệu cho em là mua ở shop Linkreen. Linkreen có bán nha. Ghim nick TikTok đi shop. TikTok của em là Linkreen223. Mọi người tìm là sẽ ra nhá. Nhưng mà em chưa bán hàng ở trên đấy đâu. Mọi người cứ theo dõi đi, sau này em có bán thì mọi người sẽ mua sau. Nick TikTok của em là Linkreen223. Mọi người chỉ cần đánh như thế là nó ra nhá mọi người nhá. Hôm nay em mới nhận cái váy tăm, không nghĩ nó đẹp như thế mà có 118k. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ví dụ em là gì ạ? Sơ mi kaki nâu và chân váy kaki nâu, bây giờ đeo thêm một cái túi nâu nữa. Trời ơi, em nói thật chứ, tại sao em có thể bán hàng đẹp mà rẻ như thế này nhỉ? Thật lòng luôn ấy, làm sao mà bán được đồ vừa đẹp lại vừa rẻ. Đây là cả cái set quay TikTok này, đi như này, à quên, đi như này chứ, đi như này xong rồi quay lại như này này. Đấy, hot. Ghi ở em mã này là gì ạ? Sơ mi kaki nâu và chân váy kaki nâu, cả set em đang bán, được chưa? Cả set em quay TikTok là cái set này luôn. Và rất là nhiều chị hỏi, thế nhưng mà nhà em ấy thì không nhận đơn qua comment, nhà em chỉ nhận đơn qua livestream. Có nghĩa là các chị chỉ có thể đặt hàng qua livestream thôi. Chứ còn ví dụ như các chị nhắn tin là em ơi chốt cho chị cái này, chốt cho chị cái kia, là các chị không bao giờ có đơn luôn. Bởi vì nhà em một ngày mấy nghìn tin nhắn ấy. Và hôm qua vừa cãi nhau với một khách vì cái vấn đề là hôm nay em nhận được set khuất lưng đẹp dã man, vì cái vấn đề là khách đấy là khiếu nại về đơn hàng. Nhưng mà bởi vì khách chỉ nhắn tin và không gọi điện, thế là khách cứ nói shop là vô trách nhiệm này kia. Còn khách không đọc kỹ, bên em đã ghi rất là rõ. Càng ngày càng xem càng thấy chị dễ thương, cảm ơn em nhá. Ví dụ em mã này là chân váy kaki nâu và sơ mi kaki nâu, cách hai bên còn có túi, mẹ ơi. Hai bên còn có túi mà túi to chà bá luôn, mọi người nhìn này. Đây nhá, hai bên có túi này, buổi trưa mà đi làm văn phòng ăn cơm các thứ là để điện thoại với tiền thoải mái luôn. Không cần phải mang túi bóng, đã quên nhầm. Không cần phải mang túi sách đâu. Túi sách là 217.000 hàng Quảng Châu. Về 500 con, nói điêu mất sạch lọc luôn và bán hết rồi. Bán từ đầu live rồi mấy chục phút là bán hết sạch mẹ luôn rồi, thề sợ quá. Em sợ em luôn cái tốc độ bán túi của em ấy, mọi người nhìn này. Em nói điêu các chị làm gì? Đây này. Tên Linh Ri này, hàng về này, mọi người thấy chưa?
không lại bảo là không lại bảo là em bốc phét đấy, mọi người thấy chưa? Cho nên là tranh thủ chốt nhanh lên, không là còn cái nịt đấy, hết túi xách nha. Rồi em qua mẫu luôn. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái áo phông này cực phẩm đây. Áo này đúng không? Thị trường chưa ai có đúng không? Mấy em Linh có đúng không? Đúng, xác nhận đi, đúng chứ lại không đúng nữa. Đây, bóc luôn này. Đây nhá, cái đợt năm nay ấy, áo phông thái cực kỳ hot luôn. Và em nhập cái áo phông thái này này, là một, như cái mã này là hơn 100.000. Còn như những cái mã mà con gấu với cả Givenchy là gần 100.000 một áo. Áo này thì nhập vào đắt hơn, đắt hơn mấy con kia. Bởi vì con này form to hơn và cái hình nó, nói chung là em không biết được. Tóm lại là người ta bán cho mình đắt hơn thì mình sẽ phải bán đắt hơn. Còn em nói thật đó, là một cái áo này em không lãi bằng cái áo phông 75.000 đâu. Em thề luôn. Đây nhá, bây giờ em bóc này. Bây giờ em sẽ bóc ra thử một cái này, xem một cái đầu tiên này, xem một cái thứ hai cho mọi người nhìn nhá. Bóc trước mặt các chị luôn. Em nhận được 200k chưa chị ơi? Em đang live stream mà. Làm sao mà em biết được là nhận được chưa? Chị chuyển cái ảnh chuyển khoản đấy sang rồi mai các bạn ấy check chứ chị ơi. Này đẹp chưa? Trời ơi, ta nói đẹp không? Form này, form to đùng đùng luôn. Form to đùng đùng luôn, chuẩn bị chốt nha. Nha. Màu nhạt còn không bạn ơi, cả bộ em mặc có cả màu đậm và có cả màu nhạt. Anh đứng dậy lấy cho em luôn đây này. Đây nhá, áo là có màu nhạt, chân váy có màu nhạt, chân váy kaki sữa, chân váy kaki nâu và chân váy kaki đen. Áo có màu sữa, có màu nâu và có màu cốm ở trên kia. Áo có 3 màu, chân váy có 3 màu. Mã của nó là áo kaki và chân váy kaki. Cách số điện thoại được chưa? Em xin phép dừng mẫu này ở đây. Còn mã này anh đứng dậy kẹp lại cái Q99 đi. Q99 này là có giá là 98.000. Like trước em bán được hơn 1.700 cái quần này. Cho nên là thôi, cái này là tính nó lên sau đi, bởi vì là bán được nhiều lắm rồi, được chưa? Bây giờ em xin phép qua mẫu này. Bây giờ em sẽ lên cái áo Mickey này. Áo bao nhiêu cân vừa? Chân váy thì em bao vừa đến 75 cân, còn áo em bao vừa đến 68 cân nha chị ơi. Cho to chả bán lửa, chị nhìn này, thấy không? Cái quần ngố này là em mặc từ nhà em đi này. Em mặc từ nhà em đi, hôm nay là em mặc một cái áo phông và một quần ngố. Nói chung là phong cách bình thường của em là như thế đó. Cho mọi người, tí nữa em sẽ lên một cái video TikTok mới nhá. Quay cái túi sách. Em là em đặt tiếp 500 cái túi sách nữa rồi, mà người yên tâm, túi sách nhà em chỉ có rẻ thôi. Đây này, áo ngực này, 98.000 một cái áo ngực. Hàng công ty của Việt Nam đặt của Trung Quốc. Ví dụ như hàng công ty mà đặt của Trung Quốc thì nó sẽ xịn sò hơn là hàng bọn em tự nhập nha. Bởi vì như này, hàng công ty là người ta sẽ yêu cầu cái chất lượng cao hơn để người ta về người ta bán trong trung tâm thương mại, bán trong những cái gọi là những cái shop mà bán hàng cao cấp. Còn như bọn em nhập thì giá là ok, là bọn em nhập. Còn hàng công ty mà nhập thì người ta sẽ đòi hỏi cái chất lượng cao hơn so với những đứa như em nhập. Đây này, các chị nhìn này, đẹp chưa? Áo này sẽ gọi là phông gì anh ơi? Cái này cho em xin cái mã đi nha. Mọi người chia sẻ live stream, thả tim, thả like giúp em. Áo mình 70 cân vẫn vừa nhá, áo đẹp lắm, xịn. Chiều nay em vừa tặng bạn em một cái sơ mi kaki này xong. Còn bản thân em Linh đã lấy cái sơ mi kaki này ngay từ hôm đầu tiên em live stream rồi. Em thề em nói đưa mất lục luôn. Em lấy em mới lên cái video TikTok chính là cái áo hôm qua em mặc đấy, được chưa? Mọi người nhìn này. Áo này cho em xin cái mã đi anh ơi. Này. Form rất là to, con trai 75 cân vẫn vừa. Hả? A28 cách số điện thoại, có số 28 đây này, 28 này. A28 cách số điện thoại. Đây là phông thái mọi người ơi, mọi người nhìn nhá, đây này. Phông thái này, nó đắt hơn nhiều so với cái hàng em bán 7X và 8X, mọi người lưu ý như thế, chứ nó không bao giờ giống nhau được đâu. A28 cách số điện thoại, mọi người nhìn này, một chiếc này. Hai chiếc này, mọi người thấy chưa? Ba chiếc này, ai đã mua những cái áo mà Givenchy rồi gấu nổ rồi mic thái nhà em thì mọi người biết rồi. Hôm nay nhận được hai đơn bên chị Linh, chất rất đẹp, cảm ơn em rất là nhiều nha. Comment nhiều quá nên em không đọc hết được ấy. A28 cách số điện thoại, sợ quá, chưa đọc giá mà chốt đơn, sợ quá luôn. Thề, A28 cách số điện thoại. Nhưng áo này không có rẻ đâu mọi người, áo này em nhập đắt lắm luôn. Nhập hơn 100.000 một áo rồi. Áo này nhập vào đã là hơn 100.000 một áo rồi. Và em chốt trong like này cho mọi người là bao nhiêu ạ? 122.000 nha mọi người nha. Ai ok thì mua mà ai chê đắt thì thôi. Nhưng em đảm bảo là em bán rẻ nhất thị trường cho các chị. 122.000. A28 cách số điện thoại. Và em cũng chỉ có 100 con thôi. Áo này em chỉ có 100 con thôi. A28 cách số điện thoại. Nhận áo Givenchy đẹp mà chất xịn cực. Hôm nay nhận áo Givenchy đẹp mà chất xịn cực. Áo Givenchy chính là áo G4. Anh cho em xin một con G4 được không? Ngày mai hàng sẽ về được 300. Mọi người nhìn này, đây này. Đấy, cái Givenchy là cái hàng cùng hãng với cái này này, nhưng mà nó rẻ hơn, bởi vì do là cái gì, chắc là do hình in nên em thấy nó rẻ hơn. Cái Givenchy là cái G4, nhưng mà khả năng là áo mẫu bây giờ cũng không còn nữa luôn. À đây, à không còn đây anh ơi, được chưa? A28 cách số điện thoại, nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Kiểm tra hàng là như nào, là như này này. Bóc cái túi bên ngoài ra rồi cái đấy không phải nói đấy nhá. Để bóc cái túi bên trong này này. Xong rồi lơi cái áo này ra, xong em cho các chị ướm vào người. Nếu các chị ok thì rồi các chị lấy, không ok các chị hoàn lại cho bưu tá luôn. Đấy, mua hàng nhà em chỉ đơn giản thế thôi. Đây này, cho các chị ướm lên như này.
không phải là cho mặc thử đâu, cho ướm lên là đã quá quá là tuyệt vời rồi đây này. Các chị ướm lên nhảy ok thì lúc này các chị giả tiền trung giá và nhận hàng về. Lưu ý giúp em nhé, mọi người thả tim, thả like và chia sẻ livestream để không bị ẩn comment. Khi mọi người bị ẩn comment, mọi người sẽ không bao giờ có đơn. Nhớ phải chia sẻ livestream và thả tim thả like. Và em không xin chia sẻ nhiều, em xin chia sẻ mỗi người một hai lần thôi. Còn hôm nay là em tặng cho bao nhiêu người ạ? Hôm nay lúc đấy là lên được 3.000 hạ, 3.400 đúng không? 3.400. Cho nên là em sẽ tặng cho mọi người 400.000 đồng. Người đầu tiên là 200, hai người tiếp theo mỗi người 100.000. Nên là mọi người nhớ mới vào cũng chia sẻ livestream để nhận quà giúp em nhé. A28 cách số điện thoại và một con áo cực kỳ chất. Em xin phép lên luôn. Đây này. Con áo này em khuyên tất cả các chị lấy cho chồng. Anh ơi anh lấy áo này này. Em thề luôn, chất dã man anh ạ. Có mẫu mặc đấy, có mẫu mặc đẹp lắm luôn đây này. Áo này này. Mua mặc chất chơi kinh khủng luôn. Kinh khủng luôn, em thề năm nay chị Linh không mà nào không có hình. Chị có chứ, em chị bán nhiều chứ. Nhưng mà bây giờ chị không phải là như ngày xưa là chỉ chuyên phông, mà bây giờ chị là gọi là đồng nát, cái gì chị cũng bán hết. Và thật sự là ngày xưa thì phông em mới bán được số lượng nhiều. Còn bây giờ từ cái túi sách ấy, một live stream mà bán cỡ 500 cái túi thì các chị cũng hiểu cái tầm rồi đúng không? Thế nên là cái gì em cũng bán số lượng hết, chứ không phải là mình áo phông như ngày xưa đâu. Mọi người cố gắng chia sẻ live stream, thả tim, thả like giúp em nha mọi người ơi. Cố gắng chia sẻ live stream, thả tim, thả like giúp em nha. Này, con áo này này. Em sẽ lấy cho chồng em một con. Các chị nhìn này, trời ơi chất chưa? Chất chơi chưa? Hình này. Cái này gọi là hình gì anh ơi? Cái này là cái gì anh? Đây này, mọi người biết hình này là hình gì không? Cái này sẽ gọi là áo gì anh? Cái này gọi là áo gì mọi người? Không phải áo cái này gọi là áo này gọi là gì? Cái này gọi là cái gì mọi người? Cho em xin một cái gợi ý được không? Không phải là em cũng chưa hình dung được nó là cái gì. Nó là cái gì? Báo à? Sao mọi người lại gọi là báo nhỉ? Nó có phải con báo đâu. Áo siêu nhân á, người rơi á, báo đen, người rơi. Người rơi á, cái này người rơi không phải. Người rơi à? Superman à? Ôi giời ơi, người rơi á, có đúng không? Thái quỷ á? Ôi giời ơi, loạn tên luôn ấy. Thôi gọi là báo đen đi. Ok, nhiều người comment báo quá nên em nghĩ chắc là đúng đấy. Ghi hiểu em mã này là phông báo nhá, phông báo cách số điện thoại giúp em. Phông báo cách số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Phông báo à, gọi là phông báo nhá, phông báo cách số điện thoại. Phong báo thái đi, ví dụ em là báo thái cách số điện thoại đây, nghĩ cái tên tụt mẹ 200 người xem. Ví dụ em là phong báo thái cách số điện thoại, hàng này là hàng phong thái. Báo thái cách số điện thoại, phong báo thái cách số điện thoại nha mọi người ơi. 119.000, con này em chỉ có 50 con thôi. 119.000, mọi người thả tim thả like và chia sẻ live stream cho em nhá. Phong báo thái cách số điện thoại 100 bao nhiêu ạ? 119.000 nha. 119.000 ok thì em sẽ mặc thử. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em, bởi vì còn rất là nhiều hàng hot. Hôm nay em về cho mọi người cái này nữa này. Trời ơi nhìn cái màu này. Eo thề với các chị luôn chứ cái màu bộ mới ấy. Eo ơi đẹp lắm luôn ấy. Nói chung là nhiều hàng hot lắm, từ đầu live rồi chủ yếu là mới bán cái áo ngực với cả cái gì nhỉ? Thôi em gọi là báo thái rồi thì các chị cứ comment là báo thái đi nhá. Cứ comment là báo thái này, cả áo ngực này. Mặc đi đứng chạy nhảy từ nãy đến giờ này, không hề gọi là bị mất luôn, không hề gọi là bị mất khe luôn á. Ảo ma Canada vãi trưởng luôn. Xét đùi đi chị. À ừ đúng rồi, em còn xét bò nữa. Lên xét bò đi ok. Cho em xin cái xét bò ở góc kia. Đáng nghe là lúc đấy định lên xét bò rồi, nhưng vì xét bò chỉ sẵn được có 100 xét thế nên lại cởi ra. Còn lúc nãy là em đã mặc xét bò vào người rồi, em thề luôn. Đây này. Áo này ghi giúp em là phong báo thái, mặc chất chơi cho phong to nha. Phong này con trai 80 cân mặc được, anh trai em 80 cân mặc vừa. Nên các chị cứ yên tâm là mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ live stream và thả tim thả like cho em nhá. Còn nhiều thứ hay ho lắm, được chưa? Phong thái cách số điện thoại. Phong thái cách số điện thoại, hình in này bao có thể giặt máy, còn giặt và bị bong là auto hoàn hàng lại, được chưa? Cam kết và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Còn bây giờ em sẽ lên cái set bò này. Đây này. Lúc đấy em đã mặc thử rồi. Về xong hỏi nhân viên là hàng về được bao nhiêu, nhân viên bảo là về được 100 set. Thế em lại cởi ra đấy chứ. Quần Q19 đúng không? Q19 nhà em thề luôn cái con quần này. Ngày hôm qua là về được 300 mấy chục ấy. Ngày hôm nay là về được hơn 200. Mà hiện tại là vẫn chưa giải hết đơn. Bởi vì hôm đầu tiên em live bán được 700 mấy chục con. Hôm thứ hai em live bán được hơn 500. Thế nên là nếu mà một ngày chỉ về được 200 mấy 300 là số lượng giả đơn không đủ. Các chị nhìn này, cái con Q19 này này. Và lúc nãy có một khách comment bảo Linh ơi chị nhận được Q19 rồi, hàng nhà em thật sự là không bao giờ làm chị thất vọng. Bảo là cái quần này như quần 300k ở ngoài tiệm. Khách comment như thế và em có chụp em up story. Các chị có thể vào story của em sẽ thấy nhá. Nhưng từ từ tí nữa em lên.
ý em muốn khoe ở đây là em còn rất nhiều hàng. Em muốn khoe ở đây là em còn rất nhiều hàng, cho nên là mọi người đừng có thoát ra ngoài, được không ạ? Em muốn khoe là em có rất nhiều hàng nha mọi người. Mọi người đừng có thoát ra ngoài, khổ thân em lắm, được chưa? Chia sẻ live stream thả tim thả like giúp em nhá. Chia sẻ live stream thả tim thả like giúp em với nhá mọi người, nhớ nha. Rồi bây giờ lên set gì ạ? Set bỏ. Còn quần xịn không ạ? Còn nhá, áo chị đang mặc gọi là áo phông thái. À quên, nhầm xin lỗi. Áo báo thái, hàng phông thái, gọi là phông hàng thái ấy mọi người, hàng thái ấy, được chưa? Gọi là báo thái. Bây giờ em xin phép lên set bò nha. Set bò này thị trường đang bán xỉ ra. Người ta đang bán xỉ cái set bò này là hàng 20. Và một số em thấy những người đang livestream đang bán set này tầm hơn 200. Đấy là những người bán live rẻ rẻ như em ấy. Còn nếu như mà hot girl mà mặc chụp mẫu á thì phải tầm hơn 300. Còn hàng nhà em nói rồi, nếu như các chị sợ rẻ mà không đẹp á thì các chị nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Em nói đi nói lại thêm một lần nữa là đó là quyền lợi các chị. Phong này gọi là phong gì? A28. Hàng mic thái mới về đấy, gọi là A28 nha. Tí nữa em sẽ lên sau. Mũ thì em còn ít thôi, tổng số lượng em về được gần 600 mũ và bây giờ gần hết rồi, chắc chỉ còn 20-30 cái thôi. Và em đang đặt tiếp 600 con nữa rồi. Nói chung là tầm này trộm vía nhá, em thấy em bán những cái thứ mà linh tinh, ví dụ như mũ rồi túi sách, túi xiếc các thứ trộm vía đắt hàng cực. Chắc là kiểu vì là em bán vẫn cứ rẻ hơn thị trường bán ấy, thế nên là mọi người mua nhiều. Ôi giời, cái set bò em mặc đẹp chưa? Trời ơi. Cái set bò này mà đọc cái giá chắc các chị không đỡ được đâu. Em mà đọc giá cái set bò, nhưng mà nhìn form này này. Form áo này, form quần này và set bò này em bao vừa thoải mái cho các chị là 62 cân đổ về mặc được nhá, không phải là form bé đâu nhá. 62 cân đổ về là mặc đẹp chứ không phải là mặc được. Trời ơi, cái set bò này nhìn nó em này. Ô là trời ơi, đây nhận hàng này, nhận hàng đây. Khi các chị nhận hàng sẽ là một cái set như này, trong cái túi như thế này. Set bò anh nhá. Set bò cách số điện thoại em có đúng 100 set. Lúc nãy em vừa hỏi nhân viên rồi đấy. Và khi mọi người thấy khi em cầm cái set này là nó đang trong tình trạng lộn trái là bởi vì em mặc để định lên livestream. Sau đó hỏi cái Ngọc là: "Ngọc ơi, thích cái set này về được bao nhiêu?" Thì Ngọc bảo là về được 100. Thế em lại cởi ra em lại mặc cái áo trơn vào, chứ cái ý định ban đầu là mặc cái set này rồi bởi vì nó đẹp ấy. Set bò cách số điện thoại, nghe giá nha. Nè, cả bộ bao gồm một cái áo và một cái quần. Và chất của nó là chất bò. Quần là có túi, bụng chun. Áo là có cúc và cúc mở ra được. Các chị mà đang cho con bú các thứ là thôi rồi, hơi bị tiện luôn. Set bò, trời ơi, chưa đọc giá mà. Em đã đọc giá đâu. Set bò cách số điện thoại mặc nhìn chất chơi còn rơi. Mai em lại phải làm một cái video top để bán cái set bò này mới được. Tại vì nó rẻ quá. Nó rẻ nên là nó, với cả nó đẹp ấy. Được chưa? Được chưa? 158.000. Ở đâu rẻ hơn, hoàn hàng lại, được chưa? Em đọc nhanh giá rồi đấy. 158.000 cả bộ, nhớ kiểm tra hàng nhá. Hàng đến, bóc hàng ra như thế này này. Như thế này này, bóc ra như này. Cho các chị bóc ra như này. Và cho các chị kiểm hàng. Kiểm hàng rồi ok, lúc đấy các chị mình lấy. Còn không ok, các chị hoàn hàng lại. Và như thế thì lần sau khi các chị nhìn thấy em, các chị cảm thấy rất là thoải mái. Ừ, shop này nó bán hàng dễ tính này kia. Còn nếu như các chị nhận hàng mà sau đấy các chị không kiểm và về mà không ưng thì các chị sẽ có một cảm giác đó là gì? Đó là em lừa các chị. Và ui, con này bán hàng mất dạy. Bán hàng gì đến lúc về nhận hàng chả đẹp gì, chả giống livestream, chả thế này thế kia. Nhớ nha, kiểm tra hàng trước khi nhận, được chưa? Anh ơi ghi cho em cái, được chưa? Ví dụ em mã này là set bò, ui dồi ôi, 100 set thế này làm sao mà đủ được? 100 set thế này làm sao mà đủ được hả trời? Form cân nặng 62 cân đổ về mặc được và cao dưới 1m63 là em nhận đơn, còn cao trên 1m63 là mặc sẽ hơi cộc. Tuy nhiên là có những chị lại thích mặc kiểu crop top thì vẫn mặc được. Còn như em mặc thế này là mặc thoải mái chứ không hề bị hở đâu nha mọi người nha, không hề bị hở. Bởi vì các chị phải nhìn cái ảnh hot girl mặc là nó như thế, chứ không phải là hot girl mặc dài đến đây mà em bàn ngắn đến đây, mà chuẩn của ảnh mẫu là như em đang mặc đây này, chuẩn như thế này luôn, sai ở đâu em đền tiền ở đấy, được chưa? Kiểu em mã này là set bò cách số điện thoại một màu duy nhất như em đang mặc. Set bò cách số điện thoại một màu duy nhất như em đang mặc, 158.000. Em thề luôn, cái set này mà em lãi nổi bằng tiền ship 30.000 của các chị em không bán hàng nữa, nói điều mất lầu luôn. Để các chị hiểu rằng là ừ, con này nó bán rẻ bởi vì nó bán số lượng, nó ăn lãi ít, chứ không phải con này nó bán rẻ và nó bán hàng vớ vẩn, nó bán hàng xấu. Bởi vì các chị được kiểm hàng mà. Set bò cách số điện thoại rồi, hết nha các chị nha, em dừng nha, hết 100 set rồi. Tiếp. Cho em xin cái set Mickey mới về. Cái set này này, em nói luôn với các chị này, chưa có ai ở trên cái Facebook này bán luôn. Nhìn nhá, này, mọi người nhìn này, chưa có ai ở trên cái Facebook này bán luôn. Em hứa với các chị là như thế luôn á. Các chị chuẩn bị nhá, các chị chuẩn bị này, nhanh lên này, nhanh còn kịp, không là còn cái nịt thôi đó. Được chưa? Lên áo bò đi á, áo bò á. Cho xem mấy mã váy đuôi cá. Trời ơi, toàn set bò thôi. Chị ơi, túi hết sạch rồi chị ạ, túi em chỉ có 500 con thôi. Nếu như mà thì chờ á, thì chờ tiếp khoảng 10 ngày nữa em về tiếp túi nữa nhá. Em vừa đặt thêm 500 thì nhanh cũng phải 10 ngày nữa hàng mới về đến Việt Nam. Đẹp chưa?
Em lên luôn set này nhá, hết set bò nha mọi người ơi, mọi người đặt set bò nhiều quá, sợ thật. Ví dụ em mã này là gì ạ? Set bò cách số điện thoại 158.000 cả set. Ui ôi mặc đẹp nhỉ. Hôm qua em đã thử mặc từ hôm qua rồi. Biết đẹp nên định hôm nay là làm cả sản phẩm câu like, nhưng mà bởi vì là anh ghi cho em đi. Ghi vào sổ đi. Nhưng mà bởi vì là chỉ có 100 set nên là đến giữa like mới mặc. Em qua mẫu nha, lên áo bò đi, áo bò tí nữa em sẽ lên nhá. Set bò cách số điện thoại các chị có thể mặc buông buông như này cũng được này, mặc nhẹ cũng được luôn này. Đấy, mặc cái kiểu như này này, đó, được chưa? Em qua mẫu nha. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái bộ mới về. Sau khi lên cái bộ mới về xong thì em sẽ lên bộ tâm. Sau khi lên bộ tâm xong thì em sẽ lên, nói chung là mọi người cứ từ từ chứ em không nhanh được đâu, từ từ nhá. Đây này, áo ngực đang mặc đây này, 98.000, hàng đặt của công ty nhá. Hàng tàu nhưng mà là hàng công ty đặt. Và hai like đầu tiên em bán hết 3.000 con. Chị bảo em chứ trời ơi, sao em bán lẻ gì mà bán ghê cả người vậy Linh. Chị bán cho khách sỉ thì người ta mới lấy một lần mấy nghìn như thế. Còn mày bán lẻ mà mày bán số lượng kinh quá. Em bảo ui rồi, khách của em nói chung là rất là tin tưởng em, chị cứ yên tâm. Chứ còn mà bây giờ thì feedback của cái áo ngực ấy đã quá nhiều rồi. Còn cái hôm đấy là còn chưa có một cái phản hồi nào mà khách đã tin tưởng mua nhiều như thế. Chứ còn như hôm nay thì bắt đầu là có những cái phản hồi của những người mua rồi ấy, thì không nói làm gì nữa, đúng không? Cái này có gọng chị ơi, có gọng và có đệm mút nhưng mà nó vừa phải, nó không hề. Bản thân em Linh trước đây là không mặc áo có gọng, bởi vì là mặc nó kiểu người ta làm cái đệm nó bị dày, bị lố quá và mặc toàn thấy, tức là nó không thành khe được mà chỉ thấy cái đệm thôi. Còn cái này của nhà em mặc là nó thành khe. Các chị phải hiểu rằng là khi một công ty người ta đã đặt một cái mã áo ngực thì có nghĩa người ta phải lên và người ta gì ạ? Người ta đã duyệt, xét duyệt rất là nhiều lần. Nói thật là chị bảo với em là xét duyệt cái mẫu áo ngực này nửa năm, cứ chỉnh đi rồi chỉnh lại làm sao nó cảm thấy nó ok nhất thì người ta mới bắt đầu lên chuyển sản xuất. Và một lần như thế là người ta đặt 2 vạn, chứ người ta hàng công chứ không phải lom dom như em đặt mấy trăm mấy nghìn đâu. Người ta đặt một lần 2 vạn áo ngực này nè, và người ta đổ xỉ Sài Gòn các thứ rất là nhiều luôn. Anh cho em xin đủ màu của cái bộ này đi anh ơi, như nào nhỉ, ở đâu anh nhỉ? Đây em có, ôi rồi ôi, một cái mã này không có ảnh mẫu nhưng mà chuẩn bị tranh nhau nha mọi người. Trời ơi, trời đất thiên địa, linh thiên linh linh địa linh linh ơi, tí nữa lên nha, đừng có thoát ra ngoài đấy. Cho em xin đủ màu xếp bộ này đi anh ơi. Này, cái gì vậy, chết rồi. Mọi người nhìn này, tà đen ten ten ten, bộ này anh cho em mã đi anh ơi. Đây anh nói gì em nghe đấy. Này, 2 màu hiện tại là có, bảng này nó sẽ là 5 màu anh ạ. Đây là có nâu và có xanh rồi, hiện tại là đang thiếu đen. À, vàng với cả cốm. Đây nó rơi ở đây này, anh đưa lên luôn này hộ em. Trời ơi đẹp quá đi thôi. Bộ này mã là gì anh ơi? Mã là gì? Ủa, B nhá, hay là chuột? B100 nhá. Nhưng mà giống V100, B99 nhá, số đẹp ấy. B99, nhưng mà nó lại giống Q99 hay B98 nhá. B96 á. B97. B97 cách số điện thoại. Thôi chốt đơn đi, B97 cách số điện thoại. B97 cách số điện thoại. Em nói luôn này, chưa có ai like mã này hết. Đảm bảo luôn. Cái mẫu Mickey này em đã từng, cái mẫu Mickey hình vuông ấy, các chị thấy ai like chưa? Em bán đến giờ phút này là hơn 10 ngày đã có ai bán đâu. Kiểu em mã này là B97 đúng không anh? B97 cách số điện thoại, cả bộ như em đang mặc form nó này. 68 cân đổ về là em nhận đơn, không vừa thì hoàn hàng lại form nhà em. Các chị nhìn nhá, em luôn luôn ưu tiên hàng form to. Sao Linh chẳng quá vậy? Dạ tại vì em bán tắm bột, em bán ấy chị. Nói chung là nhiều người trộm vía là cũng nhiều người khen em trắng lắm. Em kể với các chị rồi đây. Các chị mọi người cứ hỏi tại sao em trắng như thế, còn tưởng là em đi tắm trắng. Còn cuộc đời em nhá, chưa bao giờ đến bất kỳ một cái spa nào hay thẩm mỹ nào để dưỡng da body, hay là dưỡng trắng hay là tắm trắng. Chỉ có duy nhất là em đi triệt lông thôi, chứ chưa bao giờ đi tắm trắng hay là dưỡng da ở bất kỳ một cái spa nào luôn. Hề nói đi vẫn lộng luôn, chứ không ai chị lại bảo đi tổ sư đi tắm trắng xong lại bảo là bán bột tắm trắng. Kiểu em mã này là B97 kèm màu, kèm số điện thoại, và em bắt đầu đọc bảng màu cốm nâu đen vàng xanh dương, có tất cả là 5 màu, và màu em đang mặc là màu xanh dương. Cái hình này là hình vừa về luôn, và em về được 300 bộ. Các chị nhìn này, đẹp chưa? Màu em đang cầm ở đây là màu nâu này. Màu này cho em là màu gì ạ? Màu vàng này. Màu này sẽ gọi cho em là màu vàng. Túi mã là gì? Túi mã là túi nâu. Em về được 500 con, nhưng mà em sợ là hết hàng rồi ấy chị, được chưa? Bầu 8 tháng rồi vẫn mặc bộ 3 sọc. Cảm ơn em nhá. Cái kiểu em mã này là này này, ôi ôi, em mà mặc cái màu này vào thì các chị làm sao mà đỡ được. Này nhìn em này, màu úa này, về mặc màu này nhá, nghe giá 100
nghe giá nhá, 114.000 một bộ. Đấy, các chị thấy không? Các chị hiểu tại sao em Linh đông khách chưa? Trộm vì em Linh đông khách chưa? Bởi vì em toàn bán giá chẳng giống ai cả. Bán kiểu giá một mình một giá thôi. Một mình một giá thôi. Và người ta toàn phải thốt lên là tại sao con này nó bán rẻ như thế? Tại vì em bán số lượng. Em bán số lượng các chị ơi. Một ngày nhà em về trung bình khoảng 30 bao hàng. Nó sẽ tương đương vào khoảng, nói chung là nhiều hàng lắm, nói chung là rất là nhiều luôn. Hôm trước em up story đấy các chị, lâu lâu thì em mới khoe một lần thôi, chứ không phải là ngày nào cũng khoe đâu. Nhưng mà cái gì mà em đã nói số lượng là đây này, là gì ạ, là chuẩn như thế nha. Lên áo bò đi, ok thì chờ em một tí nhá. B97 vàng, màu em đang mặc là màu vàng, trời ơi nó trắng dã man. Các chị thấy chưa, đây, bây giờ em đeo cái túi vào nữa nhá. Ôi, tần nói, cho em xin cái mũ anh ơi, cho em xin cái mũ vào nữa cho nó sương sương. Đây nhá, đây này, thôi đây rồi. Mọi người nhìn này, đó, em đội cái mũ này, em mặc cái set này đi chợ này, sáng ra đi chợ này, sáng ra đi chợ này, sáng ra đưa con đi học này, hay là đi du lịch ra sân bay check in các thứ thể loại. Em nói thật với mọi người, trắng không? Mặc cái màu này không trắng thì thôi, từ giờ đừng mua hàng của em nữa, hề luôn. B97 kèm màu, kèm số điện thoại, màu em đang mặc là màu vàng. Nó phải gọi là siêu trắng nhưng nó không phải là trắng đâu. Màu em đang mặc là màu vàng, màu thứ hai là màu cốm, màu thứ ba là màu đen, màu thứ tư là màu nâu và màu thứ năm là màu xanh dương mà em vừa cởi ra. 114.000 đồng một bộ, nhớ phải chia sẻ livestream. Đáng nhẽ ra em phải bán là 117, nhưng bởi vì hôm nay view cao, nói thật là em rất là vui, em phấn khởi lắm. Thế nên là em bán rẻ xuống, em bán rẻ xuống bởi vì mọi người hiểu là những cái thời kỳ hoàng kim của em á, 5.000 người xem. Còn bây giờ khi mà nó bị bóp vào á, em chỉ được khoảng 3.000, 3.000 rưỡi thôi là đã mừng lắm rồi. Thế nên là hôm nay khi mà lên được như thế này á, là em sướng, nên là em bán giá bất chấp luôn, bán rẻ hơn bình thường luôn. Các chị cứ hình dung 3.000 đối với một chị thì nó không là bao nhiêu. Nhưng nếu mà 300 bộ mà nhân 3.000 tức là 900.000 tiền like của em rồi đấy ạ, đúng không ạ? Cho nên là thật sự là để mà giảm được một bộ mấy nghìn nó cũng là cố lắm rồi đó mọi người, bởi vì em chỉ ăn lãi đầu nghìn thôi mà. Ví dụ em mã này là bộ gì ạ? B97 vàng, B97 đen, B97 cốm, B97 nâu và B97 xanh dương. 114.000 đồng một bộ. Mua được ở đâu rẻ hơn thì mạnh dạn quay ở đây hoàn hàng và bóc phốt luôn. Con này bán rẻ quá, con này bán đắt quá, đi sang chỗ khác mà mua rẻ hơn. Ok, thoải mái chưa? Được chưa? Và gì ạ? Một câu nói cuối cùng nữa là được kiểm tra hàng. Bóc hàng ra như thế này này. Mọi người bóc hàng ra như thế này này. Túi nào em đang đeo là 217.000, giá gần nhất em bán là 235.000. Thế nhưng mà vấn đề nó là ở chỗ là gì ạ? Là bây giờ là gì ạ? Hết rồi. 500 con đầu livestream em khẳng định đến giờ phút này là hết sạch rồi. Đây nhá, màu cốm này. Ui dồi ôi, em mà mặc màu cốm nữa thì các chị chỉ có là mê luôn, thề luôn. Còn màu đen là cái màu dễ mặc, màu đen, màu nâu là hai cái màu dễ mặc thì thôi em không cần mặc nữa nha các chị nha. Ví dụ em là B97 kèm màu kèm số điện thoại. Đồ bộ nhà em đã bao giờ làm các chị thất vọng chưa? Em hỏi thật, đồ bộ nhà em đã bao giờ làm chị nào ở đây thất vọng chưa? Các chị có thất vọng hay không? Hay nó có ok hay không? Cho em xin một câu phản hồi nha các chị nha. Có áo ngực không Linh ơi? Trời ơi, áo ngực về 1.000, mới về 1.000 trẻ ơi, em đang mặc đây này trẻ ơi. Em nói với 3.000 chị ở đây này, các chị chỉ cần mua thử một cái áo ngực nhà em thôi. Em nói thật đấy, vòng trầm em không có bán, cái này là em mua. Em nói thật là các chị chỉ cần mua thử một cái thôi, về các chị mặc thử. Mặc thử nếu mà ok, quay lại mua thêm mấy áo nữa. Bởi vì hàng công ty người ta sẽ sản xuất theo đợt. Ví dụ như người ta chỉ bán nửa năm hoặc mấy tháng hoặc mấy một quý, hai quý gì đó là người ta sẽ bỏ mẫu này và người ta sản xuất mẫu khác. Chứ không phải là bây giờ bán thì 5 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 1 năm nữa vẫn bán. Thế nên là khi mà nó bán mà ok là mình hãy đặt luôn đi. Em nói thật đấy, em là mới lấy có 3 cái thôi nhưng mà đợt vừa rồi hàng thiếu nên em cũng chỉ lấy đây này mọi người thấy chưa? Đeo gì một cái con mà không có một tí ngực. Bộ vest của em chị mua ai cũng khen đẹp, em cảm ơn chị nhiều nha. Mà mặc vào thề luôn như kiểu mới đi làm vú về á. Hôm trước mua áo ngực mà hết hàng. Cho nên là khi mà em đăng cái ảnh túi xách và áo ngực lên, giống như ở mọi người khách của em, giống như kiểu là vớ được vàng á. Tại sao Linh lại bán hàng như thế? Tại sao lại bán rẻ dư như thế? Tại mà chất lượng nó lại đỉnh như thế? Nhận được 2 set vest và váy quá ưng luôn. Trời ơi mọi người thấy không? Comment khách nhà em nó phải là vô hạn luôn. Cái comment phản hồi nó phải gọi là vô hạn luôn. Đồ bộ quá tuyệt vời, chị mua đến 15 bộ nhà em cho ba mẹ con. Muốn mua hàng nhà Linh mà chả thấy được chốt đơn, shop lên đơn rồi mà nhắn lại không thấy báo đơn đi. Thế thì nếu mà chưa được chốt đơn thì chị đặt lại, còn nếu được chốt đơn rồi thì ngày mai chị gọi vào số điện thoại hotline, báo nhân viên kiểm tra đơn hàng cho chị nhá. Ví dụ em mã này là bộ gì ạ? Bộ B97 cốm, đây trắng không? Trắng đúng không?
trạng đúng không? Bởi vì em luôn luôn chọn những cái tông màu dễ mặc cho các chị, chứ em không chọn những cái màu xỉn. Nên là mọi người yên tâm. Ví dụ như cái màu hồng sến sến là hồng mà cái kiểu hồng chóe, hồng hồng chóe, hay là gọi là cái màu mà nó gọi là cái màu mà nón chuối kiểu màu dạ quang á, những cái màu đấy là em sẽ không chọn đâu. Mà cái cốm này là nó vừa vừa, nó nhạt nhạt, nó nói chung là rất là ok luôn. Ghi hiệu em mã này là gì ạ? B97 đen là màu cuối cùng. Và em xin phép qua mẫu cho mọi người nha. Mũ là 127.000. 127.000 một mũ. Và em về, không, em về gần 700 mũ. Hôm qua vừa về thêm 100 nhỉ. Em về là đến giờ phút này là 685 cái mũ này, tức là gần 700 cái mũ này. Em nói điều mất lộc luôn. Mà em chỉ là con bán mũ nghiệp dư. Đây là lần đầu tiên em bán mũ đâu mọi người ơi. Có bao giờ bán mũ đâu. Mũ này ghi giúp em là mũ kem. Cho em xin hai màu của cái mũ này anh ơi. Cho em xin cái mũ đen và mũ sữa luôn. Mũ này của em là mũ kem. Màu này cho em là màu sữa. Mũ này là mũ sữa. Và một màu nữa là cái màu đen thùi lùi ấy, đen xì. Áo ngực nhà em Linh mặc vô cùng thích. Siêu áo ngực tranh thành bưởi là có thật. Mặc mà nhẹ. Em thề là con này là cao điếc mà thành cam. Như của em không thực thành được bưởi đâu, không thành được bưởi đâu. Nhưng mà riêng em Linh là cao điếc thành cam. Em là không có ngực đâu, bởi vì là bản thân là ngực đã bé rồi. Sau đấy đẻ em bé xong nữa là nó teo luôn, làm gì có ngực nữa. Chị nào đẻ rồi thì biết mà. Đây, màu sữa này. Mũ này gọi là mũ sữa. Mũ này gọi là mũ kem. Và mũ này gọi là mũ đen. Em lấy cho mẹ em lấy cho mẹ trẻ chồng em một cái rồi đấy. Còn mẹ em thì hôm nào đi du lịch em mang đi, tại vì mẹ em đang ở quê ấy. Đó. Cho nên là mọi người, và bản thân em Linh có hai cái, thì các chị biết là cái gì mà em bán em mang đến các chị thì nó phải đều ok thì em mới sử dụng. Còn không ok thì em không sử dụng, em cũng không bán đâu. Bởi vì là em phải xây dựng cái uy tín này 4-5 năm trời thì em mới được từng này người theo dõi, từng này người mua hàng, chứ không phải tự nhiên đâu, được chưa? Cái kiểu em mã này là gì? Không hề bị cấn ngực chị ơi. Chị ơi, nếu như mà về chị mặc thử mà cấn ngực, em cho chị hoàn hàng lại. Em nói thật đấy, em cho chị hoàn hàng lại luôn. Cái kiểu em là áo ngực màu sữa này. Áo ngực màu này là màu đỏ này. Hai cái màu còn lại màu này anh ơi. Màu này cho em là màu sữa và một màu nữa là màu đen. Áo ngực kèm màu kèm số điện thoại 3 size, 34, 36 và 38. Các chị nhìn này. Hàng này là của công ty Iris Việt Nam, người ta đặt của Trung Quốc sản xuất. Bởi vì của Trung Quốc thì nó mới được giá tốt. Còn Việt Nam mình mà tự làm cái áo ngực này, thứ nhất là chất lượng nếu mà có bằng thì giá thành nó sẽ cao hơn. Cái đấy là ai cũng biết rồi đúng không? Thế nên là người ta đặt ở Trung Quốc. Thế nhưng mà về người ta sẽ đóng túi bóng và tag mác chữ Việt Nam. Các chị nhìn nhá, đây này, người ta đóng túi bóng tag mác áo lót cao cấp hàng Iris đây này, công ty Iris đây này. Và người ta ghi một loạt là form áo rồi nâng đẩy rồi mềm, nói chung là quảng cáo. Và đến cuối cùng là giá niêm yết là 199.000. Các chị nhìn rõ không? Có thể ở trong live stream nó hơi khó nhìn. Đây nhá, người ta làm như thế này để làm gì? Để khi các chị nhập về, các chị sẽ bán được cái giá như thế này. Và khi mà các đại lý hay là các con nhập sỉ á, thì là sẽ là gì ạ? Thôi đừng mua áo ngực các chị ơi, mua rồi lại mất công mua tiếp. Để em nói thật với các chị chứ em chưa thấy từ nãy giờ, chưa thấy một người vào chê. Chưa thấy ai vào chê cái áo ngực của em luôn á. Bán 3.000 con và phải dừng mất 3 tuần. Phải dừng mất 3 tuần. Đây nhá, cái chị này là cái công ty này, là cái chị này là em quen biết cái đây 5 năm. Và thật sự là chị rất là, nói chung là em rất là tin tưởng thì em mới nhập về bán. Và nói chung là không để làm các chị thất vọng đâu. Màu đỏ, màu sữa và màu đen. Em đang mặc bên trong người là màu đen nhá, được chưa? Áo ngực khi mà mọi người nhận hàng ấy, nó sẽ ở trong cái túi như này này. Đấy, và cho mọi người kiểm hàng, sờ với quả ngực xem là có sướng không nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Anh cho em xin cái con váy này đi. Ok, váy này. Váy này đẹp lắm luôn này. Váy này, và tặng mọi người con váy này này. Mặc gọi là chích chi xinh đẹp luôn. Mặc phải gọi là chích chi xinh đẹp luôn. Úi dồi ôi, ăn tồm á. Ăn cơm rồi mà. Bây giờ mới về à? Chị còn sơ mi đũi không? Sơ mi đũi hình như là chị đang hết hàng rồi em ạ. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái váy này. Trời ơi, ta nói váy này này, mới về nha. Nhưng mà nói thật là mới về được có 50 thôi. Và vài hôm nữa mới về tiếp. Đấy nhá, mọi người thấy chưa? Ôi trời ơi. Đấy, cao điếc thành cam. Thành cam là được rồi. Chứ thành bưởi nó thì hơi to. À, áo ngực vặc vào con dài nút nước bọt. Hả? Cái gì? Túi 217.000 mà. Thì em đọc 27 mà. Có chắc là Khanh nghe nhầm ấy chứ. Đây. Đọc mã váy đi Linh ơi để còn chốt. Mặc này, ngoan chưa? Đó. Form dài 1m1 nhà em thì không bán hàng form nhỏ, chỉ bán lại form to thôi. Form dài và đây này, form này mọi người thấy chưa? Này mọi người thấy chưa? Đây này, kìa. Cái sổ bên phải. Kiểu em mã này là gì ạ? Cái gì anh? Má nhanh lên. Anh, má đi. Má là gì? Cái túi này. Cái túi này. Váy váy xòe kẻ.
Kẻ thôi chứ xòe cái gì nữa. Còn xòe nữa. Từ từ em chưa đọc mã đâu, cứ bình tĩnh nào, bình tĩnh. Váy váy kẻ em bảo trang bên phải cần gì? Thế là nhiều rồi. Nay em nhận được áo rồi, xốp nhẹ đẹp lắm ạ. Cảm ơn Nhuần Cun Cun nha. Ví dụ em mã này là váy kẻ cách số điện thoại 111.000. 111.000 nha các chị em, mặc xinh không? Dáng nó kiểu maxi dài dài và xòe bên dưới, mặc rất là eo luôn. Eo của em Linh là 72cm và mặc lên nhìn như eo 65 ấy đúng không? Và không hề bị lộ bụng nha. Không hề bị lộ bụng nha. Váy kẻ cách số điện thoại 111.000. 111.000 các chị nhìn thấy không? Ví dụ như mặc như này đi du lịch, ok. Đây. Đi du lịch đúng không? Rồi. Được luôn. Rồi tới luôn. Đấy. Váy kẻ cách số điện thoại, đeo cái túi này nữa. Đó, thấy chưa? Cái túi này là livestream nào cũng đeo. Nhưng livestream này mọi người mới được mua, còn những live trước thì không hề có để mua. Nên là tranh thủ mua đi. 500 con nhưng mà em nghĩ giờ phút này chắc hết rồi đấy. Ghiệu em mã này là túi nâu nhá. Em nghĩ là hết rồi nhưng mà em vẫn phải quảng cáo. Em nhận áo jean Mickey rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em nha. Áo ngực mã là áo ngực chế ơi. Áo ngực kèm màu kèm size. Nhà em không biết tư vấn size áo ngực đâu. Áo ngực là ví dụ như quần là nhà em sẽ tư vấn size, còn như áo ngực là các chị phải tự biết size nhá. Chứ còn bây giờ làm sao mà biết được, ví dụ như những người béo nhưng mà ngực bé, có những người gầy nhưng mà ngực to, thế nên là không tư vấn được size áo ngực đâu. Váy kẻ cách số điện thoại form này 70 cân đổ về mặc được 111.000. Và bây giờ em lên một cái váy mà like trước em bán được 500 con váy này với em 100 cách số điện thoại đây này. Trời ơi, con váy này là nó là theo nguyên bản của váy xòe mà form ngắn ấy, form ngắn 90 phân ấy, thì bây giờ em đặt sang cái form dài 1m1, tức là hình như là 95 phân. Nói chung là em đo là em thấy chênh nhau 15cm. Còn cái form này hiện tại em đang bán ở đây là dài 1m1 và bây giờ em sẽ mặc luôn nhé. Váy này like trước bán được 500 con, trời ơi bán xuống lắm luôn ấy. V100 kèm màu kèm số điện thoại. Em qua mẫu váy kẻ ở đây nhá. Vì váy kẻ này hôm nay mới về thử thôi, chưa về nhiều, mới về có mấy chục thôi. Nói chung ấy, em về bao nhiêu em sẽ bảo bấy nhiêu. 500 thì bảo 500 mà 1000 thì bảo 1000 mà 50 thì vẫn bảo 50. Tùy, nói chung là về bao nhiêu thì báo cho khách biết để khách người ta lựa. Ví dụ như người ta thích thì người ta sẽ comment luôn. Không phải đến lúc hết hàng người ta lại tiếc ấy. Được chưa? Ghi ở em mã này là váy kẻ, anh đứng dậy treo lại váy kẻ đây anh ơi. Rồi bây giờ em sẽ mặc cái váy V100 này nhá. V100 kèm màu kèm số điện thoại. Con này mặc lên siêu siêu đẹp luôn. Và form của em là form dài 1m1. Trời ơi mặc cái áo ngực này thề luôn. Nhìn ảo kinh khủng khiếp luôn. Ảo lắm luôn á mọi người. Ảo kinh khủng luôn như này mọi người. Đây nhá, thiết kế này. Đó. Nhìn nói chung là mọi người đừng có so sánh với cái hàng bán ngoài chợ mà 50.000 một cái. Nhá. Đừng so sánh bởi vì nó không cùng đẳng cấp đâu. Đừng so sánh với mấy cái áo vú ở ngoài chợ mà bán 50.000 một cái. Cái này là hàng công ty nha. Nhớ giúp em nha. Em nói thật là em lãi tính đầu nghìn thôi. Thế nhưng mà một like mà em bán nghìn con thì em vẫn lãi bình thường. Chứ em thì em chả bao giờ em nói là em bán hàng vì đam mê. Áo ngực form đẹp lắm, em cảm ơn chị nhá. Em chả bao giờ em nói là em bán hàng vì đam mê. Làm gì có ai bán hàng vì đam mê, bán hàng vì tiền. Nhưng mà nói chung là mình ăn lãi ít rồi mình bán số lượng thì vẫn là gì ạ, vẫn có lãi nhưng mà được cái lại được nhiều khách, được nhiều khách mua, đúng không? Đẹp chưa? V100 kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu nâu nhá. Màu này mặc siêu sáng da luôn. Áo ngực ba cái chị cho em xin màu và size luôn nha chị ơi. Màu và size cách số điện thoại. Riêng áo ngực nhà em mà không đê mê thì không lấy tiền. Không ạ, mã của nó là áo ngực thôi. Áo ngực kèm màu nhà em chỉ có duy nhất một mã này thôi, không có mã nào khác nữa. Được chưa? Đây. Còn riêng cái nói thật, cái áo ngực có dây mà em ham hàng rẻ thì 50.000 em cũng nhập được. Thế nhưng mà cái hàng đấy thì các chị đi ra chợ mua cho nhanh chứ mua của em làm gì? Thật ấy, có cái hàng này là người ta giới thiệu và em thử rồi, em thấy ok rồi em mới nhập đấy. Đấy, mấy năm nay mới thấy bà có ngực đấy. Khách nào mà biết em lâu rồi là biết thử em. Em mặc cái áo ngực 500.000 hàng Nhật ấy thì nó gọi là xẹp lẹp lẹp, nó không có một cái gì luôn. Mà 500.000 hàng Nhật đấy. Ví dụ em mã này là gì ạ? V100 nâu và V100 đen. 100 bao nhiêu anh ơi? 122.000. 122.000 hàng form dài 1m1, các chị lưu ý nhá. Còn hàng form ngắn đến đây em chỉ bán có 100.000 thôi. Còn hàng này là hàng form dài 1m1 và like trước em bán được 500 con. Nên là các chị cứ yên tâm mạnh dạn mà mua nhá. Áo ngực cách số quên nhầm. V100 kèm màu kèm số điện thoại, áo ngực kèm màu kèm size. Ví dụ áo ngực đen 38 cách số, áo ngực sữa 36 cách số, áo ngực đỏ 34 cách số. Thì thật ra hai cái màu em bán chạy ấy là màu đen và màu sữa thôi, còn cái màu đỏ nói thật là màu đỏ thì nói thật là chỉ bán gọi là kèm kèm vào. Ví dụ như đen với cả sữa mà em bán được 1.000 thì đỏ em mới chỉ bán được 200 thôi. Thật ra là màu đỏ rất là đẹp và quyến rũ, nhưng mà có điều là kiểu mọi người chắc là sợ khi mà mình mặc bên trong với đồ trắng các thứ nó khó ấy. Thế nên là mọi người mua màu đỏ ít, còn màu đen với màu da thì thôi rồi là lượng ơi luôn. V100 kèm màu kèm số điện thoại rồi, bây giờ tiếp. Anh treo lại cho em cái váy ở đây, váy kẻ này.
Bây giờ nhá, bây giờ em hỏi này, cái quần này này, cái quần này hiện tại đang là cái quần làm mưa làm gió một cách khủng khiếp ở shop Linh Jean, là cái mã này. Cái mã này hai ngày hôm nay là về được hai hôm qua là về được 300 bao nhiêu anh nhỉ? Hôm nay là về được 255 đúng không? Hôm qua là về được 300 bao nhiêu? Nói chung là hai ngày hôm nay là về sấp xỉ 600 con. Hai ngày hôm nay là về sấp xỉ 600 con quần này. Thế nhưng mà mọi người biết không? Livestream đầu tiên em bán được 700 mấy ấy. Livestream vừa xong trước cái live này là bán được hơn 500. Thì nói thật là một ngày về 200-300 cái nó không có bõ bèn gì. Đây nhá mọi người nhớ nhá, cái quần Ngô Thái em bán này, cho mọi người dồn đơn em bán tặng. Còn em nói thật lòng là em được 3.000 một quần này. Để mọi người dồn đơn 38.000 một quần Ngô Thái và dồn đơn giúp em. Hàng đến vẫn được kiểm hàng không ưng, vẫn được hoàn hàng lại, kể cả là cái quần 38.000. Các chị biết tại sao em bán nó 38.000, công ty thị trường bán 49.000 không? Tại vì như thế này, năm ngoái khi mà em bắt đầu bán quần này ấy, là em đã ăn lãi rồi, em cũng bán 4 mấy và 5 mấy nghìn. Thế nhưng năm nay em dùng nó để làm sản phẩm câu khách là như thế nào? Là khi các chị mua một cái quần 38.000 này về các chị mặc thử mà thấy ok ấy, thì các chị sẽ làm gì? Các chị sẽ ấn tượng về shop em luôn. Các chị bảo tại sao nó có thể bán một cái quần 38.000 mà mặc vẫn đẹp như thế này? Các chị sẽ đặt ra câu hỏi là như thế. Và tối nay mà khi em đi sang cái kho này để bán hàng, em cũng mặc cái quần này luôn. Và cách đây 1-2 tuần em cũng mới lấy thêm 3 cái nữa để thay mấy cái ở nhà nó cũ cũ rồi, vì mặc năm ngoái năm trước rồi ấy, cũ cũ rồi. Năm nay em thay quần mới. Là hôm trước em vừa bảo chồng em mang về cho em 3 cái để thay mới ấy. Tại vì là 38.000 khách mua được gần chục con, chả có lý do gì mà mình không là cũ là mình thay luôn, lưu luyến gì nữa, đúng không? Ghi ở em mã này là quần gì anh nhỉ? Q19 à? Đúng không? Q19 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân với chút size. Cái ảnh mà em up lên ấy, quần Ngô Thái đỉnh của chóp luôn. Quần Ngô Thái là làm nên tên tuổi thật luôn á. Em bán quần Ngô Thái này từ cái lúc em chỉ có 300 người xem thôi. Em nói thật, bán từ đầu năm ngoái là em chỉ có 300 người xem thôi nhỉ anh nhỉ? 3 đến hôm nào mà đắt hàng lắm thì 400 người xem. Bán đến giờ phút này, mua nhà chị 3 đùi và 6 ngố rồi đó. Bán đến giờ phút này em có 3.500 người xem, có nghĩa là gấp 10 lần. Lượng khách hàng bây giờ là gấp 10, 15, 20 lần so với thời điểm em bắt đầu bán cái quần này. Và bán giờ phút này chắc chắn là phải hơn 2 vạn quần rồi. Nói điêu mất lộc luôn. Bởi vì một lần em nhập là cứ 500, 1.000 mà cứ 1-2 ngày là hàng lại về. Đang mặc Ngô Thái của Linh sướng dã man. Bán hơn 2 vạn quần Ngô Thái này. Cho nên là theo cái suy nghĩ của em á, thì em nghĩ lãi như thế là đủ rồi. Thế nên là em mọi người làm gì? Em mang là câu khách, em bán những sản phẩm khác. Còn đương nhiên là các chị nếu mà chỉ lấy 2 quần Ngô Thái thì bên em sẽ không chốt đơn rồi. Tất nhiên là em phải có lãi, nhưng mà em đi kèm vào để cho mọi người câu khách, để cho mọi người mua kèm đây. Vậy đó. Ghi ở em mã này là Q19 kèm màu kèm size. Trời ơi, em lấy mặc thì các chị cứ thế mà mua thôi, không phải nghĩ gì đâu. Rồi cho em xin cái áo này anh ơi, cho em xin cái áo này nhá. Em mặc cái áo này. Đây, em sẽ mặc cái áo này với cái à thôi, để mặc sơ mi kaki đi. Còn áo phông này tí nữa sẽ mặc với quần khác nhá. Bây giờ quần này em sẽ mặc với sơ mi kaki. Ok. Cho em xin cái sơ mi kaki cốm xuống đây anh ơi. Cái Ngọc không biết nó có để dưới này không? À đây. Sơ mi kaki cốm, nó mới về màu cốm này. Like trước là chưa có màu cốm. Set kaki còn nhá. Trời ơi, cái set kaki hôm qua quay top top. Hôm qua em quay top top mọi người ạ. Hôm qua em quay top top cái set kaki đây nhá mọi người. TikTok của em đây này, mọi người nhìn cái link à, mọi người xem cái TikTok của em nhá. Đây, TikTok của em đây, xong mọi người bấm theo dõi nhá, để là biết đâu đấy một ngày đẹp trời em sẽ like ở đó thì sao, em cũng chưa biết được. Nói chung là để mình biết nhau, mình theo follow nhau đã nha, xong rồi tính sau. Đây đây này, top top của em đây nha các chị ơi. Linkrin 223 đó, mọi người nhớ tìm kiếm và theo dõi top top của em nhá. Đây, vừa lên một video mới đây này. Em vừa lên một video mới đây này mọi người ơi, vào like cho em đi. Để em làm idol top top đi. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này màu cốm. Úi giời ơi, đẹp chưa? Cái này ghi giúp em là sơ mi kaki cốm. Sơ mi kaki cốm. Áo dây em đang mặc đây gọi là dây thái đen và dây thái trắng, 30.000 một áo. Cái áo này này, đây này. Dây thái đen và dây thái trắng. Đây, dây thái đen và dây thái trắng, hai màu, màu đen và màu trắng, 30.000 một áo. Cứ một livestream là em bán 200. Nhưng mà từ cái hôm mà bán áo mút đến bây giờ thì lại không mặc cái áo này, cho nên là không bán. Còn hôm nào mà không bán áo mút thì sẽ bán áo này. Bởi vì cái áo mút đấy nó là hàng tàu. Cho nên là chị ơi, kiểm tra đơn ngày mai chị gọi hotline báo kiểm tra giúp em nhá. Bây giờ em đang livestream như thế này thì em không có kiểm tra được cái chị nhá. Chị ngày mai chị gọi hotline hộ em nha. Lên bộ tâm đi chị ơi. Ok, anh chuẩn bị cho em bộ tâm nhanh rồi. Anh chuẩn bị cho em bộ tâm ở bên dưới. Ok. Ok nhá, ghi em mã này là không ấy được, cho em xin mượn cái dao đi. Cắt cái khuyết cũng không, anh cắt cho em này. Đây, đây này, đây này. Chờ em tí nhá mọi người, một tí thôi. Cắt đi. Rồi, ok. Cái này
này ghi của em là sơ mi kaki cốm, mới về thêm màu cốm, về em sẽ đóng thùng với Q19 cho các chị nhá. Q19 của em là có tất cả là 4 màu, màu đen, màu nâu, màu ghi và màu sữa. 3 size, size S, size M và size L, từ 40 đến 63 cân đổ về là mặc được. Và thật sự nó là một cái mã quần rất là đắt hàng luôn. Khách bảo chứ mua quần nhà em không bao giờ làm khách phải thất vọng luôn. Mua có nghĩa là khách ghim trong đầu được là ừ ok, quần mà con này mà nó bán là chắc chắn nó là hàng ok rồi. Các chị nhìn này, nhìn hàng nhà em nhá. Thấy chưa ạ? Nhìn hàng nhìn tam mác này, phẳng phiu không? Màu này là màu nâu, màu em đang mặc là màu đen. Một màu mà tưởng không hot nhưng mà lại cực kỳ hot, đó là màu ghi. Màu ghi bởi vì nó lạ, vì bình thường em cũng không bán màu ghi ấy. Và màu cuối cùng cho em là màu sữa. Q19 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân với chút size, dáng của nó là dáng bép ghi, các chị nhìn rõ dáng không? Em hiện tại đang mặc size S và em bây giờ là 50 cân mà em vẫn mặc size S thoải mái. Ghi của em là Q19 kèm màu kèm size. Hai livestream em bán hơn 1.000 con. Hai livestream em bán hơn 1.000 con thì các chị biết là đắt hàng hay không đắt hàng rồi đó. Đây này các chị mặc này này. Còn sơ mi kaki màu em đang mặc là màu cốm, còn hai màu nâu sữa thì chắc là các chị biết rồi đúng không? Hai cái màu nâu sữa là em mặc đầu livestream, có màu cốm này là hôm nay mới về và chốt cho mọi người là 116.000 trong livestream này. Có mã là sơ mi kaki cốm. Quần này gọi là Q19 nâu. Màu này cho em là Q19 ghi. Màu này cho em là Q19 sữa và màu em đang mặc là Q19 đen. Bao giá toàn thị trường cho các chị nha, 127.000 một quần. 127.000 một quần. Em cao 1m6 và nặng 50 cân. Hiện tại là đây là cái mức cân nặng cao nhất từ trước đến bây giờ của em. Em bình thường em chỉ có 46 47 cân mà đợt này em lên 50 cân đấy. Cho nên là mà em đang mặc size S thoải mái nhá. Tí nữa đây này, đây này, mọi người nhìn thấy size không? Lại béo buffet. Đây đang mặc size S mà 50 cân mà mặc vừa size S. Thì mọi người biết là form hàng nhà em to hay không? Chồng em cao 1m7 và nặng 65 cân mặc vừa. Thế nhưng mà có bởi vì là phụ nữ không phải là ai cũng được 1m7, thế nên em chỉ tư vấn cho mọi người đến 63 cân là mặc được size to nhất, chứ em không tư vấn đến 65 cân để đảm bảo rằng là các chị chắc chắn sẽ mặc vừa, không phải đổi đi đổi lại mất công, được chưa? Ví dụ em là Q19 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhưng mà rất sai. Còn ngay bây giờ em Linh dẫn lên cái set tâm này. Cho em hỏi những chị đang xem livestream ở đây ai đã nhận được cái set tâm này rồi, cho em xin một câu phản hồi nhá. Ai đang xem livestream ở đây mà đã nhận được cái set tâm này rồi cho em xin một câu phản hồi nha các chị nha. Cái set này em bán đắt hàng kinh khủng luôn. Cái set này em bán đến giờ phút này là bao nhiêu set nhỉ? Hôm đầu tiên bán là bán được 800 set mà hôm nay là hôm thứ 3. Hôm thứ 3 em bán cái set này. Chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream giúp em. Samika cái cốm ok. Đấy, màu cốm mặc sáng ra nhỉ, màu cốm cũng là hot đúng không? Áo em mặc mã là sơ mi kaki cốm chị nhá. Em có cốm, em có nâu và em có sữa, ba màu ở đây này chị, hot kinh khủng luôn. Nhưng mà hôm nay mới về màu cốm lần đầu tiên. Nhận váy tam xinh lắm, em cảm ơn chị Milo này. Đấy, còn quần tắc ta không? Dạ quần tắc ta nhà em hết sạch rồi chị ạ. Quần tắc ta nhà em hiện tại là chị nhận chất tâm rồi, dày dặn form đẹp, mua ba màu. Ưng ơi là ưng, trời ơi làm luôn ba màu em sợ chế quá cơ. Bản thân em lấy mặc em còn chẳng lấy đến ba màu luôn ấy. Em cảm ơn chị nha, set tâm thì em là đỉnh của chóp. Hàng này thị trường đang bán xỉ ra là hơn 20 và bán lẻ rơi vào khoảng từ 280 cho đến 320. Nhất là những cái shop mà chạy quảng cáo các thứ mà hot girl các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là giá, để mà so sánh giá giữa em và hot girl thì nó quá khập khiễng. Trời ơi, tự nhiên tụt view á mọi người, chia sẻ livestream cho em đi mọi người. Thả tim thả like cho em nhá. Đây này, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái set cốm này nhá. Em sẽ mặc cái set tâm cốm này nha các chị ơi. Trời ơi đẹp quá. Quá hot luôn. Sơ mi kaki cốm. Mọi người ơi, thả tin thả like nhá, đừng để tụt view, mới có 11 giờ kém thôi, còn nhiều hàng lắm. Nhưng em mặc á, là em thấy em gập lên một gấu này nó sẽ đẹp hơn. Thật ra là thả ra thì vẫn vừa, bởi vì em Linh cũng 1m6 chứ cũng không phải là lùn đâu. Thế nhưng mà gập lên một gấu thì cảm giác nó sẽ vừa hơn. Còn nếu như mà còn áo sơ mi hiền hồ không, dạ em hết lâu rồi chị ơi. Mọi người ơi, thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em nhá. Khi mà mọi người bị ẩn comment á, là mọi người sẽ không có đơn đâu. Nhớ nhá. Khi mà mọi người bị ẩn comment mà không có đơn đâu, nên là nhớ chia sẻ livestream. Đây này, mọi người nhìn này. Đó, cái set này em mặc này. Cái set này là hôm đấy là em mặc. Trời ơi, chốt kinh khủng, bán được 800 set mà. Đây, mọi người thấy chưa? 184.000 một set. Mua được ở đâu rẻ hơn, em cho hoàn hàng lại nha. Set này là hàng cao cấp, các chị nhìn. Khách của em vừa comment bảo là chị mua 3 set. Chị mua 3 set ưng ơi là ưng, như hàng cái gì đấy, như hàng hãng cái gì đó, mọi người đọc comment ấy. Và người ta đang chạy quảng cáo cái set này nhá. Người ta đang chạy quảng cáo cái set này là 320.000. Mọi người không tin, mọi người chỉ cần lên Facebook mọi người search chữ set tâm trơn là nó ra luôn, một loạt chạy quảng cáo đầy luôn nhá. Hai mà hàng hôm trước có một khách comment bảo là vừa mua set này 280 mà quần còn không có túi như của em thề nói điêu mất lòng luôn. Một khách comment như thế đó, xong rồi có khách thì comment là mua 300 mấy. Một khách nữa thì comment bảo là trời ơi suýt nữa mua 390, may mà chưa mua. May mà bây giờ thấy Linh bán. Đây, ví dụ em là set tâm, màu em đang mặc là màu cốm, là màu em thích nhất.
Màu thứ hai cho em là màu cam, thứ ba là màu vàng, thứ tư là màu đen, thứ năm là màu hồng nha các chị nhá. Em có tất cả là 5 màu: cam, vàng, đen, hồng và cốm như em đang mặc. 184.000 một set. Em thề em mà được 30.000 tiền ship em không bán hàng nữa, được chưa? Ghi cho em là set tăm kèm màu kèm số điện thoại. Các chị mặc này các chị đội trên cái mũ vào nữa đấy. Ví dụ như các chị đi du lịch nhá. Ví dụ như các chị đi du lịch, các chị đội thêm một cái mũ vào như thế này nữa là ok, sương sương. Mọi người thấy chưa? Xuất sắc chưa? Được chưa? Ghi cho em mã này là set tăm dài kèm màu kèm số điện thoại. Set tăm dài kèm màu kèm số điện thoại giúp em, được chưa? Màu em đang mặc là màu cốm này. Bây giờ mọi người muốn em mặc thêm màu gì nữa? Túi này ghi giúp em là túi nâu. Hôm nay chốt cho mọi người là 217.000, tuy nhiên là chắc là hết rồi, bởi vì từ đầu live đến giờ em bán chắc chắn là hết hơn 500 cái túi này rồi. Quần vẩy và áo xoắn tăm đi chị, quần vẩy á, quần vẩy thì chị vẫn bán suốt, là em thích thì em cứ chốt thôi. Tại vì quần đấy thì chị cũng nói chung là chị bán cách đây 3 từ Tết ra bây giờ là tháng này là tháng thứ 5 rồi còn gì. Thế nên là bán quá lâu và quá nhiều cho nên là em cũng không muốn lên quần vẩy nữa, bởi vì lên nhiều rồi. Này, đẹp chưa? Tiếp tục em sẽ lên cái váy xoắn, là một cái váy cực kỳ hot của bên em nhá. Tôi lên cái váy xoắn. Váy xoắn nhà em các chị nhìn này. Vẫn là cái màu mà em thích nhất. Vẫn là màu cốm nhá. Bây giờ em muốn em mặc thêm màu gì nữa không? Có cần em mặc thêm một cái set màu gì nữa không? Set tăm dài kèm màu kèm số điện thoại. Màu bò không có, set này không có màu bò nhá. Set này không có màu bò, chỉ có màu cam, màu đen, màu vàng, màu hồng và màu cốm giống như em đang mặc nhá. 184.000, các chị đi du lịch các chị đội thêm một cái mũ như này nữa, được chưa? Nói chung là không bao giờ làm các chị phải thất vọng luôn. Các chị nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nhá. Nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Thôi em mặc một màu thôi để em bán sản phẩm khác nữa nhá. Chứ bây giờ nói thật là mặc cái bộ này lâu lắm, 70 cân, 75 cân vẫn vừa. Đây là áo này. Đây là quần này, các chị thấy chưa? 75 70 cân vẫn vừa. Bây giờ em qua mẫu nhá. Thấy em không chị ơi, thật ra là rất phải xin lỗi mọi người là hôm nay em có đăng một cái váy mặt chất giống như thế này nhưng mà nó là cổ bẻ. Và rất là nhiều người comment nhưng mà sau đó em đã phải xóa đi. Bởi vì khi mà em cập nhật cái hàng về á thì hàng đấy hôm nay không kịp về, bởi vì hôm nay mưa quá to cho nên là hàng không có về kịp cái chuyến hôm nay của cái váy đấy. Theo cái dự tính ấy thì là hôm nay về thì em mới đăng ảnh. Nhưng mà sau khi em đăng ảnh xong và em xem cái hàng về ấy, thì nó lại không về. Thế nên em đã xóa cái ảnh đấy đi rồi. Và em hẹn mọi người vào live sau nhá. Hẹn mọi người vào live sau em sẽ bán cái váy đấy nhá mọi người nhá. Nhớ là em link có nên là đừng có đi mua shop khác, không là đến lúc bị đắt thì ngồi tiếc á. Đây, đẹp chưa? Váy xoắn này hôm đầu live bán được 7, hôm đầu tiên bán được 700 cái váy xoắn này. Còn váy sơ mi không chị ơi, váy sơ mi á, váy tay gập em còn. Anh lên trên kho xem là váy tay gập còn những màu gì mang xuống đây nốt thì ở đây chỉ còn hai màu là màu xanh dương và màu hồng thôi. À, xanh dương và màu cam thôi. Được chưa? Mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Thả tim thả like, hôm nay em lại quên mất không bấm cái phần mềm tặng sao. Thế nên là mọi người không tặng sao được cho em đúng không? Mọi người hôm nay không tặng sao được cho em Linh đúng không? Còn túi sách không em sợ hết rồi chị ạ. Bởi vì đầu live mọi người chốt, em thề với chị là đơn nhảy mà máy nhà em lag luôn. Đây nhá, nhìn hộ em này. Em cao 1m6 và mặc như này. Thì các chị biết là form dài hay form ngắn. 1m7 mặc vẫn đến đây nhá. Em chỉ cần form dài thôi. Còn nói thật nhá, form ngắn thì luôn luôn nó là rẻ hơn rồi. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là khách của em ấy, người ta không mua form ngắn. Và bản thân em Linh ấy cũng không thích form ngắn. Đấy. Mình thấy mình không bàn muốn mua mũ quá mà không thấy inbox mình. Chị ơi chị muốn mua chị phải đặt chứ làm sao mà bên em inbox cho chị được. Chị đặt hàng qua inbox nhà em cũng không nhận đơn nhá. Nhà em không nhận đơn qua inbox, các chị lưu ý nhá. Các chị phải gì ạ? Phải đặt trong livestream bởi vì nhà em không có người check tin nhắn, các chị thông cảm. Đẹp chưa? Mọi người nhìn này. Anh treo lớp 3 màu đấy lên cho em. Ví dụ em mã này là váy xoắn kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu cốm, em sẽ show bảng màu nhá. Hôm nay có tận 7 màu váy xoắn. Lần đầu tiên có đủ màu như thế. Màu em đang mặc là màu cốm, màu thứ hai là màu cam, thứ ba là màu vàng, màu đen, thứ tư là màu vàng, thứ năm là thanh xanh dương, thứ sáu là nâu và cuối cùng là hồng. 7 màu, tức là có 7 màu váy xoắn luôn. Hôm đầu tiên em bán chỉ có 5 màu và hôm nay có tận 7 màu. Nên là các chị tranh thủ chốt nhá, nghe giá luôn. 118.000. Và lúc nãy có một khách comment bảo là à đâu, em bán 120 mấy chứ nhỉ anh nhỉ? Không phải 118 đâu, chết rồi. 122.000, em xin lỗi nha. 122.000 nha, chết mẹ rồi. Em nhầm sang cái váy tăm. Xin lỗi mọi người nhá. 122.000 nhưng hôm nay em sẽ bán cho mọi người là 121 đi nhá. Chứ còn bán 118 là em còn cái nịt thôi. 121.000 một cái váy xoắn. Ở đâu rẻ hơn, em cho hoàn hàng lại. Màu em đang mặc là màu cốm. Màu gốm, màu cam, màu đen, màu vàng, màu xanh dương, màu nâu và màu hồng. 7 màu ở đây nha mọi người ơi. Nhìn form giúp em này. 121.000 đồng. Túi em đang đeo gọi là túi nâu.
mua 217.000 nhưng mà chắc là hết hàng rồi. Những chị đặt từ thời điểm này thì em không hứa là có túi cho mọi người luôn đâu, mà có khi mọi người sẽ phải chờ tầm 10-15 ngày bởi vì nó là hàng Trung Quốc và chờ về hàng khá là lâu. Bởi vì khi mà em đặt 500 con á, Trung Quốc người ta còn phải sản xuất nữa, người ta không có sẵn 500 con đâu. Vì bây giờ thời kỳ dịch bệnh ấy, Trung Quốc cũng không kiểu như là không làm sẵn như ngày xưa đâu các chị ơi. Đặt kể cả áo len, áo lửng cũng phải chờ nó sản xuất. Nó bây giờ chắc cốp lắm luôn, nó không làm sẵn đâu, chờ lâu lắm. Chờ nhá, chờ nó làm xong đấy chờ nó chuyển về kho của Trung Quốc, kho của hàng của công ty Việt Nam mình ở Trung Quốc, rồi từ kho đấy là chuyển về Việt Nam, rồi từ kho ở Việt Nam về shop. Nói chung là nó lằng nhằng và nó mất thời gian lắm, cho nên là mọi người không nhanh được đâu nhá. Ghi hiểu em là chân mày các kia, ok chị này, chị cao 1m mấy? Dạ 1m65 mà mặc ngắn em cho hoàn hàng lại, em cao 1m6 mặc như này thì 1m65 là đến như thế này, bởi vì 5 phân nó chỉ như thế này thôi, mà 1m7 thì mặc vẫn như thế này, mà đầu gối em ở đây cơ, thế nên là chắc chắn là qua đầu gối nha. Nên mọi người yên tâm. Còn sơ mi tầng không chị? Dạ em còn. Anh lên trên kia xem mà sơ mi tầng còn màu gì mang xuống cho em được chưa. Áo ngực đây, trời ơi lại áo ngực, chết mất. Đây áo ngực đây, áo ngực nhà em là có tất cả là 3 màu áo ngực nhà em. Rồi em lên lại quần cặp mờ nhá, quần cặp mờ nhà em hot lắm luôn đây này. Áo ngực nhà em có tất cả là 3 màu đây, các chị nhìn vào đây này. Khi các chị nhận được hàng ấy, khi các chị nhận được hàng nó sẽ trong cái túi như này. Đây em bóc một cái cho mọi người coi nhá. Đây và bên trong mà nó có dán size ở đây này, mọi người nhìn size ở đây này. Size em đang cầm hiện tại ở đây là size 34, tức là size bé nhất. Nó sẽ có 34, 36 và 38. 34, 36 và 38. Ghi hiểu em, mã này là áo ngực. Và đến cái khi mà em bán hai livestream đầu tiên là em bán được 3.000 áo ngực. Và cái chị mà làm ở cái công ty mà em nhập ấy, chị bảo trời ơi Linh ơi sao mà mày bán ghê vậy, mày bán lẻ mà mày bán như bán xỉ vậy, nhập một lần cứ nghìn, sợ quá. Em bảo là thật sự là cuộc đời em ấy chưa bao giờ mà em mua được một cái áo ngực nào, hay là em nhập được một cái áo ngực nào mà mặc nó bị ảo ma như thế này, mặc nó ảo như thế này luôn, chưa bao giờ. Em nói luôn là chưa bao giờ luôn nha. Em mặc size 34 chị ơi, em mặc size 34 thì kể như em ý thì mặc size 34 cũng được mà mặc size 36 cũng được. Ví dụ size 34 thì em sẽ đẩy cái khuy này này, nó sẽ có đây này, nó sẽ có ba cái này, bốn cái chứ, nó sẽ có bốn cái, các chị nhìn này, đây này, nó sẽ có bốn cái. Thì nếu như mình mặc 34 thì mình mặc cái nách ngoài cùng, còn mình mặc 36 thì mình mặc cái nách trong cùng, kiểu như thế á nha. Ghi hiểu em là áo ngực kèm màu kèm size nó mặc chanh thành bưởi là có thật, chanh thành cam là có thật luôn đấy. Đây sơ mi tầng đây các chị ơi, bây giờ lên sơ mi tầng nhá. Sơ mi tầng còn hai màu anh. Ừ, hết trắng rồi. Áo sơ mi 88k là áo gì nhỉ? Sơ mi đũi á, sơ mi đũi hình như hết rồi sao á. Đây nhá, sơ mi tầng của em đây. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em nhá. Váy xoắn cốm cam đen xanh dương nâu hồng và cốm như em đang mặc 121.000. 121.000 bao giá toàn Facebook cho các chị luôn. Đây này, form này. Đấy, 70-80 cân vẫn vừa, hai bên có túi này, được chưa? Váy này năm nào chả bán. Áo ngực này có gọng nhưng mà nó không hề bị cấn ngực hay là bị đau hay là bị khó chịu đâu. Nó nói chung là mọi người phải hiểu là công ty người ta nghiên cứu, tức là người ta sửa, người ta lên form, người ta chỉnh sửa nửa năm trời người ta mới ra là cái thành phẩm này đấy. Không phải là như kiểu hàng các chị đi mua ở ngoài chợ hay là em đi nhập ở chợ bán cho các chị đâu. Không phải. Áo này là hàng công ty, em không nhập ở đâu cả, em không nhập ở ngoài chợ hay là cũng không nhập trực tiếp từ Trung Quốc, mà cái này là công ty người ta đặt của Trung Quốc. Và khi mà một cái áo ngực có dây nhà Linh mặc đỉnh luôn, em đã nói là chưa thấy ai chê luôn á. Nhận set vest với set Mickey rẻ mà siêu đẹp, em cảm ơn chị Trang Trang. Rồi ok, set Mickey hôm nay có 3 màu và trong đó có 2 màu mới, chuẩn bị lên nhá. Đây 3 màu nhưng mà trong đó có 2 màu mới. Ô, cái ngọc để đâu nhỉ? Lúc nãy em bảo nó để ở đâu nhỉ? Anh ơi, hôm nay cái ngọc để cái set Mickey ở đâu em nhỉ? À đây, đây. Hôm nay có màu mới. Ơ, em nhớ là có màu xanh dương mà nhỉ, không phải à? Ơ, có màu ghi chứ không phải xanh dương. Này, mọi người nhìn này. Hôm nay có 3 màu. Trời ơi, cái set này đến giờ phút này là em bán hơn 2.000 set rồi. Set này gọi là set Mickey nhưng mà mới về cái màu ghi. Anh Khánh ơi, kiểm tra cho em cái set Mickey này có về màu xanh dương không anh? Có về không nhỉ? Xem cứ nhớ là có về nhỉ? Hả? Set mic cũ. Ừ, có về không anh? Không. Không đúng không? Cổ đen. Ghi, có về màu ghi. Đây lên cái quần này. Mới nhận được set vest ưng kinh khủng chị ơi, cảm ơn em nhé này. Quần này live trước bán hơn 1.700 con. Kinh khủng. Đảm bảo là sau đợt này thì thị trường sẽ ra quần này rất là nhiều. Thật, em nói thật, nhiều người xem livestream của em lắm và em bán cái gì đắt hàng là người ta lại làm theo. Thế nhưng mà nó không bao giờ giống của em được đâu, mọi người yên tâm nha. Với cả giá thì em tự tin cho các chị, kể cả là hàng ra sau hay là hàng cắt lại em vẫn bán rẻ nhất, được chưa? Quần em đang mặc gọi là Q99, áo em đang mặc gọi là sơ mi tầng.
Ai đang xem live mà nhận được sơ mi tầng cũng cho em xin một câu phản hồi nhé. Sơ mi tầng cách số điện thoại 117.000 một áo. 117.000 một cái sơ mi tầng này, nó phải gọi là rẻ mà rẻ không ai đỡ được độ rẻ luôn á. Màu nâu này, màu nâu là màu đắt hàng nhất rồi, đến màu cốm và màu trắng nhá. Nhưng màu trắng bây giờ hết sạch rồi. Em có sơ mi tầng nâu, em có sơ mi tầng cốm 117.000. Và hiện tại em đang mặc với gì ạ? Hiện tại em đang mặc với Q99, là cái mã quần mà live trước em má được hơn 1.700 con. Nó là mỗi quần kaki, nó có 2 size SM từ 40 cho đến 68 cân đổ về mặc được. Q99 màu em đang mặc là màu sữa, màu thứ hai là màu trắng, màu thứ ba là màu đen và màu cuối cùng là màu nâu. Mọi người nhìn quần này. Riêng cái ảnh em up lên đã là gần 100 cái comment và hỏi cái quần này rồi. Và đến hôm nay em up lại vẫn quá trời người hỏi luôn cái quần này này. Q99 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nha, mình chút size 2 size SM 40 đến 68 cân đổ về mặc được. Còn áo em đang mặc gọi là sơ mi tầng. Mọi người ơi nhớ thả tin, thả like và chia sẻ livestream để không bị ẩn comment nhé. Bây giờ em sẽ mặc sơ màu nâu. Sơ mi tầng 117.000. Em bán cách đây 3 livestream rồi. Và có một livestream phải dừng bởi vì không có hàng. Bây giờ thì lại hết chặng. Nói chung là mọi người ấy thấy em like nào là đây, hôm nay còn không treo bởi vì bị thiếu màu nên là không treo á. Ví dụ em là gì ạ? Sơ mi tầng nâu, màu nâu là cái màu em mặc hợp nhất. Lúc nào em cũng mặc màu nâu hợp nhất. Q99 98.000 cho khách chia sẻ like, bởi vì like trước Q99 mặc lên dáng đẹp lắm chị ạ. Ôi Lê Trinh, em nhận được hàng rồi à? Thế em chắc ở Hà Nội nhỉ? À không, 3 ngày rồi mà. Ở thế thì có những người là nhận được hàng rồi. Q99 mặc lên dáng đỉnh lắm chị ạ. Em phải hiểu như thế này này, khi mà chị chưa tung ra thị trường bán á, là chị đã đặt luôn 1.200 con. Còn đến giờ phút này là chị đặt 2.200 con Q99 đấy rồi. Và đây mới là livestream thứ hai thôi. Thì mọi người phải hiểu là nó đắt hàng đến cỡ như thế nào và nó đẹp đến cỡ như thế nào luôn á. Kiểu em mã này là sơ mi tầng nâu cách số điện thoại. Sơ mi tầng nâu cách số điện thoại giúp em. Đây. Chị ơi xét đùi bò đăng mẫu đi. Ok, chờ chị một tí nhá, tí nữa chị lên. Lúc nãy chị vừa lên rồi, chắc là bán hết rồi đấy. Kiểu em là sơ mi tầng nâu cách số. Mọi người chia sẻ livestream, thả tim thả like cho em nhá. Đừng để tụt view ạ. Đây này, đẹp chưa? Màu em đang mặc là màu nâu trắng chưa? Form 65 cân đổi về mặc được. Cú pháp cho em mã này là gì ạ? Sơ mi tầng nâu cách số điện thoại. Sơ mi tầng nâu cách số điện thoại. Sơ mi tầng nâu cách số điện thoại. Được chưa? Ok chưa? 117.000. Em đang chờ quý vị sữa trắng vào về đây này. Hu hu. Ok, chịu khó chờ em nhé. Chị đảm bảo là sẽ không làm em thất vọng đâu. Áo ngực là 98.000. Trong khi giá niêm yết của công ty là 199.000. Có ở trên cái, khi mà mọi người nhận áo ngực là nó có cái mác và nó ghi giá niêm yết là 199. Khi nào mọi người nhận hàng mọi người sẽ thấy đây này. Đây này, giá niêm yết đây này. Mọi người nhìn rõ không? Ở đây là nó hơi qua livestream mình nhìn nó mờ mà không nhìn rõ. Khi nào mà các chị nhận hàng các chị sẽ thấy. Và thật sự là nó bị ảo ma, được chưa? Quần em đang mặc đây này, mọi người nhìn rõ form không? Q99. Có khách, có mấy khách, nói chung là từ đầu live giờ phải hơn chục khách phản hồi rồi. Nhưng mà phần đông thì là chưa nhận được hàng đâu, bởi vì đơn em đã giả hết đâu. Phông đen có ảnh mẫu, lên phông đen có ảnh mẫu. Bây giờ em lên phông. Anh Khánh ơi. Hôm nay về được hơn 300 phông mặt cười cho em xin phông mặt cười đi, phông mặt cười này. Trời ơi nó hot. Về tiếp đây này. Về tiếp mọi người ơi. Live trước về 300 hết sạch hàng luôn. Toàn đặt đồ linh zin không à. Áo này em đã từng bán là 118.000 một áo. Và bây giờ mọi người được mua với giá là, đây này mọi người nhìn nhá. Đây. Phê không? Anh lên lấy cho em mấy cái phông mặt cười đi. Phông mặt cười kèm màu kèm số điện thoại. Hàng này của em là hàng phụ kiện tàu mọi người nhá. Không phải hình in đâu, cũng không phải hình theo, mà nó là hình gì ạ? Hàng phụ kiện tàu. Mọi người nghe rõ. Đây này, phụ kiện may trực tiếp lên cái áo này, may theo trực tiếp lên cái áo này, hàng phụ kiện tàu, các chị thấy không? Mọi người nhớ theo dõi cái nick TikTok của em nhá, để em lâu lâu em up ví dụ như là em nói chung là mọi người cứ theo dõi TikTok đi, để có gì biết đâu đấy một ngày đẹp trời em lại bán hàng qua đấy. Đây này, nick TikTok của em đây này, Linkreen 223 nha mọi người ơi, nhớ theo dõi nhá. Đây này, thấy chưa, vừa lên một video mới đây này, mọi người đừng có làm em buồn ha. Theo dõi TikTok của em ha. Lên phông đen không có ảnh mẫu, không có ảnh mẫu là phông gì ta? Đây nhá, bây giờ em lên luôn này. Mặt cười kèm màu kèm số điện thoại, các chị nhìn form này, thấy không? Form to rộng, anh trai em 82 cân và cao 1m7, mặc áo phông nhà em thoải mái, không phải là mặc vừa đâu, em nhấn mạnh lại này, mà là mặc thoải mái. Đây, đeo với cái túi này mà livestream này mọi người phải tranh nhau ấy. Và em quyết định là tí nữa live xong em đặt thêm 500 nữa đi. Kiểu gì chả hết, bán với cái tốc độ này thì thật sự là không đỡ được đâu. Mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Trẻ chưa? Em Linh năm nay gần 32 tuổi rồi, bây giờ là 31 tuổi rồi. Gần sinh nhật 32 tuổi rồi này. Mọi người thấy chưa? Mặc này siêu trẻ luôn. Phong mặt cười này hôm nay là về được hơn 300 nữa thì em mới like, chứ không thì cũng không có để like đâu. Sáng nay vừa về hơn 300.
em có phông mặt cười trắng, em có phông mặt cười rêu và em có phông mặt cười đen. Cái này mặc đôi nam nữ cực kỳ đẹp luôn. Giá trước đây ra Tết em bán là 118.000 một áo, bởi vì lúc đấy nó đắt lắm luôn. Và bây giờ mọi người được mua với giá là 84.000 một áo mặt cười. 84.000 một áo mặt cười. Em bao giá toàn Facebook cho các chị luôn, màu đen này. Đây, ví dụ như hai vợ chồng hay hai người yêu nhau mặc đôi như này này. Đấy. 84.000 đồng một áo. Bây giờ em mặc thêm màu rêu cho các chị nhá. Mặc màu rêu siêu trắng da luôn. Like trước 300 và vừa về thêm 300 nữa. Cái này là bây giờ em ôm được giá rẻ hơn, tức là em nhập được giá rẻ hơn thì em lại nhập tiếp. Chứ còn nếu mà nói là giá như trước đây thì tất nhiên là em sẽ không nhập đâu. Mọi người nhìn này, đẹp chưa? Phông mặt cười rêu mà mặc lên chỉ có bao trắng luôn. Ví dụ phông mặt cười rêu em sẽ mặc cho mọi người với Q99 trắng thì thôi. Nhức cái nách hết nước chấm luôn. Phông thái trên cùng, phông này à đúng rồi. Đúng. Em xin lỗi nha, em quên. Trời ơi, đầu với cả óc chán quá. Mọi người nhìn cái áo này này. Không đẹp cho hoàn hàng lại luôn. Không đẹp cho vào mồm luôn. Các chị nhìn này, trời ơi. Nhưng mà không có ảnh mẫu đâu. Cái này không có ảnh mẫu. Cái này em chưa cóp được ảnh mẫu nhưng mà em sẽ bóc ra cho các chị xem nhá. Cái này mọi người biết không? Cái này là in cao su, không phải in mực bình thường nha, mà là in cao su. Bây giờ em sẽ bóc ra. Đây, bóc ra cho mọi người thẩm nhá. Cái hàng túi bóng này của em mã nào cũng đắt hàng luôn, mà nhập đắt lắm, không rẻ đâu. Đây là in cao su. Các chị nhìn này, cái này là cao su, thấy không? Cái này là cao su. Ô, có quần váy ạ. Đây mọi người nhìn này. Cái này là in cao su, nói chung là khi mọi người nhìn vào như thế này thì mọi người sẽ nghĩ là hình bình thường. Nhưng mà khi mọi người nhận được hàng thì mọi người sẽ sờ được là biết nó là in cái gì. Cái này nó là in cao su nhá. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ live stream cho em, đừng để tụt view nhá. Hàng còn nhiều lắm. Đây này mọi người nhìn này. Đó, thấy chưa? In cao su luôn đó, các chị thấy chưa? Bây giờ em sẽ bắt đầu lên cái này. Đấy, may là khách nhắc thì mình nhớ đấy. Không là không nhớ cái gì luôn. Trời ơi, form này mọi người thấy chưa? Form nó như thế này chứ không phải là cái form ngắn như này đâu. Cái này hàng bây giờ hàng ngày thị trường bắt đầu làm nhái nhiều lắm, nhưng form nó nhỏ và cái chất nó nóng, cái chất mà sờ vào nó bị thô quá mức luôn ấy. Còn cái này nó mềm. Này mọi người thấy chưa? Trời ơi, cái áo này mà lên thì chỉ có cháy hàng luôn. Chờ bao nhiêu ngày rồi, hôm trước nhận được hàng vẫn ưng như lúc đẻ. Như lúc đẻ được thứ 2, giờ đẻ đứa thứ 3 vẫn cực ưng nhé. Ôi giời ơi, đẻ được thứ 2 đã mua hàng, về đẻ được thứ 3 vẫn mua hàng. Quá là yêu luôn, khiếp. Đấy thì ít nhất cũng phải mua hàng nhé em, 3 năm rồi nhờ, đúng không? Chưa có mã đâu mọi người, từ từ nha, chưa có mã đâu. Quần Linh đang mặc mã là Q99 và bây giờ em sẽ mặc sang. Thôi không mặc mặt cười rêu nữa nha, để mặc cái con mới mới này đi. Mặt cười rêu này thì kiểu gì chả đắt hàng, không phải mặc nữa. Đấy, ướm lên nhá, rồi qua mẫu luôn này. Bây giờ em sẽ mặc cái Q99 trắng này và em sẽ mặc với cái áo kia. Ôi giời ơi. Set Mikio này mặc rồi. Set này có mã là B cái gì nhỉ? Quên mã rồi. B97 kẹp lại cho em cái quần này. B97 túi là 217.000, giá gần nhất em bán là 235.000. Và mọi người thấy không? Áo ngực nhà em nó phải là đỉnh. Em nhận được B17 nhà chị Linh bán nhiều áo phông túi vàng này đi, chất đẹp, em toàn mua 198k, mua của chị cho rẻ, mọi người thấy chưa? Khách của em mua cái phông của cái túi này này. Đây, cái túi này là toàn 198.000. Còn em bán cho em xin mượn cái dao anh ơi, em cắt cái khuyết quần này. Đây nha, từ từ. Q99 trắng này 98.000 đồng một quần. Không, cái dao xanh ra đấy, ra đấy cùn lắm. Chờ tí nha, em cắt cái khuyết nha. Chờ em tí nha mọi người. Tí nữa rửa đi mà cắt hoặc quá. Trời ơi, cắt mất kiểu hết cả quần. Ví dụ em mã này là Q99 trắng. Rồi, này em cắt đi. Và bây giờ em sẽ mặc cái áo này. Áo này in cao su luôn. In cao su. Không phải in thường đâu. Cái này là bằng cao su. Xịn vãi cả trường luôn. Bây giờ mặc nhá. Áo dây em đang mặc bên ngoài này là 30.000. Còn áo ngực đang mặc bên trong là 98.000. Áo ngực một live stream bán 2.000 cái áo ngực. Mẹ ơi, hai live stream bán hết 3.000 và hết sạch hàng. Và phải chờ 2 tuần rồi mới có đấy. Sơ mi tầng em nhận hàng rồi, xinh mà chất đẹp lắm ạ. Cảm ơn Bi Tôm Trần nha, cảm ơn em. Nói chung là bây giờ mà đọc hết feedback của khách thì nói thật là hết buổi tối không hết luôn á. Set ô vuông này có mã là B97 và em lên rồi chị ạ, 114.000 hết rồi. Này, đẹp chưa? Các chị nhìn này. Form dấu quần nhá, em cao 1m6 nhưng không phải là lùn đâu. Không phải là quá cao nhưng mà nói chung là cũng không phải là lùn. Mọi người mặc đây này. Thấy chưa? Cái này mã là gì anh ơi? Phong đẹp lắm, không biết gọi là cái gì. Này, mọi người nhìn hàng này. 100 cái như 100 cái, không có cái nào khác cái nào. Và nhớ phải kiểm tra hàng trước khi nhận, bởi vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của các chị nha.
phải kiểm hàng, không phải là được. Ví dụ em mã này là phong phong này sẽ gọi là phong chữ B nha, mình có phong chữ B chưa? Có phong phong chưa? Gọi là thôi không gọi là phong đang mặc bộ nhà chị rất là ưng, giờ đang bên Nhật cái gì đây. Cảm ơn em nhé, cảm ơn em nhiều. Cái này sẽ gọi là phong phong cái gì ta? Không, Sander khó sốt lắm. Gọi là phong phong B cái phong thôi từ từ mọi người ơi, bình tĩnh nhá. Cái này sẽ ghi cho em là G G hôm trước là G4 rồi, hôm nay sẽ là G22 nhá. G22 chưa có đúng không? G22 cách số điện thoại. G22 cách số điện thoại nhá. G22 cách số điện thoại. Sơ mi tầng em còn cố mà nâu chị ơi. G22 cách số điện thoại giúp em nhá. 111.000. Hàng cao cấp, hàng in cao su, mọi người lưu ý này. Hàng in cao su 111.000. Mã của nó là gì ạ? G22 cách số điện thoại. Em nói thật là em không có ảnh mẫu mã này luôn, nhưng em đảm bảo là không bao giờ em làm các chị phải thất vọng luôn. 111.000 nhưng nó là hàng cao cấp mọi người ơi. Nó là hàng cao cấp nha. Em nói thật là em nhập vào đã là 98.000 một cái áo này rồi. Bây giờ em sẽ bóc ra cho mọi người coi này. Đây nhá, bóc này. Mọi người coi nhá. Đây. 111.000. Đây, bóc tiếp này, nhớ kiểm tra hàng, kiểm hàng là làm như thế này này, là bóc ra là ướm lên người đây này, đúng chuẩn như con Linh mặc đúng không? Chứ không phải là hàng em mặc thì đẹp, từ đến lúc hàng mọi người nhận thì là nó khác đâu. Đây, hàng in cao su nổi, các chị nhìn rõ không đây này? Lúc này mọi người nhận hàng, mọi người sẽ sờ và là mọi người sẽ cảm nhận được. Còn khi mà em giơ ở đây thì mọi người chỉ cảm nhận xương xương thôi, được chưa? Ghi hiểu em là G22 cách số điện thoại. 111.000 một áo, hàng cao cấp túi bóng này này. Đây, khách em vừa comment bảo là chị Linh ơi, chị nhập thêm nhiều hàng này đi. Hàng túi này em mua ở bên ngoài là 198.000, cho nên là chờ chị bán để mua. Khách comment như thế, mọi người có thể kéo lại là mọi người sẽ thấy comment đấy. À nhưng mà chắc không thấy được đâu, comment nhà em nhiều lắm, được chưa? G22 cách số về em đóng thùng hẳn hoi vào nhá. Quần em đang mặc gọi là Q99. Q99 là 98.000, hàng kaki và hàng có chun sau, có size SM 40 đến 68 cân đổ về mặc được. Còn áo em đang mặc thì gọi là G22. Mặc nói chung là không chất, không lấy tiền. Và riêng áo này là em sẽ lấy cho chồng em một cái để mặc. Áo này đẹp kinh khủng luôn. Nói chung là hôm nay toàn hàng hot thôi, mọi người nhìn này. Đó. G22 cách số điện thoại. Đó. Mặc chất chơi chưa? Mọi người đeo thêm một cái túi sách nữa, đi chơi đeo thêm một cái túi này nữa. Ok chưa? Xương xương chưa? Mặc với quần trắng thì nó quá nổ rồi. Quần trắng ấy, là cái quần dễ phối đồ và đẹp. Thế nhưng mà có một cái nhược điểm duy nhất ấy, thì nó là gì? Nó nhanh bẩn. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất đấy thôi. Còn cái màu trắng là cái màu dễ phối nhất cái cuộc đời này rồi. Đây nhá, Q99 em sâu lại bằng màu. Màu em đang mặc gọi là màu trắng. Màu thứ hai cho em là màu sữa. Màu thứ ba cho em là màu đen. Và màu thứ tư cho em là màu nâu. Nói thật là 5 năm qua, 4 năm bán hàng livestream, thì lần đầu tiên trong cuộc đời có một mã sản phẩm mà em bán được trong một live mà em bán được đến 1.700. Trước đây những cái mã đỉnh nhất nha, thì em bán được nhiều nhất là 1.300. Ví dụ như cái bộ B8 này, và cái bộ Mary này, và set vest này. Nói chung là những cái sản phẩm đấy là em bán được 1.200 đến 300 trong một livestream là rất nhiều rồi. Những cái quần này này em bán được hơn 1.700, thì nó là phá hết tất cả kỷ lục tất cả các mã khác luôn. Q99 màu trắng, Q99 màu sữa, Q99 màu nâu và Q99 màu đen. Hai size SM 40 đến 68 cân đổ về mặc được, chất kaki đằng sau có chun. 98.000 cho khách chia sẻ livestream. Đáng nghe là em bán 105, nhưng vì live trước em mặc đầu live, và như em bán thì mọi người biết rồi, em không bao giờ tăng giá, chỉ có giảm thôi, chứ còn bất đắc dĩ lắm thì em mới tăng thôi. Còn khi mà em đã bán rẻ là em sẽ không tăng lên nữa, được chưa? Ví dụ em mã này là Q99, màu em đang mặc là màu trắng, và áo này gọi là gì? G22 cách số điện thoại. 111.000 G22, chữ in cao su xịn xò kinh khủng, và đảm bảo là các chị chưa mua được ở đâu luôn. Tiếp lên một mã tiếp theo là cái mã này. Cái mã này là hôm nay em về thêm được cái màu ghi này. Về được 100 set màu ghi. Màu ghi này lạ chưa? Những cái line trước thì nó chưa có màu này đâu. Bắt đầu từ line này nó mới bắt đầu có. Thế nhưng mà line này thì nó lại không có cái màu hồng và cái màu cốm, bởi vì là hiện tại đang bị thiếu đơn rất là nhiều và hàng vẫn chưa về. Nói chung là hàng hết nhanh lắm. Bán rẻ và bán số lượng thì chắc chắn là nó sẽ hết nhanh rồi, cho nên là mọi người phải tranh thủ gọi là chốt nhanh nhá. Được chưa? Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một mã tiếp theo. Váy sơ mi phía sau đi Linh, ok, chờ em một tí. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em nhá. Xem nào, xem em được bao nhiêu gì ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em. À quên. Em lên cái quần cặp M cái đã nhá. Cái quần cặp M hôm nay đây này, em like được bao nhiêu lâu rồi? 1 tiếng 42 phút. Ôi mạng kém thế. Hay là cái máy này nó đơ nhỉ? Q99
Q99 kèm màu kèm size, thả tim thả like giúp em đây. Hôm nay em bán cái quần cặp M này đây nhá mọi người. Em bán 94.000 trong khi năm ngoái quần này em bán 109.000. Và khách của em bây giờ ai đang xem like ở đây mà mua cái quần cặp M này comment cho em nhá, là các chị đã từng mua giá bao nhiêu và các chị mặc có thích hay không. Đây này, quần cặp M đây này. Lúc đấy khi mà em mặc là nó cái mác nó đính ở đây, nhưng vì em thấy vướng nên em giật ra. Mọi người tua lại cái đoạn lầu live stream là mọi người sẽ thấy. Đây xe S đây này, thấy chưa. Đây nhá, anh bây giờ về nhà xong lại sang à. Thế cho con uống thuốc nhá. Khi em đi là chưa uống. Đây này, form to này, cao 1m75 và dưới 80 cân là em cam kết vừa, không vừa em cho hoàn nào lại. Được chưa? Ok chưa? Vì form này to lắm luôn, chị nhìn này, form nó như thế này, em mặc này, em mặc như cái váy mà. Form nhà em to lắm luôn, form 75 80 cân cơ. Áo này nhất định em sẽ lấy chồng em một con hôm nào đi du lịch mặc đội, bởi vì áo này đẹp lắm luôn, thề. Hàng in cao su nhìn chất chơi lắm, không phải hàng in chữ bình thường đâu. Rồi ok nhá. Bây giờ sẽ lên cái này. Lên cái này trước xong rồi lên quần cặp M nhá. Còn quần em đang mặc là Q99 nhá. Áo này chỉ có một màu thôi, nó là áo phông thái, nó không có màu gì cả, nó có mỗi màu đấy thôi. Đẹp chưa? Set Mickey ghi. Anh bổ sung cái sen cái Mickey ghi là có thêm màu có thêm ok, sau cái này em sẽ lên quần cặp M chị yên tâm. Áo ngực về rồi, hàng tàu, hàng công ty nhưng sản xuất ở Trung Quốc. Và nhất định mọi người phải mua nhá. Nhất định đấy, nhất định mọi người phải mua cái áo ngực này. Em bảo nhá, mua cái set này rất là hời. Hời ở chỗ nào? Đây, thấy chưa? Ví dụ như em đang mặc quần Q99 và em mặc cái áo của cái bộ Mickey này, thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người sẽ nghĩ đây là một cái áo phông, chứ mọi người không bao giờ biết được rằng là cái này là từ cái bộ mà ra. Bởi vì là cái bộ của em ý, là cái quần này nó không có in, cái áo nó cũng chỉ là cái áo bình thường. Còn ví dụ như cái áo sọc thì nhiều khi là nó sẽ không mặc rời được, chứ những cái áo mà không có sọc thì nó sẽ mặc rời được. Đây là một bộ này, bây giờ em sẽ mặc cả bộ cho các chị nhá. Lên phông siêu nhân đi, không phải phông siêu nhân, phông đấy em gọi là phông báo thái. Phông đấy gọi là phông báo thái nha. Rồi bây giờ lên cái mã này. Lên cái mã này nha. À, lên váy sơ mi đi shop, váy sơ mi là váy gì chị ơi? Váy nào nhỉ? À cái váy kẻ kẻ này phải không? Váy này em bán hơn 2.000 rồi, bán chán bán chê luôn rồi đó. Đây này, set Mickey. Set Mickey line này chỉ có 3 màu thôi. Em có set Mickey ghi, em có set Mickey nâu và em có set Mickey đen. Và em chốt trong line này cho mọi người là bao nhiêu ạ? 116.000. Em bao giá toàn thị trường và em bao luôn là không có ai bán set này đâu. Em bán đến giờ phút này là 2.000 set. Chị nào nhận hàng rồi đẹp hay xấu comment vào đây cho em biết nhá. Set Mickey loang đi chị. Set Mickey loang là set gì? Em làm gì có set Mickey loang. Set Mickey này gọi là cái này, set này gọi là set B97. Còn set em đang cầm ở đây gọi là set Mickey. Các chị nhìn kỹ hàng tăng mát nhà em nhá. 116.000 một bộ. Em có tất cả là 3 màu. Cái màu ghi là cái màu mới nhất là em mới về. Còn hai màu này thì em đã bán rất nhiều rồi. Thật sự là cái bảng màu của cái Mickey không phải là Mickey ghi mà phải ghi rõ là set Mickey nha. Mọi người lưu ý là ghi rõ là set Mickey. Set vest em còn, tí nữa em sẽ lên nhá. Set vest nhà em hôm nay về được 200. Nói chung là bây giờ thì em không đặt số lượng 1.000, 1.200 một lần nữa đâu, mà bây giờ em chỉ đặt 200-300 set một lần thôi. Bởi vì em đã bán hơn 1 tháng và bán hơn 5.000 set rồi, thì bây giờ nó cũng không phải là như cái đợt mới bán nữa, gọi là bán túc tắc một ngày mấy trăm set thôi. Ghi của em mã này là gì ạ? Set Mickey nâu, set Mickey ghi và set Mickey đen. 116.000 ghi giá đi anh ơi. Được chưa? Lên váy đi bạn. Ok, chờ em tí, từ từ. Cho em xin 1 phút em lên cái quần cặp M đó mọi người nhá. Bây giờ em qua set Mickey nhá. Set Mickey kèm màu kèm số 116.000. À, mẫu này. Lên quần tiếp theo này. Bây giờ em sẽ lên quần cặp M và em sẽ mặc cho mọi người với áo cổ bè. Ok chưa? Em sẽ mặc với áo cổ bè nhá. À, anh ơi, lên lấy cho em áo cổ bè đen với cả trắng đi anh. Đen với cả trắng đi. Còn cái màu bò này là em bỏ màu luôn này, anh đưa lên cho Ngọc này. Đây. Màu nào có màu, đúng không? Màu này có phải màu bò không nhỉ? Hay là màu gì nhỉ? Em xem trên kia hình như hết bò rồi đúng không? Hay là đất hay là bò gì hết, em không nhớ lắm. Rồi nhá, tiếp này. Mọi người chia sẻ livestream thả tim thả like giúp em. Bây giờ em sẽ mặc quần cặp M áo ngực nhà em này. Từ nãy đến giờ em không hề lấy tay kéo ngực lên, không hề chỉnh áo ngực, bởi vì từ nãy giờ em đều đứng ở trước màn hình này chứ em đâu có đi ra khỏi màn hình đâu. Các chị đều nhìn thấy là em làm cái gì mà, đúng không? Này, ảo không? Mà trong khi ai mà xem livestream của em 3-4 năm nay thì các chị biết là không có một tí ngực nào. Bởi vì em livestream em mặc áo dây suốt, các chị nhìn thấy mà. Mà bây giờ mặc cái áo này này. Em ơi, em nói rồi, cái áo ngực này nhất định các chị mỗi người mua một cái thôi. Còn nếu mà tin tưởng em thì cứ lấy 2-3 cái. Mà kể cả các chị lấy 2-3 cái hàng đến kiểm không thích, các chị hoàn luôn cả 2-3 cái. Em nói thật đấy.
Quần cặp M 94.000 đồng một quần. Và em đang mặc size S ở đây nhá. Mà em mặc thoải mái như này. Mà em 50 cân mà em mặc được size S. Thường là size S chỉ 45, 46 cân thôi. Đây này, size S vừa giật ra ở đây này. Được chưa? Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Quần cặp M kèm size hoặc kèm cân nặng nhá. Rất size. Đây em treo vào cái bảng mời luôn cho em. Cổ bẻ kèm màu kèm số điện thoại. Cổ bẻ kèm màu kèm số điện thoại. Xếp tâm chị lên rồi em ơi. Xếp tâm chị lên rồi, áo ngực mã chị chỉ cần ghi là áo ngực thôi. Và em có 3 màu, màu da, màu đen và màu đỏ, 3 size, 34, 36 và 38. Chị cứ ghi theo cú pháp là ví dụ như áo ngực đen size 38 kèm số áo ngực sữa size, áo ngực da size 36 kèm số áo ngực đỏ size 34 kèm số. Nói chung là cứ ghi như thế, đúng cú pháp như thế. Hai cái thì ghi là hai cái, ba cái thì ghi là ba cái. Còn em đảm bảo luôn là các chị mua, các chị sẽ quay lại mua tiếp. Bởi vì những chị mà ngực lép thì lần đầu tiên trong cuộc đời các chị sẽ cảm giác là mình có ngực, các chị sẽ rất là thích. Em nói rồi mà chắc chắn là như thế luôn, được chưa? Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Cổ bẻ kèm màu kèm số điện thoại và em đang mặc với quần cặp M size S. Quần cặp M hiện tại em đang mặc ở đây là size S và em đang mặc với áo cổ bẻ nâu. Cổ bẻ này chốt trong like cho mọi người là bao nhiêu ạ? 72.000 đồng một áo nhá. Hôm trước em bán là 74.000 và hôm nay em chốt cho mọi người là 72.000 đồng một áo. 72.000 đồng một áo, cổ bẻ em có màu nâu, em sâu đủ màu nhá, cho em xin đủ màu cổ bẻ. Cổ bẻ em có màu, em đang mặc là màu nâu. Màu tiếp theo cho em là màu rêu. Màu này cho em là màu rêu, màu trắng, màu vàng, màu đen. Thiếu màu gì không em? Đen có ở đây rồi. Ở đây hiện tại em chỉ bán 5 màu này nữa thôi. Đợt trước là có cả màu đất và màu bò hay sao ấy, nhưng mà bây giờ em bỏ hai cái màu đấy rồi vì hai màu này nó không đắt hàng ấy. Cổ bẻ nâu, rêu, trắng, vàng và đen, 72.000 đồng một áo, được chưa? Cổ bẻ 60 cân đổ về là em nhận đơn. Quần cặp M này là mọi người nhá, lưu ý nhá, hàng thị trường người ta bán hàng rẻ là hàng free size. Hàng free size là chỉ bán một size thôi, là mặc với chung là, nói chung là một size thì nó sẽ kiểu như là không thể nào thoải mái như nhiều size được. Cho nên là của em là có 4 size S, trừ những cái mã nào mà thật rộng thì mới không cần size thôi. S, M, L và XL. S, M, L và XL 40 đến 70 cân mà mặc được cái quần này. Vì em 50 cân em mặc được size S mà. 40 đến 70 cân mặc được. Và riêng cái quần này á mà không mát á, thì không có cái quần nào trên cuộc đời này mà mặc mát đâu. Em nói thật đấy. Rêu này, trắng này, vàng này, đen này và nâu 72.000. Còn quần em đang mặc gọi là quần cặp M kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size 94.000 cộng 72.000 đã được một set như em đang mặc rồi. Không có lý lo do gì mọi người phải suy nghĩ đâu. Em nói thật đấy, không có một cái lý do gì mọi người phải suy nghĩ đâu. Còn cái váy này này, cái váy này là em bán hơn 2.000 váy rồi. Bán nói thật là em bán nhiều lắm rồi. Thì những chị nào mà đang xem hôm qua, hôm qua có một chị khách gửi inbox cho em mặc cái váy này. Bà là Linh ơi, mặc cái váy này đẹp quá. Quần cặp M mặc thích lắm, em cảm ơn chị Mai Mít nha. Quần cặp M này em bán đây là năm thứ 3 rồi. Năm mà cái năm mà em còn ở cái kho cũ trước nữa cơ là đã bán cái quần này rồi. Bán đi bán lại, năm nào cũng bán mà. Nhưng năm nay là do hàng tàu khan hiếm quá nên mãi nó mới về được ấy. Mãi nó mới về được cái cặp này này, được chưa? Quần cặp M kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size mặc eo chưa? Còn váy em đang mặc gọi là váy gì ạ? Váy tay gập. Váy tay gập nha. Ok, chia sẻ like đi. Mọi người nhớ nhá, chia sẻ live stream, thả tim, thả like cho em để không bị ẩn comment. Quần cặp M mặc như không mặc chị ạ, cảm ơn Ngọc Hà nhá. Em nói rồi mà nhiều phản hồi lắm chứ mà em chưa thấy ai chê luôn. Chị lên set bò chị đăng đi ạ. Lúc đấy chị có lên một lần rồi và mọi người chốt nhiều lắm. Nên là chị không biết là còn hàng không. Ok em nhá. Cái set bò đây này, lúc đấy chị lên đây rồi này. Lên một lần rồi này, hot lắm luôn. Hot lắm luôn á, đây này. Đây. Set bò đây này, mọi người biết em bảo set bò này bao nhiêu? 158.000 một set. Thế nên là em lên một phát là mọi người chỉ có chốt thôi. Không ai thắc mắc, không ai hỏi han gì, chỉ có chốt và chốt thôi, thề luôn. Quần bọ, quần cặp M nó ống như thế này này chị này. Đấy, ống nó hơi, ống nó kiểu dạng gọi là bo vào như kiểu quần bom ý. Nhưng mà nó dài hơn quần bom nha chị. Váy xoắn em còn 7 màu luôn. Hôm nay có tận 7 màu chứ không phải 2 màu, chứ không phải 5 màu như bình thường đâu. Quần cặp M có đến nhà em có đến tận size XL luôn chứ không phải là mỗi đến size S, size M đâu mà là size S, M, L và XL nha. Này, em treo lại cái này. Em qua mẫu nha. Bây giờ em sẽ lên cái set bò. Em lên lại set bò nha. Set bò này quá hot luôn. Lúc đầu tiên ấy là em định mặc cái set này lên đầu line. Sau đó em hỏi nhân viên là thế em ơi cái set này về được bao nhiêu set? Thế nhân viên trả lời là về được 100 set. Thế là em lại cởi ra, em lại mặc cái quần cặp M vào vì quần cặp M về được nhiều hơn. Thường là cái số lượng mà về được 100 á thì em sẽ không mặc đầu live stream bởi vì là nó ít quá. Đó, mà đầu live stream hôm nay là chủ yếu bán cái gì mọi người không? Bán túi sách và áo ngực. Trời ơi, toàn là đơn túi sách và áo vú thôi mọi người ạ. Sợ luôn ấy, em sợ luôn cái tốc độ mua túi của các chị luôn ấy.
giống như kiểu là em để các chị đói lâu quá, kiểu như là thèm lâu quá không được vua ấy, về một phát đăng cái ảnh túi lên là gần 100 comment, và trong đó là có bao nhiêu cái comment là đặt túi. Thì em mới nói là các chị thông cảm giúp em nhé, em không nhận đơn qua comment. Nếu các chị thích cái túi này thì tí nữa khi em live stream các chị vào đặt nhá. Chứ kể cả các chị comment đặt hàng bên em cũng không chốt mà nhé, em không nhận đơn qua comment. Trước đây thì là có, cái lúc mà còn ít đơn thì là có, còn bây giờ thật sự là không có đủ thời gian để mà chốt. Cho nên là em sẽ phải ưu tiên những cái người mà người ta săn live stream trước, và sau đó là những cái người mà gọi là diện, những cái người đặt được qua inbox là sau. Nhưng mà gần như là mua hàng nhà em thì không đặt được qua inbox đâu mọi người, không có người check ấy. Đẹp chưa? Một cái set bò như em đang mặc form 62 cân đổ về mặc được. Đây là áo này, mọi người thấy rộng không? Đây là quần này, được chưa? 60-62 cân đổ về là em bao vừa thoải mái. Và cả một cái set chất bò rất là mềm. Nói chung là khi mà mọi người nhận hàng á, là mọi người được kiểm hàng. Đấy, như thế là đơn giản nhất rồi. Em có gì ạ? Set bò kèm mỡ, không có màu, chỉ có một màu này thôi. 158.000 một set, cả một cái áo và một cái quần. Thì em hỏi mọi người là không tranh nhau nó phí. Chắc chắn là mọi người phải tranh nhau thì mới có. Em có 100 set thôi. Tất nhiên thì hàng nó vẫn về thêm, thế nhưng mà chờ hàng về thêm thì lúc nào cũng lâu. Mà các chị thì em hiểu tâm lý của tất cả các chị là lúc nào cũng kiểu muốn nhận hàng thật nhanh, nhận hàng đầu tiên, chốt đơn đầu tiên, nhận hàng đầu tiên. Các chị có công nhận không? Thế nên là comment nhanh, ai comment trước bên em chốt đơn trước. 158.000 cả bộ. Đây. Em đeo thêm cái túi này. Đấy, mặc nhìn trắng chưa? Và nhìn rất là trẻ luôn, các chị có công nhận không? Đó. Ghi của em mã này là set bò kèm số điện thoại. Set bò, em chỉ mặc nốt một lần này là cái like này là em sẽ không mặc lại cái set bò này nữa đâu nha mọi người nha. Nên là ngắm luôn đi, không tí nữa lại comment Linh ơi lên lại set bò là em nói luôn là em không lên đâu. Túi này ghi là túi nâu là được. Em có 500 con. Đây này, em nói điêu mất sạch lồng luôn. Chiều nay hàng về 500 cái túi này. Đây này. Các chị nhìn thấy không? Em cần gì phải nói điêu. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Thế cho nên là mọi người gì ạ? Tranh thủ chốt thì không là không có túi đâu. Không là chờ 10-15 ngày nữa mới được chốt. Giờ là áo ngực đi Linh. Dạ đây chị ơi, áo ngực nhé em. Ngoài ra là em vẫn còn áo dây mút nha. Dây mút là 63.000 một áo nhá. Áo dây mút là 63.000 một áo. Còn áo ngực nhé em lại để đâu rồi? Trời ơi. Áo ngực đó em lại để linh tinh rồi, rất là tìm chắc chết. Đây, áo ngực nhé em đây này. Ba màu là màu da, màu đen và màu đỏ. Ba màu là màu da, màu đen. Nói chung là mọi người cứ kiểm hàng trước khi nhận đi. Đẹp thì lấy em đẹp thì thôi, thoải mái mà. Được chưa? Em qua mẫu set bò nha. Bây giờ em Linh sẽ lên tiếp là, bây giờ em sẽ lên cái váy tay gập đi nhá. Cũng lâu lâu rồi không lên. Chị lên áo Mickey bò đen đi. Làm gì có áo Mickey bò đen đâu em. Không có nhá. Cái này không phải Mickey bò. Áo này gọi là, áo này là áo phong thái. Và mã của nó là A28 em ạ. A28. Chứ không phải là Mickey bò đâu nhá. Ngố bò còn không, giờ em còn ít thôi. Em còn ít thôi, chị lấy thì tranh thủ chốt luôn nhá. Được chưa? Em qua mẫu này. Bò đấy không phải là bò Mickey đâu. Bò này gọi là bò, anh nên lấy cho em, à đây là bò này. Bò này gọi là bò hoạt hình. 137.000 bò hoạt hình. Và em gần hết rồi, chỉ còn mấy chục con thôi. Em gần hết rồi nhá, bò hoạt hình. Và lúc đấy có khách nhận được hàng khen lắm luôn. Bảo trời ơi, chờ em nhận được cái áo bò Mickey đẹp lắm. Chính là con này này. Khách comment là bò Mickey nhưng nó chính là con này. Và mã của nó là bò hoạt hình 137.000. Đảm bảo thị trường bây giờ mới bắt đầu có ấy. Em bán được like này là like thứ 3 và gần hết rồi nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên cái tiếp theo là em định lên cái gì nhỉ? Tự nhiên lại quên à. Em lên cái gì nhỉ? Cho mình xem lại áo ngực. Ok, set bò là 158.000 chị ơi. À có chữ Mickey. Áo này gọi là gì? Gọi là A28. Bây giờ em lên lại cái A28 này đi. Nhiều người hỏi quá. Đây. Bây giờ em sẽ lên lại cái A28 nhỉ. Đây này, cho mọi người xem. A28 nhà em này. Các chị nhìn kỹ nha. Tất cả những cái hàng túi này của em luôn luôn nhập đắt và luôn luôn đắt hàng. Nhập đắt thật, nhưng em nói thật trộm vía, tất cả những cái hàng túi này không có một cái mã nào mà em bán dưới 500. Ví dụ như có con gấu nổi là em bán hơn 2.000 rồi. Còn cái nào bèo nhèo em cũng phải bán hơn 500. Như con ghi viện chi là đã bán được 700 rồi. Và cái mã của nó là G4. Và like này hết sạch, không còn một con nào để mà like luôn. Đây này, mọi người nhìn nhá. Mã này ghi cho em là A28. A28, đây này. Chất của nó là gì? Chất của nó là chất phong thái. Nó bạc bạc này này. Chất của nó là chất phong thái. Và giá là 122.000. Xem lại có phải em vừa bán 122. Vì con này nhập đắt lắm luôn. Đúng rồi, 122.000 con này nhập đắt lắm luôn. Con này em nhập vào là hơn 100.000 một áo rồi nha mọi người ơi. Ghi của em là A28 cách số điện thoại. Hot girl người ta bán áo này 280 cơ. Không có giá như em bán đâu. Người ta bán 280 cơ. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em nha. Thả tim thả like chia sẻ live stream cho em với nha mọi người ơi. Để em còn ấy nha. Được không ạ? Chia sẻ live stream thả tin thả like cho em với. Cho em xem váy suông ok. A28 cách số điện thoại.
em bán 122 nhưng mà nó vẫn đắt hàng, bởi vì là nó còn nó đắt có lý do mà, nó làm sao mà giống hàng 70 mấy nghìn được. Đây nhá, quần ngố Thái em đang mặc là 38 nghìn, form này, form áo nhà em là 75-78 cân vẫn vừa. Cái này con trai mặc rất là đẹp, con trai mặc đẹp. Hôm nay em có 3 mã phông Thái, một là cái phông này gọi là phông báo nợ báo Thái, hai phông này gọi là A28 và ba là một cái phông em cực kỳ thích là phông này. Cái này gọi là G bao nhiêu, cái này in cao su ấy, gọi là G bao nhiêu nhỉ? G em vừa đọc bao nhiêu quên mất rồi. G22. Đây là ba mã phông mới ngày hôm nay của phông Thái nhá. Đây là báo đen này. À đây là báo Thái này. Đây là A28 và đây là G22 nha mọi người nhá. Đỉnh của chóp luôn, được chưa? Em qua mẫu nhá. Chị lên váy tay hến ok thì em sẽ lên váy này. Vì váy mà em bán siêu đắt hàng luôn. Đây. Em mặc màu này nhá. Em mặc màu này nha các chị nha. À đúng rồi, sau cái váy này cho em Linh lên set vest nha. Nha. Quần jean ống rộng màu ghi, dạ nhà em có hai mã. Nếu như mà cái quần mà có cái cạp tam giác ở đây thì mã của nó là quần xịn. Có cái quần mà cạp liền ấy chị thì mã của nó là Q19 nha chị nha. Em không biết là chị nói đến mã nào, bởi vì hai mã đấy nhà em đều có màu ghi ấy, nên là không biết là chị nói nó nào nhá. Đấy. Đây nhá. Cái này ghi của em là gì? Cái này ghi của em là gì? A28, tại vì nó có số 28 ở đây này. A28 mà phông Thái nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên quần ngố Thái em bán tặng mọi người là 38.000 một quần cho mọi người dồn đơn nhá. 38.000 một quần cho mọi người dồn đơn. Chứ còn kể cả hai quần bên em cũng không đi đơn đâu, mà phải là hai quần và kèm với sản phẩm khác thì bên em mới đi đơn nhá các chị nhá. Mọi người thả tin, thả like và chia sẻ livestream giúp em nhá. Nhà em còn nhiều hàng lắm luôn. Đây này các chị nhìn này. Ok. Ngô Thái là 38.000 và mọi người xem livestream của em 2 năm nay thì không có một cái live nào mà em không mặc cái ngô Thái này cả, lúc nào cũng mặc ở bên trong để livestream ấy, được chưa? Kiểu em mã này là váy tay gập, đến giờ phút này là bán hơn 2.000 váy rồi. Chị nào nhận được hàng rồi cho em xin phản hồi nhá. Đây. Em nói thật là tự tin là livestream đầu tiên, bây giờ thị trường nó ra hàng rẻ rất là nhiều. Thế nhưng mà em chỉ nhập đúng một loại này chứ em không nhập hàng rẻ hơn nhá. Nói điều mất lòng luôn, em chỉ nhập đúng một hàng này thôi. Mặc dù em biết là chỗ khác có thể nhập được rẻ hơn, nhưng mà tính em bán một loại là chỉ bán một loại thôi, không có bán lằng nhằng nhiều loại. Ví dụ em mã này là tay gập màu xanh lá, màu này cho em là tay gập xanh dương, màu này cho em là tay gập cam, màu này cho em là tay gập đen và màu này cho em là tay gập tím. Tay gập kèm màu kèm số điện thoại, mọi người nghe rõ nhá. Tay gập kèm váy, tay gập kèm màu kèm số điện thoại. Hôm trước là em bán 188, nhưng mà bởi vì là em bán hơn 2.000 con cho nên là thôi xin phép like này. Em sẽ bán cho mọi người là 185.000, được chưa? 185.000, thật sự là em lãi bèo kinh khủng. Lãi không bằng một cái áo phông 75.000 là có thật luôn ấy. Kiểu em là váy tay gập xanh dương, váy tay gập xanh lá, váy tay gập cam, váy tay gập đen và váy tay gập tím. Có tất cả là 5 màu nhá, chị nào lấy thì chốt luôn nhá. Váy này hôm qua có cái chị khách mà bán hải sản của em ấy nhắn tin riêng cho em một Zalo ở Linh ơi. Váy này đẹp quá, mặc mà ai cũng hỏi mua ở đâu. Thề. À xong rồi em có up story ấy, các chị vào story là thấy nhá. Váy tay gập kèm màu kèm số, màu xanh lá này, nhìn kỹ màu nhá, màu tím này, màu đen, màu cam và màu xanh dương, được chưa? Hai váy tay gập ok chị này, nói chung là đơn nhiều nha, em sẽ không đọc chốt đơn bất kỳ ai đâu. Mọi người cứ lên mã kèm số điện thoại là có đơn, chứ mọi người đừng có chờ em đọc. Đừng có chờ em đọc tên, bởi vì các chị mà chờ em đọc tên là sẽ không có đơn đâu nha, các chị lưu ý nha. Túi chị ơi, túi nâu mã là gì vậy ạ? Túi nâu thôi nha. Em qua bộ tiếp theo. Rồi bây giờ em xin phép lên set vest. Lấy em cái set vest đi, không biết Ngọc có để đâu nhỉ? Set vest ở đâu nhỉ? Set vest đi, các màu hình như là ở đâu nhỉ? Đâu ta? Xem bên kia có không? Hay là ở bên dưới đi nhỉ? Có set vest nha mọi người ơi. Váy mới up, em xin lỗi là hàng không về kịp chị ạ. Váy tay gập kèm màu kèm số điện thoại. Đến giờ phút này like lại vẫn hot nhỉ. Vẫn đơn, toàn đơn không chứ em không thấy. Em không thấy cái gì ấy luôn ấy. Đây nhá, phông mặt cười 84.000. Hàng phụ kiện tàu tranh thủ chốt không là hết. Được chưa? Đây set vest đây. Màu đầu tiên là màu cốm. Đây set vest em vẫn còn đủ màu nhá. Có màu đen à, nên lấy cho màu đen. Màu thứ hai cho em là màu nâu. Màu thứ ba cho em là màu sữa và màu cuối cùng cho em là màu đen nhá. Anh cứ lấy mỗi màu một set xuống đi em đỡ phải tháo ở đây. Set vest kèm màu kèm số điện thoại. Ai đang xem livestream ở đây nhận set vest, mua set vest nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi nha các chị nha. Ai đang xem livestream ở đây nhận set vest, mua set vest nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi được không ạ? Mọi người nhá. Thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em với. Thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em với nha các chị ơi. Nha mọi người ơi.
Nhận xét vét đẹp lắm luôn. Em cảm ơn chị Phương Hoa này. Đấy, mọi người đọc comment nhá. Túi là 217.000 chị ạ. Chia sẻ live stream cho em với ạ. Váy suông cổ tròn về chưa chị? Váy suông cổ tròn là váy gì ta? Là váy gì ta? Xét vét mặc như doanh nhân thành đạt. Em cảm ơn chị Mỹ Linh này. Em thề hôm trước cũng có một khách bảo là mặc xét vét như xét vét nhà chị xinh xỉu 65 cân mặc thoải mái. Cảm ơn Linh Linh nhá. Xét bò lên chưa chị Linh? Chị lên 2 lần rồi. Xét vét nhà Linh hơi bị đỉnh luôn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Da hơi ngăm mặc xét vét màu cốm hay đen đẹp hơn? Em nghĩ là màu cốm sẽ đẹp hơn nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên xét vét. Và hôm nay em bán cho mọi người một cái giá mặt trưa, bây giờ em bán luôn được chưa? Xét vét cái hai màu đen à. Bỏ cái này đi, cái này là hàng bọn người ta có cái đơn được cho. Đây nhá, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người set vest màu đen đi. Màu đen này. Lên set vest luôn, em bóc từ túi ra là em mặc luôn nhá. Em không có lá lủng gì đâu. Hàng em là không có lá trước khi live stream đâu nhá. Đây, bây giờ em sẽ mặc luôn. Em dám tự tin nói với các chị là cái set này em live stream đầu tiên trên thị trường. Và bây giờ bắt đầu thị trường mới ra cái set này rất là nhiều. Tuy nhiên là form với cái chất thì nó không giống của em đâu. Mỗi nhà bán một kiểu. Và cái giá em mang đến đối với cái chất liệu này là em cam kết rẻ nhất thị trường cho các chị. Và hôm nay em bán cho mọi người với giá là 177.000 một set. Cú pháp cho em là set vest kèm màu kèm số điện thoại nhá. Cú pháp là set vest kèm màu kèm số điện thoại 177.000. Em thì em nghĩ là chắc là em bán nốt line này một line nữa chắc là em bỏ mẫu được rồi. Thật ra là bây giờ một ngày vẫn đi mấy trăm set nhưng mà em cảm thấy rằng là nó hơi bị nhàm ấy, em bán nhiều quá rồi. Line nào cũng bán cảm giác nó bị nhàm chán rồi đấy. Màu em đang mặc là màu gì? Là màu đen. Bây giờ em sâu đủ màu cho các chị nhá. Màu em đang mặc là set vest đen là màu gầy nhất. Màu thứ hai cho em là set vest gì ạ? Set vest cốm. Màu thứ ba cho em là gì ạ? Là set vest nâu. Và màu cuối cùng cho em là gì ạ? Là set vest sữa nhá. Bốn màu tất cả 177.000. Giá cũ em bán là 184-183.000 một set. Thế nhưng mà set vest nhà chị mặc gọn lắm. Hôm nọ em mặc đi chụp ảnh kỷ yếu với con mà bao nhiêu phụ huynh hỏi chỗ bán đấy chị ạ. Đấy mọi người thấy chưa? Cảm ơn em nhá. Set vest nhà chị mặc gọn lắm. Hôm nọ em đi mặc chụp kỷ yếu với con mà bao nhiêu phụ huynh hỏi. Nói chung là mua hàng nhà em nhiều người hỏi lắm. Mọi người yên tâm. Được chưa? Nhiều khi ở mình mặc đồ mà có người hỏi mình cũng sướng đúng không? Vì hiểu một cách đơn giản rằng là chắc chắn là mình mặc đẹp thì người ta mới hỏi. Chứ còn mình mặc xấu thì ai thèm hỏi là cái gì? Đúng không? Set vest nợ sữa này, set vest đen này, set vest gì ạ? Set vest cốm và set vest nâu. Bây giờ em sẽ mặc thêm cho màu sữa. Màu này em cũng cực kỳ thích luôn, chỉ có điều là em ít mặc thôi. Chứ màu này mặc hơi bị đẹp. Bây giờ em mặc thêm màu sữa cho các chị nhá. Đấy, khách bảo là mặc đi chụp kỷ yếu với con mà bao nhiêu phụ huynh hỏi mua ở đâu á. Mọi người thấy không? Thả tin, thả like và chia sẻ live stream cho em để không biển comment nhá. Thiết kế của quần là đằng sau chun, đằng trước là cạp thường và một bên sườn này là có khóa nhá. Nhưng mà như em mặc thì em kéo xuống luôn chứ em không cần phải kéo khóa, em vẫn chui ra được. Còn ví dụ như chị nào mập hơn thì có thể là kéo khóa để dễ chui vào hơn nhá. Áo tay gập là mã gì ta? Túi mã là túi nâu chị ơi. Có 500 con thôi, em nghĩ là hết rồi, chắc là không còn đâu. Em nói thật đấy. Bởi vì em số lượng nói chung là 500 con nó cũng không bõ bèn gì so với cái thời gian mà các chị chờ đợi ấy. So với cái thời gian mà khách đã chờ đợi em về cái túi này mấy tháng rồi. Cho nên là bây giờ mà khi mà em về một cũng có đến mấy tháng đâu, mới cách đây khoảng tầm 3 tuần là em về được 200. Đấy. Rồi bây giờ là về thêm 500. Mà đúng là thật là cứ một livestream là like trước nha. Là em về được 200 và em sau đấy em bán một livestream là hết sạch và em còn phải hủy đơn nào. Em còn phải hủy mất 46-47 đơn là không có túi. Đây nhá, đẹp chưa? Màu em đang mặc là màu sữa. Ôi dồi ôi. Khách bảo em là cái set vest này mặc lên như doanh nhân thành đạt đấy. Đấy mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Chân váy bỏ ra em có nhá, mới về thêm. Đây. Được chưa? Set vest sữa kèm số điện thoại, set vest sữa kèm số điện thoại, set vest nâu kèm số điện thoại, set vest cốm kèm số điện thoại và set vest đen kèm số điện thoại. 177.000 trong livestream này. Chị nào lấy thì chốt nốt nha. Em qua mẫu đây, em mặc hai màu thôi. Chứ em không mặc được bốn màu đâu. Áo là thoải mái đến 70 cân, còn quần là thoải mái đến 65-66 cân. Khách của em bảo là 65 cân thoải mái và thật sự là cái set này mặc cực 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 kỳ gọn luôn. Cho em xem chân váy bò dài. Ok, chân váy bò dài đây. Chân váy bò dài em có tất cả là hai màu, là màu đen và màu gì ạ? Hai màu là màu đen và màu xanh nhá. Ô không biết cái màu đen đi đâu rồi nhỉ? Đây. Màu xanh đây, đen đâu ta? Không biết màu đen đâu rồi. Hôm nay là em có chân váy kaki dài này, em có quần Q10 này, em có chân váy bò có mã là CV9. Anh ơi. CV9 này là có hai màu đen xanh mà không biết cái màu đen ở đâu rồi, để em lên em lấy thêm cái nữa nhá. Được chưa? Set vest kèm màu kèm số điện thoại 177.000. Em nói thật, các chị đi nhập giá này còn khó. Đừng nghĩ đến cái việc các chị đi mua lẻ với giá này.
đi nhập vào nhà này không có đâu, bởi vì một cái áo vest này là người ta bán rẻ nhất cũng là 14 thôi. Đây là cả bộ thêm một cái quần, mà cái quần này các chị mặc như cái quần short bình thường luôn, chứ không phải là cái quần kiểu quần ngủ hay là quần này đâu, chứ phải là nhiều quần của các đồ bộ cotton bình thường đâu, mà quần này là của set vest. Cho nên là mọi người mặc như một cái quần đùi, mà kiểu quần đùi thiết kế mà để mọi người phối với áo sơ mi các thứ luôn ấy, được chưa? Cái này gọi là sơ mi chín, chờ thì em lấy thêm màu đen nhá. Màu đen để đâu rồi ta? Vẫn đơn set vest ầm ầm luôn nhỉ. Nó cái set này em chưa thấy giảm nhiệt được giờ phút nào luôn. Nhớ mua áo ngực nhà em nhé. Em xin các chị đấy. Thật ra là em không xin thì nó cũng đắt hàng lắm rồi đấy. Nhưng mà em nói thật là em khuyên các chị là nên mua áo ngực nhà em. Cao điếc mà thành cam luôn. Còn các chị mặc cam thì nó sẽ thành bưởi. Mà em á, ba mươi mấy năm nay, tất nhiên là không phải là mặc áo ngực từ lúc 1 tuổi, nhưng mà mười mấy năm nay khi mà bắt đầu mặc áo ngực ấy, thì chưa bao giờ em mua được một cái áo ngực nào mà nó hách ngực, tức là nó ảo ấy, nó làm như kiểu mình có ngực thật nhưng thực tế là không có, nó đẩy lên ấy. Và từ nãy giờ em đi đứng em thay đồ cho em không hề lấy tay kéo ngực lên hay như thế nào nha, chưa hề nha. Nguyên sĩ này đi đi lại lại mặc đồ từ nãy đến giờ nó vẫn như thế luôn, ảo kinh khủng luôn ấy. Áo này có 3 màu, màu da, màu đỏ và màu đen, 3 size, 34, 36, 38 nhá. 98.000. Giá niêm yết của công ty là 199. Lấy cho em một cái CV9 CS đen đi, CV9 màu đen CS, được chưa? Em qua mẫu nha. Ok, chị nhầm số điện thoại, chị cứ lên lại số giúp em, thấy chưa? Khe khủng như đúng rồi, thật ra chả có tí vẹo nó luôn, thấy chưa? Tiếp này, bây giờ em sẽ lên cho mọi người. Lên gì nhỉ? À, lên váy trơn, váy tăm trơn, em đã bán được rất nhiều. Đây này, váy tăm trơn. Anh ơi, lên lấy cho em mấy cái váy tăm trơn, lấy cho em một cái màu đen, một cái màu bò. Váy trơn, à váy tăm ấy, váy tăm ấy, không phải váy xoắn. Váy tăm đen bò. Váy tăm đen bò, lâu lắm rồi mới. Đây, trong lúc chờ đợi, em sẽ mặc cho mọi người đây. Cái này là CV9 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nha, bên chút size. CV9 đây này, màu đen và màu xanh. Cái hàng này này của em nhập vào đã là hơn 100.000, 100 mấy chục nghìn một cái váy này rồi. Còn cách đây 3 ngày, một xưởng bò của hàng Việt Nam mình ấy mời em cái chân váy như này, tất nhiên nó là hàng xấu hơn, mời em nhập vào chỉ có 70.000 một cái váy này thôi. Em thề em nói đưa mất gặp luôn. Nhưng mà tất nhiên khi mà em đã mặc với cái, em đã mặc, em đã bán cái mã này rồi thì tất nhiên em không thể nhập cái hàng rẻ hơn về xong rồi bán độn cho các chị. Em không bao giờ làm như thế. Nếu như mà có nhập hàng rẻ hơn thì em sẽ nói rõ. Thế nhưng mà quan điểm của em là một cái váy hơn 100 nghìn như này là nó quá rẻ rồi, nên chẳng cần phải rẻ hơn nữa đâu. Rẻ như là chất lượng như này là quá ok rồi. Rẻ hơn nữa mà chất lượng không ok thì cũng không để làm gì cả, đúng không? Chân váy em đang mặc có mã là CV9, có 3 size SML và quan trọng là form nhà em đến 65 cân chứ không phải form 5 mấy cân như ở trên thị trường nha các chị nha. Váy tăm trơn đúng không? Ok. Bây giờ nhá, kiểu em mã này là CV9 kèm màu kèm size. Linh ơi, mặc đọc mã áo dây em đang mặc đi. Dạ, áo dây em đang mặc có mã là áo dây thái đen chị nhá. Có hai màu là màu trắng và màu đen. Và chỉ có giá là 30.000 một áo thôi chị ạ. Em có màu trắng và em có màu đen này, 30.000 một áo. Cứ mỗi một live stream là em bán được 400 con. Thế nhưng mà mấy cái live vừa rồi là em không mặc. Mấy cái live vừa rồi là em mặc áo mút. Thế nên thành ra là cho ta xin cái dao. Dao xanh ấy. Không phải dao đấy đâu. Đây, dao xanh này. Đổi à? Buồn ngủ quá à, không chịu được à? Mày có biết chia sẻ không? Nghe sao sớm đấy. Này. Đây nhá, bây giờ em cúc vào cho mọi người xem này. Em vừa phải cắt khuyết về cái chân váy hôm nọ, không thấy đâu cả. Chia sẻ mạnh lên này. Cúc tạm một cúc thôi nhá. Em cắt nhưng mà cắt cũng không đến, cắt không tới, cắt kiểu nó rồi, ok. Ví dụ em mã này là CV9 kèm màu kèm size hoặc CV9 kèm màu kèm cân nặng nhân viên chút size. Em có 3 size SML 40 đến 65 cân đổ về là mặc được. Tại vì sao? Tại vì chân váy này của nhà em nó là có chun. Toàn bộ từ đây kéo đến đây nó là chun nhá. Đây này mọi người nhìn rõ không? Từ đây kéo ra đến đây nó là chun. Chứ còn riêng mà không có chun thì không bao giờ có cửa mà mặc đến 6 mấy cân đâu. Không có chun chỉ mặc đến 55 cân là kịch cả kịch xà rồi. Ví dụ em mã này là CV9. Mã này ít nhất mùa này em phải bán trên 4.000. Bán mấy tháng này rồi, được chưa? Ví dụ em là CV9 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với sơ mi kaki nhá. Em sẽ mặc cái CV9 này với sơ mi kaki cho các chị xem. Trời ơi, không có người phụ like chắc tôi chết quá. Hàng hóa tùm lum này bây giờ không biết ở đâu mà
mà mặc mẫu cho mọi người luôn á. Trời, đây may quá, đây rồi. Samikaki nhá, Samikaki like này mới like đúng mới lên đúng một lần. Áo đấy rẻ mặc đẹp, em cảm ơn chị nhá. Có 30.000 mà mặc nhỉ. Em nói thật chứ, 30.000 mà mặc, mọi người mùa hè mà đi biển các thứ hay là đẹp, mỗi tội ở xa. Chị ơi, em bán hàng online mà xa gần quan trọng gì đâu, miễn là chị ở Việt Nam là em sẽ bán được cho chị. Còn ví dụ như là chị ở nước ngoài thì em chịu, chứ còn chị ở Việt Nam thì xa gần quan trọng gì nhà em, làm gì có cửa hàng đâu. Nên là các chị dù có ở Hà Nội thì cũng chẳng được qua shop để thử hàng đâu, ở đâu thì cũng mua online, cũng nhận ship hàng hết, cũng mua online hết, được chưa? CV9 không có màu bò chị ơi, nó là màu xanh và màu đen mà chị, nó làm gì có màu bò đâu. Màu bò là màu gì, cả hai màu nó đều là váy bò mà, nhưng mà bò đen và bò xanh khác nhau á chị. CV9 bò đây nhá. Em đang mặc khổ lắm, em không mở được cái chân váy ra để đóng thùng cho nó tử tế. Kiểu em mã này là sơ mi thôi, phải mở ra đi nhìn kinh quá. Nhét nhìn thấy ghế thì gớm luôn đấy. Đây, để em mặc hẳn hoi vào nhá. Áo mút 65 cân mặc được không? Áo dây mút đó chị, áo dây mút chỉ tầm 60 thôi chị ạ. 65 cân là nhét và hơi khó đấy. Nó vì là nó bó ấy. Đây, chỗ này là chưa cắt khuyết được cho nên là nó hơi bị bùng. Cái áo kaki này like đầu tiên em bán được 500 con, like tiếp theo bán được 500 con nữa. Vì là cái áo kaki này em mặc vào cái chân váy kaki nó hot quá. Đây này, mọi người thấy chưa? Chưa kéo quá, trời ơi. Kiểu em mã này là CV9 đen hoặc CV9 xanh, kẹp size hoặc kẹp cân nặng nhân viên chút size. 100 bao nhiêu ạ? 100, ghi giá con này này, 136.000. 136.000. Hiền Hiền ơi, nhân viên gọi cho em tên là gì em có biết không? Đây, 136.000. Và áo em đang mặc gọi là sơ mi kaki sữa, nâu và cốm, 118.000. À 100, hôm nay bán 116. CV9 xanh và đen, 3SML, 136.000. Em qua mẫu nhá. Rồi bây giờ em sẽ mặc với chân váy kaki luôn nhá. Nhân tiện đang mặc cái này em sẽ mặc với chân váy kaki luôn cho các chị nhá. Được chưa ạ? Lên áo lót không ạ? À? Áo ngực thì em mặc bên trong rồi. Riêng chị Linh thì bán hàng rất dễ thương. Cảm ơn em nhá. Không dễ thương người ta chạy mất dép. Nhân viên thì nhiều khi em không có kiểm soát hết được, tại vì nhà em nhân viên đông. Nhà em bây giờ nhân viên là gần 40 nhân viên rồi, thế nên là nói thật là có những khi thì cũng không thể nào mà mình cũng không kiểm soát hết được ấy. Thế nên là nếu mà có vấn đề gì ấy thì mọi người cứ đây này, cái set này này, mặc vào này. Ôi giời ơi. Thì mọi người cứ phản ánh nhá. Không có vấn đề gì cả. Sơ mi kaki sữa mặc với chân váy kaki sữa. Nhức cái nách luôn. Nhức cái nách luôn. Thề. Này mọi người nhìn này. Đó, thấy không? Đấy. Cái set này mặc vào nó sang kinh khủng khiếp. Em phải nhấn mạnh lại là nó sang kinh khủng khiếp luôn. Mặc nó kiểu, tức là nó giống, thì nó là, thực ra là nó cùng một chất. Nhưng mà em bán rời. Còn các chị thích thì các chị mua cả set, chứ em không bắt khách mua cả set nha. Cái này mọi người thích mua mình áo cũng được, mà mua mình nhân chân váy cũng được. Đây. Thấy chưa? Mặc nó sang gì đâu, trời ơi, lúc nãy em mặc cái set này mà view lên là mầm luôn. Em đi cái giày thể thao là luôn cũng được, không nhất thiết phải đi guốc nha. Đấy, tại vì cái set này trẻ, mọi người đi cái gì cũng được. Hai bên là nó diện, nó có túi này, đó, thấy chưa? Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Ghi hiểu em mã này là sơ mi kaki sữa, sơ mi kaki nâu và sơ mi kaki cốm, 116.000. Còn sệ chân váy kaki này là 106.000. Bao giá thị trường luôn mà nhớ kiểm hàng trước khi nhận nhá. Hàng nhà Linh quá đỉnh, giới thiệu bạn bè mua quá trời. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nhá chị Dung ơi. Em cảm ơn chị ạ. Ví dụ em là set vest 65 cân chắc chắn vừa chị ơi. Đấy, sơ mi kaki là có 3 màu và chân váy cũng có 3 màu luôn. Chân váy này mọi người sẽ mặc được thành cả cái set này nhá. Mọi người mua áo nâu, mọi người mặc với chân váy nâu cũng là thành một set, giống như cái set mà hôm qua em mặc chụp ảnh quay tôi TikTok ấy, thì là chính là cái top ấy, thì chính là cái này. Còn nó có cả màu đen nữa. Hôm đầu tiên em bán là chỉ bán mình màu đen thôi, còn hôm nay mới về thêm 3-2 màu này. Chân váy kaki đen, sữa và nâu 106.000. Sơ mi kaki nâu, sữa và cốm 116.000. Hôm đầu em bán 118.000 nhá. Nên là hôm nào mà rẻ hơn được thì là mọi người tranh thủ chốt đi nha. Được chưa? Sơ mi kaki và chân váy kaki kèm số điện thoại. Trời ơi, thật sự là xuất sắc đấy mọi người. Thật sự là xuất sắc đấy. Mọi người nhá. Được chưa?
chân váy kaki chị ơi, thấy em comment không? Có thấy nha em ơi, chân váy kaki kèm màu kèm size, sơ mi kaki kèm màu kèm size nha. Không à, không có size, em xin lỗi, không có size. Không có size. Hàng free size này, váy 80 cân cũng vừa, áo 68 70 cân không. Áo này 70 cân vừa, lúc nãy có khách comment bảo 70 cân vừa cho nên bây giờ em sẽ nhận đơn 70 cân vừa đây này. Áo là 70 và váy là 80. Không cần phải có size nha. Bây giờ em mà không biết tên nhân viên đấy thì chị cũng không biết phải xử lý như thế nào em. Ví dụ như em biết tên ấy thì chị có thể xử lý được. Xét chị mặc còn chứ đang live stream ở đây mà lại không còn thì mặc làm cái gì. Xét chị mặc gọi là sơ mi kaki và chân váy kaki cộng số điện thoại là có đơn em nhá. Là ra cả cái set này luôn nha. Chị ơi thấy em không có thấy nha Thúy Phan ơi. Mọi người thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em nhá. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho mọi người cái set, quay lại cái set mà cực kỳ hot tối ngày hôm nay. Cái set này nhà bây giờ nói thật là bây giờ em mà lấy được cái set này là em cũng chết mẹ em luôn á. Bây giờ nó để tùm lum như thế này là em chết luôn thôi. Em mặc luôn cái màu đen ở đây nhá. Mày ơi bây giờ làm thế nào? À quên, đang bảo lên cái này. Từ từ. Lên cái váy tâm này. Váy tâm này hai like vừa rồi không lên bởi vì hết hàng. Váy tâm này này. Hai like vừa rồi em không lên bởi vì hết hàng đây này mọi người ơi. Đó, đẹp chưa? Váy tâm thì em này, xuất sắc chưa? Ai nhận hàng váy tâm thì em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Đó. Váy tâm nhá, váy này hôm đầu tiên mở pass hôm cái hôm đấy em like là em bán được bao nhiêu váy nhỉ? 1.000 à. Nói chung là em bán được nhiều nhưng mà em không nhớ tại vì nhà em nhiều hàng quá. Tóm lại là khi mà em đã mặc đầu live stream thì các chị cứ yên tâm chắc chắn là. Đây nhá. Mọi người nhìn này. Cái gì cơ? Anh đưa ra đây cho em chứ làm sao mà em đọc được. Váy tâm này chất đẹp lắm, em mới nhận hôm nay. Váy tâm hôm nay em nhận với cam với nâu xinh xỉu nha chị Linh. Thích nhất là form dài ơi là dài luôn. Cảm ơn em nhé mọi người thấy chưa. Khi mà lên một cái mã nào mà khách khen mã đó thật sự là cảm thấy sướng lắm mọi người. Kiểu như là lên cái gì là khách người ta khen cái đấy, cảm thấy nó hạnh phúc cực kỳ luôn. Váy tâm từ có hai màu mặc bao thích, form đẹp nữa. Em cảm ơn chị Kim Sa Lê nha, các chị thấy chưa. Em lên cái gì là khách khen cái đấy. Còn nếu như những cái người comment này mà không phải là khách của em mà em nhờ comment hộ này, rồi em nhờ comment dạo này, rồi em lấy nick ảo comment á. Hả? Không, là em mất sạch lọc, không bán được hàng, không có bán buồn gì nữa. Váy này mình nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Váy tâm hôm trước nhận màu cốm xinh dã man. Đấy mọi người thấy chưa. Ôi sao mà lắm comment quá vậy. Các chị không đi ngủ à? 12 giờ rồi vẫn 1.200 người xem, sợ quá. Ví dụ em mã này màu em đang mặc là váy tăm bò. Lúc nãy có một khách comment bảo là trời ơi em nhận cái váy tăm mà em không nghĩ nó là 118.000 luôn á. 118.000 trong live stream này, được chưa? Mua đâu rẻ hơn, mạnh dạn quay đây, hoàn hàng lại nhá. Váy tăm kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu bò, là màu thứ nhất. Anh đứng dậy treo cho em cái màu bò là màu cái này đi. Váy tâm màu em đang mặc là màu bò là màu thứ nhất. Màu thứ hai cho em là màu cam. Treo cho em cái màu đen. Màu thứ ba cho em là màu nâu. Và màu thứ tư cho em là màu cốm. Được chưa? Và màu cuối cùng cho em là màu đen. Có tất cả là bao nhiêu màu? 5 màu tất cả. 118.000. Mọi người thấy không? Khi mà em lên một phát là ít nhất là có 5 người vào comment khen. Còn không thấy người nào chê thì có nghĩa là nó không xấu rồi. Chứ đó mà xấu thì em thật sự là không đứng được ở đây. Với 12 giờ đêm và 1.200 người xem thì mọi người biết là có uy tín hay không rồi, đúng không ạ? Váy tâm kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu bò, form to 80 cân đổi về mặc được. Và quan trọng là khách thích nhất khi mua hàng nghe em ấy là em bán form dài. Nhiều người đăng ảnh thì là ảnh mẫu hot girl thì ai cũng đăng, em cũng đăng. Em đăng là để mọi người biết là em có mẫu đấy. Chứ còn em bán là em luôn luôn khuyến khích là mọi người phải đặt hàng qua live stream. Chứ kể cả mọi người có inbox bên em không nhận đơn mà. Mà qua live stream là mọi người phải nhìn trực tiếp thì mọi người mới đặt, đúng không? Em cao 1m6 và em mặc dài nhanh cơ mà. 1m7 mặc vẫn đến đây, được chưa? Váy tâm màu em đang mặc là màu bò. Màu thứ hai cho em là màu đen, là màu siêu gọn. Màu thứ ba cho em là màu cam, màu cam. Màu thứ tư là màu nâu. Và màu cuối cùng là màu cốm. Mà bây giờ em sẽ mặc màu cốm cho mọi người xem. Em nói luôn là quá ok luôn Súp ơi. Rồi ơi, chưa ngủ à bà nội? Giờ này còn quá ok luôn Súp ơi, chết mất. Kìa em mã này là gì ạ? Váy tâm kèm màu kèm số điện thoại nha. Còn Q99 không? Dạ em còn. À không phải, chứ bây giờ trả lời nào cho đúng. Nay mình nhận được hàng đẹp lắm mà có một áo bị lỗi. Chị ơi ngày mai nhá, ngày mai chị gọi vào số điện thoại hotline báo nhân viên xử lý lên đơn đổi cho chị nhá chị nhá. Nếu như mà chị gọi một cuộc chưa được thì chị gọi giúp em 2-3 cuộc, gọi lúc nào mà nhân viên nó xử lý cho chị thì thôi nha. Nếu mà vẫn không xử lý thì cứ vào live stream của em mà comment. Nói gì? Ừ nhở. Em ơi thằng này mồm thơm vãi luôn ấy. Em đang nghĩ
bộ B hạng B7. Bộ B7 là bộ gì anh? Đố anh biết đấy. Đây, B7 ghi cổng đoán nhé. Lên đi. Đấy là B7 á? Đã thế. Bộ nào? À ừ, bộ B7 về rồi. Ôi dồi ôi, khách còn nhớ mã mà em không nhớ luôn. Anh nói thật chứ em không nhớ nổi luôn á. Đẹp chưa? Màu em đang mặc là màu cốm, là màu em thích nhất. Nói chung là năm nay em bị cuồng màu cốm nhiều hơn màu nâu. Màu nâu là cái màu rất là hợp với em Linh. Thế nhưng mà năm nay ý, thì em lại thích màu cốm. Em gọi liên tục không ai biết máy. Em ơi, giờ này không có ai nghe máy nữa. Em phải gọi vào giờ hành chính và ngày hành chính giúp chị em nhá. Được chưa? Anh ơi, em bán hết sạch 500 cái túi rồi. Sợ nhỉ? Em phục về độ bán hàng của em luôn ấy. Trộm vía. Đây. Đây. Đẹp không? 118.000 một cái váy. Linh Rin có bán. Mua được ở đâu là rẻ hơn. Quay đây kiện. Quay đây kiện luôn. Ở Linh ơi, mồm mày lúc nào lên live stream bảo mày bán rẻ nhất. Nhưng mà tao thấy chỗ khác bán có bao nhiêu. Thật nha. Còn nếu mà đẹp thì nhớ khen cho em với. Đây. Váy tăm cốm kèm số điện thoại. Em sâu lại màu một lần nữa này. Màu em đang mặc là màu cốm, là cái màu em thích nhất. 118.000 một váy. Màu thứ hai cho em là màu đen. Màu thứ ba cho em là cái màu bò mà em vừa mặc ấy. Màu thứ tư cho em là màu gì ạ? Là màu cam. Và màu cuối cùng cho em là màu nâu. Váy tăm kèm màu kèm số điện thoại 118.000. Và khi em lên mà giờ phút này là 12 giờ rồi nhá. Quá trời khách vào khen và trời ơi, nhận được cái váy tăm đẹp lắm rồi, mặc mua 3 màu rồi, đẹp lắm rồi, đủ các kiểu luôn. 1m52 mặc là dài đấy. Thế nhưng mà một là mình có thể thích mặc dài thì mình mặc. Còn nếu như mình không thích mặc dài mình có thể mang cắt đi. Và chị cũng không cần phải ra tiệm cắt đâu chị ơi. Vì váy này người ta không vắt sổ. Chị nhìn nhá. Váy này người ta... có vắt sổ à? Em nhầm, có vắt sổ. Cái này có vắt sổ. Chị ra gì? Chị ra tiệm, chị bảo người ta cắt xong rồi chị gì? Chị bảo người ta bảo là chị ơi lên cho em mấy phân đó. Thì người ta sẽ lên cho mọi người luôn. Em nhớ có một cái váy không vắt sổ mà nhỉ? À đây này. Cái xoắn này mới là không vắt sổ này. Còn cái tăm này là có vắt sổ nha các chị nha. Váy tăm kèm màu kèm số điện thoại. Áo phông đi chị ok. Lên quần vải đi Linh ok. Được chưa? Chia sẻ live stream thả tin thả like giúp em. Bây giờ em Linh sẽ bắt đầu lên quần xịn. Quần xịn về hàng rồi nha. Lên luôn. Cái này là váy tăm 118.000. Qua mẫu. Anh ơi quần xịn của em đâu? Quần xịn. Ở đây mới có 3 màu thôi. À cái này về hàng thêm này. Giờ em sẽ lên cái này. Một người thương yêu thế xưa. Cái gì? Tà ren ten 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 ten. Đẹp chưa này? Tại Linh bảo màu cốm đẹp. Mọi người thấy chưa? Khách của em đã đặt màu lâu rồi. Nhưng mà bởi vì em nói em thích màu cốm nên người ta đổi sang màu cốm các chị ạ. Chết nó thôi. Váy xoắn á. Tí nữa em lên lại nhá. Vì lúc em lên rồi. Mọi người thấy không? Quả áo ngực nhà em không? Đi đứng chạy nhảy thì từ nãy đến giờ là em chưa hề kéo lên một tí nào luôn á. Thấy chưa? Livestream này các anh con trai đừng xem nhá. Em chỉ bán cho con gái thôi. Con trai bán mua không bán đâu nha. Ôi vừa mới chốt đơn hôm trước, hôm nay lại phải tốn tiền rồi. Có những khách của em nhá, live nào cũng mua. Em thề luôn là live nào cũng mua. Không có một cái livestream nào mà người ta bỏ lỡ luôn ấy. Còn người ta mua về để làm gì thì em không biết. Tại vì em nghĩ là mặc không hết đâu mà. Đến bản thân em Linh còn không mua nhiều quần nào đến như thế luôn. Mà kiểu bởi vì em sống trong cái môi trường này rồi nên là em thật sự là như kiểu là giống như kiểu là lãnh cảm rồi. Kiểu như là với quần áo là mình cũng không có cảm xúc mấy đâu. Đẹp thì tất nhiên là nó đẹp. Nhưng mà bảo là mã nào về mà cũng lấy mặc thì không có. Không có đâu. Cái nào thích em mới lấy. Có tất nhiên là em thấy đẹp thì em mới nhập. Nhưng mà phải thật thích thì em mới lấy mặc. Chứ các chị bảo là bây giờ bán hàng mà bây giờ cái gì nhập về cũng lấy mặc thì có mà vỡ mồm luôn ấy. Có mà thôi, bán hàng không còn đủ. Đợt này giao hàng nhanh thật. Trời ơi yêu thế nhở. Cứ đọc cái comment nào mà khen giao hàng nhanh là em sướng. Vì nhà em lúc nào cũng bị khách chê là giao hàng chậm. Nhưng thật ra nhà em giao hàng chậm không phải là do công ty giao hàng chậm đâu. Mà do nhà em là thiếu đơn nên là đi đơn chậm. Đấy, lý do nó nằm ở chỗ đấy mọi người ạ. Bị nghiện không mua không được nhỉ. Mua vì đam mê á. Mọi người nhớ theo dõi kênh Top Top của em nhá. Kênh top top của em là LinkRin223. Mọi người theo dõi để tương tác với nhau nhé. Xong rồi để biết đâu đấy một ngày đẹp trời em lại livestream ở bên đấy thì sao. Mình cứ tính như thế. Biết đâu được 1-2 năm nữa kiểu thế nha. Đấy đẹp chưa. Logo trời ơi 31 tuổi mặc lên như này. Còn có hai mấy chứ mấy nhờ. Còn có hai mấy chứ mấy. Đây. Em buộc lại cái tóc nhé. Hơi bù xù. À hôm nào em chỉ cho mọi người cái dùng cái có mình điểm danh like nào cũng tốn tiền rồi. Bà thì tôi biết rồi, tôi nhớ cả tên bà luôn rồi đó. Biết rồi.
Xét bò em lên 2 lần rồi chị ơi, chắc là không lên nữa đâu, bởi vì là không không còn hết hàng rồi. Đấy nha, bây giờ em buộc cái tóc đã nha. Sau đấy là mình lại tiếp tục chiến đấu nhá. Mình sẽ chiến đấu với nhau đến 1 giờ nhá. Chơi không? Tại vì là sau live này em lại nghỉ 3 ngày. Anh nhở? Sau live này em lại nghỉ 3 ngày ấy. Nên là một lần live stream em sẽ live lâu đấy. Phong logo kèm màu kèm số điện thoại. Phong logo, anh ơi đứng dậy lấy đủ màu cho em ơi. Phong logo kèm màu kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu trắng. Và em có tất cả là 3 màu nha. Phong logo hôm nay chốt trong live cho mọi người là bao nhiêu ạ? Đây. Ví dụ như các chị đi chơi sương sương, đi du lịch sương sương, check in sân bay sương sương. Ủa ôi, mặc này trẻ thế. Che cái mặt đi là trẻ này. Che mặt đây này. Che mặt như này trẻ này. Nhờ. Lên nào gấu Mickey đen đi chị. Phong logo kèm màu kèm số điện thoại. Hôm nay về thêm màu mới. Màu này gọi cho em là màu gì ạ? Màu xanh lá. Phong logo xanh lá. Phong logo màu này là màu gì? Màu vàng. Hả? Đúng. À ừ. Quả bột tắm hôm qua em mới tắm xong, chất lượng như lời đồn nha chế ơi. Cảm ơn em nhá. Còn chậm hơn của em ấy. Yêu em, mã này là phong logo vàng. Màu này cho em là phong logo đen. Màu này cho em là phong logo xanh lá. Và màu này cho em là phong logo trắng. Được chưa? Phong logo kèm màu kèm số điện thoại. Nghe giá nha, 73.000. Ở đâu rẻ hơn cho hỏi hàng lại, cho kiểm hàng rồi mới trả tiền nha. Yêu em, mã này là phong logo kèm màu kèm số điện thoại. Mặc với chân váy CP8 siêu trẻ luôn. Chân váy CP8 này em có full màu, full size, size S, size M, size L, màu nâu, màu ghi và màu đen, 3 size S, M, L, hàng Quảng Châu. Nếu phát hiện ra hàng sửa Việt Nam được hoàn tiền, hoàn hàng ngay lập tức. 138.000 CP8, con này em bán hơn, nói chung là bán hàng vạn chiếc rồi. Nói điều mất động lắm bởi vì em bán từ tháng 9 năm 2021 đến bây giờ. Được chưa? Ghi của em là CP8 đen này, CP8 ghi này, và CP8 nâu, 3 size ML. Đây các chị thấy chưa? 3 size ML và cái này là hàng Quảng Châu. Chính vì thế mà có những thời điểm em phải dừng, em không bán bởi vì hàng không có về được. Và cái này Việt Nam mình làm nó không đẹp. Thế nên là em chỉ bán mã này của hàng tàu thôi. Được chưa? Còn áo này gọi là phông logo này. Logo màu em đang mặc là màu, màu này sẽ gọi là màu xanh lá này. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Được chưa? Phong logo em mua đợt đầu mặc chất mà sang xịn lắm luôn. Mặc với quần legging dài bao phê. Quần áo nhà Linh xịn như Linh ý. Em cảm ơn chị Sam Sam nha. Em không xịn lắm đâu. Ghi của em mã này là phong logo vàng. Màu này cho em là phong logo đen. Và màu này cho em là phong logo xanh nha các chị nha. 73.000. Áo em đang mặc là màu trắng. Và chân váy CP8. Mặc này siêu trẻ luôn. Không trẻ không lấy tiền đâu. Thật đấy. Rồi anh treo lại giúp em. Bây giờ em sẽ mặc phong logo vàng. Và em sẽ mặc với quần xịn nhá. Cho em mở cho em cái phong logo vàng ra đi. Em sẽ mặc phông lô vàng, mặc với quần xịn đen đi. Mặc với quần xịn đen nhá. Được chưa? Em kẹp lại cái màu trắng cho em cái màu vàng. Bây giờ em sẽ mặc cái màu vàng này. Xong rồi em mặc với quần xịn nhá. Quần xịn line này là chưa lên được một tí nào. Sau quần xịn thì em Linh sẽ lên lại quần Q19 nhá. Và Q99 nhá. Nói chung là thời lượng live stream của em ấy thì nó không được không được dài cho lắm. Thật ra là như thế này là em đã cố gắng lắm rồi. Em live là tầm toàn là còn là 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là cũng cố lắm rồi ấy. Thì đến giờ này, đến đấy là cũng hết người xem rồi. Bây giờ là 12 giờ mà vẫn 1.001 chị đang xem. Bây giờ em sẽ mặc áo vải cho em xin cái quần xịn đen anh ơi. Quần xịn đen size S. Màu này là màu em mặc nổi nhất. Chắc các chủ shop cái gì đấy chị comment lại cho em với. Chị comment lại cho em với. Tại vì em chưa kịp đọc comment của chị ý. Túi bao nhiêu đó Linh? Dạ túi là 217.000 chị nhá. Nhưng mà 500 con là hết rồi đấy chị ạ. Hết hàng rồi chị ạ. 500 con em chỉ bán một live stream thôi. Các chị có tưởng tượng được không? Nó hot cỡ đấy luôn ấy. Sợ nhỉ? Sợ thật sự luôn ấy. Ôi. Quá sợ. Chắc cả chủ cả các bạn nhân viên nhớ tên, nghĩ bụng không hiểu bạn này mua gì. Chuẩn luôn. Em mặc dấu quần này. Rồi. Bây giờ em sẽ mặc cái quần xịn nhá. Quần xịn là cái quần mà có cái tam giác ở cái cặp này. Và em bán được rất là nhiều. Khi mà em up cái ảnh quần này lên là hơn 100 comment. Và tất cả những cái quần mà em up lên và giải sàn đều là ảnh thật tự chụp 100% nhá. Vòng này em có bán, vòng này nghĩ duyên là vòng Mochino. Em bán nốt cho mọi người là 45.000. Em còn có mấy vòng thôi. Còn cái vòng trầm này thì em không bán nha chị nhá. Vòng trầm này thì cái hàng rẻ mấy chục nghìn thì cũng có và em cũng có thể nhập được. Thế nhưng mà cái vòng trầm này thì nó sẽ theo kiểu ai đam mê thì hẵng mua. Vì hoặc là nếu không mà nếu mà chỉ mua làm trang sức thì mọi người mua cái loại mà 40-50 nghìn ấy, mấy chục nghìn ngoài thị trường ấy, thì đấy là hàng rẻ. Còn nếu như mà các chị thật sự đam mê ấy, thì mọi người mua những cái hàng mà trầm xịn ấy, trầm chuẩn ấy, thì nó phải là mấy triệu một vòng này. Có
Còn nếu như mà chỉ cho đẹp thì mọi người chỉ cần mua cái mấy chục nghìn thôi, đeo làm trang trang trí trang sức thôi. Ô chưa cắt khuyên. Mặc quần xịn này chân dài miên man. Hiện tại em đang mặc ở đây là size S nha, phải em 50 cân. Quần xịn em có tất cả là 5 màu. À 4 màu. Quần xịn đen, quần xịn nâu, quần xịn sữa và quần xịn ghi, 3 size SML 40 đến 60, 62 cân đổ về mặc được. Form nó cũng giống như cái quần Q19 ấy, cùng một chất, cùng một form. Xưa toàn mua hàng hot girl mà từng tiếc, từng trăm nghìn từ ngày biết Linh khi còn dư để tiền đi chơi. Em cảm ơn chị nhá. Nói chung là mua hàng hot girl thì tất nhiên là giá thành nó sẽ khác so với hàng em bán. Bởi vì hàng em bán, nói thật với các chị là em chỉ lãi theo nghìn và mười mấy nghìn. Còn hot girl thì người ta phải lãi tiền trăm, 100, 200, 300, tùy người, tùy độ hot của từng người. Thế nhưng mà số lượng để mà nói hot girl á thì không so sánh được với bọn em đâu. Những cái đứa bán livestream mà tầm view mấy nghìn như em ấy, thì hot girl không bao giờ bán được bằng số lượng chúng em bán. Đấy là em nói thật. Thế nhưng mà like của bọn em thì lại ít. Thì tóm lại là bên nào cũng sẽ có lãi thôi, nhưng mà mỗi bên thì có một cách bán hàng khác nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau thế thôi mọi người ạ. Được chưa? Ghi của em mã này là quy gì ạ? Quần này ghi là gì ạ? Quần này ghi giúp em là quần gì ạ? Quần xịn đen. Màu này cho em là quần xịn ghi, màu này cho em là quần xịn sữa và màu này cho em là quần xịn nâu. 127.000 riêng quần vải nha em, không bao giờ làm các chị phải thất vọng đâu. Em nói thật đấy, quần vải nha em đã không bán thì thôi, nhưng mà đã ra mã nào là hot mã đấy và đắt hàng mã đấy luôn. Túi là 217.000 nhá. Ôi dồi ôi, được chưa? Quần xịn kèm màu kèm số điện thoại và áo em đang mặc gọi là áo logo vàng. Túi đây, túi mọi người có thể đeo túi chéo hoặc mọi người có thể đeo túi như thế này này. Phong logo em bao vừa đến 70 cân chị ơi, nên 58 cân chắc chắn là vừa rồi. Các chị có thể mặc này rất là xinh luôn, được chưa? Chân dài miên man, ví dụ như quần này mà cao 1m6 á, thì mặc lên cao khoảng tầm 1m63, 1m64, nó rất là hách chân luôn. Tức là cái dáng của nó là cái dáng kiểu như này. Nói chung là nó hách chân lắm, em không biết phải diễn tả như nào ấy. Được chưa? CV8 bao nhiêu rồi, anh cho em xin mấy cái mã lúc nãy anh nói đi ra đây để em bán tiếp rồi. Được chưa? Bởi vì hàng hôm nay em cũng lên hết rồi đấy. Ghi của em mã này, bây giờ em xin phép lên lại cái quần Q99 một lần nữa. Rồi sau đấy em sẽ lên lên bộ tiếp nha mọi người ơi. Thì em sẽ lên Q99 đây. Q99 em sẽ lên màu này đi. Fail. Q99 của em này, các chị nhìn này, là một cái mã quần mà phá vỡ hết tất cả các kỷ lục của tất cả những sản phẩm khác mà từ ngày em bán hàng livestream đến bây giờ. Chứ còn cái ngày bán shop thì không nói làm gì. Bán shop thì chẳng bao giờ bán được một mã nổi đến tận hạ. Nói thật là bán shop và một mã mà bán được 100 con ấy là thành công lắm rồi đó mọi người. Bởi vì em đã từng bán shop rồi. Đầm tay gặp em mua shop kia 280k, mới sáng nay chị em mua ở link ship về có 185k. Ôi mẹ ơi. Đầm tay gặp em mua shop kia 280k, mới sáng nay chị em mua ở link ship về có 185k. Thế bây giờ em mới biết chị à? Chứ nếu mà em biết chị thì đáng nghe em phải mua ở chị chứ, bởi vì là đầm tay gặp đấy chị bán nửa tháng nay rồi mà. Đây nhá. Q10 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Q10 kèm màu kèm số điện thoại, kẹp lại cho em Q10 trắng nên coi. Tìm lại cho em Q10 trắng để đâu rồi. Lúc nãy em mới mặc mẫu đấy. Q10. À Q99 em xin lỗi. Không phải đâu, cuối like này em hơi bị ngáo ngáo một tí. Hơi bị mệt rồi ấy. Ghi của em là Q99 nâu không? Em mặc ở dưới này này. Q99 nâu này, Q99 sữa này, Q99 đen này và Q99 trắng. 98.000 một quần. Kỷ lục, tức là nó phá hết tất cả các kỷ lục của tất cả những sản phẩm mà em đã từng bán. Khi mà gì ạ? Khi mà mở đầu live đầu tiên em bán được hơn 1.700 quần thì chưa có một cái sản phẩm nào mà em đạt đến cảnh giới đấy luôn. Mặc dù giai đoạn này rất là ế, tức không phải là rất là ế nhưng mà nói chung là ế hơn cái giai đoạn trước. Chứ còn trộm vía thì bọn em vẫn ok. Ghi của em mã này là Q9 nâu này, Q9 trắng này, Q9 sữa và Q9 đen. Bao nhiêu ạ? 98.000 nha. Áo chị mặc còn em ơi. Phông logo vàng, phông logo trắng, phông logo đen và phông logo xanh em nhé. Cái logo này của chị ấy, màu đen màu trắng bán siêu đắt hàng luôn. Mà có mẫu hot girl mặc ấy cho nên bán được nhiều lắm. Được chưa? Set vest không có size đâu. Rồi em qua mẫu nhé. Về đây một mã tiếp theo, mã này em mới về thêm hàng này. B7 cách số điện thoại. Ai nhận bộ này nhà em thì cho em xin một câu phản hồi nhé. B7 cách số điện thoại. Thật sự luôn là cái mã này của em có những khách người ta phải chờ 10 ngày người ta mới nhận được hàng đấy. Chờ 10 ngày người ta mới có hàng đó mọi người. Nhưng mà tại sao người ta vẫn chờ? Bởi vì là nó rẻ và nó đẹp. Và người ta không chờ thì người ta cũng không thể mua được ở đâu rẻ hơn. Nên là người ta vẫn chờ mọi người ạ. Mình phải như thế nào thì người ta mới chờ chứ. B7 đúng không anh? Màu nào về nhiều nhất? Màu nào?
Màu ghi về nhiều nhất, ok. À, vì màu ghi là em đặt 300 bộ. Đúng rồi. Màu ghi mới về bù tiếp này này. Màu ghi em đặt 300 bộ. Mọi người có tưởng tượng không? Nói điêu mất lọc luôn. Riêng màu ghi là đặt một lần 300 bộ. Bởi vì màu ghi là màu đắt hàng nhất. Sau đấy là đến màu cốm và màu đen. Q19 đi chị, ok. Chờ chị lên nốt cái này xong tí nữa chị quay lại Q19 nhá. Chờ chị một chút xíu. Nhớ mua áo ngực nhé em. Anh ơi, anh lên lấy hộ em cái túi áo ngực màu sữa với. Cái ngọc nó chỉ mang xuống mỗi đen với cả. Anh lên rút cho em mỗi màu một cái xuống đây đi. Chứ bây giờ tìm lâu bỏ mẹ nữa. Áo ngực. Em nhận đồ rồi, siêu ưng, cảm ơn em nhé. Màu đỏ đấy rồi nhưng mà còn màu đen với cả màu đen với cả màu sữa em. Màu sữa lúc này nó không mang xuống. B7. Đây nhá, áo ngực nhá, từ nãy đến giờ là em không hề có lấy tay lôi các kiểu đâu nhá. Mọi người thấy chưa? Mà trong khi em làm gì có ngực, các chị biết mà, em đã đi nâng ngực đâu. Thấy chưa? Đây là cái áo ngực chân ái nhất trong mười mấy năm cuộc đời từ khi bắt đầu biết mặc áo ngực. B7 siêu đỉnh, mình 60 cân mặc thoải mái Linh ạ. Em cảm ơn chị Dung Thùy nha. Áo chị vừa gửi ra còn mã là logo vàng em nhá. CV8 là 138.000, còn CV9 là 136.000 nhá. Này. B7 mình nhận rồi, siêu ưng Linh ạ, 60 cân mặc thoải mái. Chị ơi, bộ này em nhận đơn là 68 cân cơ. Nên chị 60 cân chị mặc thoải mái là chắc chắn luôn đấy chị, là chắc chắn luôn. Đây áo ngực nhà em này, mọi người nhìn. Các chị nhìn thấy không? Ảo kinh khủng khiếp, tức là nhìn thì nó giống như cái áo bình thường thôi. Nhưng em nói thật, các chị đừng so sánh với cái hàng ngoài chợ 50.000 làm cái gì mất công. Vì em làm sao mà nhập được giá 50.000? Và quan trọng là hàng này là hàng công ty nó đặt của Trung Quốc thì nó sẽ yêu cầu rất là cao so với cái việc là hàng Trung Quốc bán về cho mình. Ví dụ như hàng Trung Quốc làm sẵn và bán về cho mình nó sẽ có nhiều phân khúc, kể cả phân khúc 50.000 bán ra cũng có luôn nha. Thế nhưng hàng này là hàng công ty của Việt Nam mình đặt bên Trung Quốc thì nó sẽ đòi hỏi rất là cao về tất cả mọi thứ, về chất lượng rồi về form dáng các thứ. Bởi vì cái này người ta bán là bán hàng cao cấp, người ta để giá niêm yết là 199.000 cơ mà. Em phải thấy không? Nó là bán để bán trong shop, trong hãng, trong các trung tâm thương mại các thứ rồi. Nên là nó không cần phải rẻ, quan trọng là nó phải chất lượng cao. Nhưng đơn giản bởi vì là em nhập toàn đầu nghìn thì em sẽ được giá rất là tốt. Cho nên chứ không phải là chất lượng nó kém đâu. Và em ăn lãi chỉ cần tính theo nghìn thôi. Hai livestream bán được 3.000 áo ngực thì mọi người biết là nó có hot hay không rồi đó. Bộ em đang mặc ghi giúp em là bộ B7. Màu em đang mặc là màu ghi. Màu thứ hai là màu cố và màu thứ ba là màu đen. Đây là ba màu đắt hàng hơn. Còn cái màu hồng và cái màu xanh dương thì bán được ít hơn và em cũng hết rồi, em không gọi thêm nữa. Bởi vì là áo ngực này có gọng nhưng em thề em nói điêu mất lọc với chị là em mặc không hề bị đau hay là không hề bị kiểu như là bị đâm cái gọng vào ngực đâu. Like các chị cứ để ý khoảng tầm từ cái ngày mà em bán cái áo ngực này thì livestream nào em cũng mặc. Mấy cái live vừa rồi em không quảng cáo bởi vì không có hàng, nhưng em vẫn mặc ở bên trong mà nhìn vẫn có khe. Để ý xem lại là các chị sẽ thấy mặc thoải mái 3-4 tiếng đồng hồ không có một cái cảm giác khó chịu gì. Bởi vì như em trước đây là em không mặc áo có gọng đâu, bởi vì những cái áo gọng mà em mua thường ấy, nói chung là 500 xôi 1.000 lá, nhìn toàn thấy đệm thôi chứ không thấy ngực, nhìn nó rất là giả chân đấy, em nói thật. Nhưng cái này mặc vào nó rất là thật chân luôn á. B7 kèm màu kèm số điện thoại hôm nay em bán cho mọi người 118.000. Giá cũ em bán là 125. Hôm nay em bán cho mọi người 118.000 và nhớ phải chia sẻ lại stream bởi vì đây là chuyến cuối của cái mã này rồi. Mã này nó không bao giờ về hàng thêm nữa nhá, nên các chị tranh thủ chốt đi. B7 kèm màu kèm số điện thoại. Em nói chung là các chị chỉ cần mua rẻ hơn giá em bán 1.000 thôi là em đã sẵn sàng cho các chị hoàn hảo lại rồi. B7 cổ, màu em đang mặc là màu ghi và màu này cho em là màu đen, được chưa? Ba màu toàn màu đỉnh của chóp luôn. Cái màu ghi này em đặt 300 bộ màu ghi thì các chị hiểu được là nó đắt hàng cỡ nào thì em mới đặt, chứ em có ngu đâu mà đi đặt 300 bộ màu ghi về nó tồn cho thì thật sự là vỡ mồm luôn á. Này B7 ghi form này, khách em bảo là mặc đỉnh lắm Linh ơi, mình 60 cân mặc thoải mái. Nhưng vấn đề là bộ này của em á, em bao vừa đến 68 cân, còn 65 cân là chắc chắn vừa, 60 thì chắc chắn là thoải mái rồi. Áo ngực em bán là 98.000 một áo chị nha, và chị nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. Khách được kiểm tra hàng trước khi nhận, khách phải kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nhá. Ví dụ em là áo ngực kèm màu kèm size và bộ em đang mặc có mã là gì ạ? B7 kèm màu kèm số điện thoại, B7 màu ghi, B7 màu cốm và B7 màu đen nhá. Được chưa? Bao nhiêu lâu mới về đủ hàng như vậy đó. B7 nhá. Đấy, đến giờ này cuối livestream rồi nhưng mà B đơn vẫn nhảy. 118.000, giá cũ là 125 đấy ạ. Cái bộ y xì nhỉ. Form dáng y xì, chất liệu y xì, đường may sọc mọi người nhìn nhá.
Thì anh bảo em B7 làm gì? Làm em từ nãy giờ đọc B7. Anh sửa đi, anh sửa vào nhóm đi, bảo là B7 với B17 là 1. Đây nhá, toàn bộ hai cái sọc hai bên và dưới quần này đều là may trực tiếp vào chứ không phải in đâu. Mọi người nhìn vào đây này, nó may trực tiếp vào cái áo này luôn. Và cái bộ này y xì trước đây em đã từng bán mã là B8 nhưng chỉ có hình in nó khác thôi. Em bán 139.000, nói đi mất lọc luôn. Chẳng qua là bây giờ kiểu như là cuối vụ, cũng không hẳn là cuối vụ, nhưng bây giờ là em làm được giá rất là tốt. Và em lại ăn ít hơn trước đây khoảng tầm 2/3. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ Facebook bóc tương tác lắm. Em bán rẻ nhất trong 5 năm qua luôn á. Ghi hiệu em mã này là B7 kèm màu kèm số điện thoại 118.000 nhá. Chốt nhanh giúp em. À, quần ngố thái là 38.000 và quần dài thái là 54.000 nhá chị ơi. Set mèo vẫn chưa về hàng, set mèo ngày mai nhỉ, em mới về nha chị nha. Hiện tại em vẫn đang nợ đơn set mèo. Em còn ít polo thì em xả nhá, anh đưa polo xuống đây. Em còn một ít polo thì em sẽ xả cho các chị. Được chưa? Anh lên anh lấy đi chứ em làm sao biết số lượng. Còn ba mẫu, mấy mẫu này thôi gì. Ok. Polo em còn 4 mẫu này, em sẽ sale rẻ cho mọi người luôn nhá. 4 mẫu. Đây. Polo xinh đấy là mới về. Thôi mang xuống đây em sale luôn đi, mang xuống đây sale luôn đi. Hôm trước em nhận B17 cốm đẹp ưng chị ạ. Đúng là mã của nó là B17 nhưng chị nhớ, chị không nhớ là chồng chị đọc là B7, chị cũng đọc theo là B7 nhưng thực tế mã của nó là B17 đấy em, chính là bộ này đấy. Cảm ơn em nhá. Đấy, hôm trước em nhận được B17 cốm ưng lắm chị ạ. Đấy. Bây giờ em còn ít polo em sẽ tặng nốt cho mọi người 6x 7x thôi. Thật sự là em sale lỗ luôn đấy nha. Còn ít polo em sẽ tặng nốt cho mọi người 6x 7x nhá. Cái này ghi là gì nhỉ? Polo pha xanh nè. Polo pha xanh. Em còn hơn chục chiếc, hôm trước là em đã xả một hôm rồi. Thế nhưng mà còn hàng bom về nữa. Nên là bây giờ vẫn còn mỗi màu tầm, mỗi mẫu tầm 10-15 gì đó. Dạ em ở Hà Nội nhưng mà nhà em bán hàng online, không có cửa hàng nha. Ghi hiệu em mã này là polo phối xanh. Polo phối xanh, em sale lỗ sấp mặt luôn nhá. 65.000. 65.000, nên các chị comment nhanh lên. Ai comment trước thì được trước, ai comment sau hết thì thôi nhá. 65.000. Polo. Anh bấm lại đi cho nó có loát được đâu, đơn nhảy nhiều quá nó bị đơ rồi. Cái này cái dây là polo pha xanh 65.000. Con này mới về like trước, em thề luôn, em sell luôn này, còn ít rồi, còn tầm chục con. Vì bây giờ polo em nhập ít lắm, polo bây giờ nó không phải như trước nữa, nó không hot như trước nữa. Cái này là polo gì ta? Polo xinh. Polo xinh. Màu hồng thì sẽ gọi là polo xinh, ví dụ như màu hồng này mọi người mặc với chân váy CV8 ghi thì thôi đỉnh của chóp luôn. Mặc lên là như kiểu mà đang đi đánh gôn luôn đấy. Polo xanh 68.000. 68.000 và cái này gọi là polo pha xanh 65.000. Các chị comment nhanh nhá. Bộ em đang mặc gọi là B17 à, B7G. B7G 118.000. Nói chung em chỉ có 5 mẫu polo nữa là hết rồi. Hôm trước là mười mấy mẫu cơ nhưng bán hết sạch rồi nha. Mọi người nhớ thả tim thả like để không bị ẩn comment nhá và chia sẻ livestream giúp em. Xem nào. Thả tim thả like cho em với. Đấy, hàng xả có khác. Đơn nhảy rầm. Ôi dồi ôi, em mới like được có 2 tiếng 46 phút thôi á. Ồ, này anh ơi, mới like được 2 tiếng 46 phút thôi á. Polo pha xanh 65.000 và polo xinh là 68.000. Polo xinh là 68.000. Đây là giá xả nha, các chị lưu ý nhá. Tiếp. Cái này là cái gì anh? Polo tặng. Polo tặng. Polo tặng em sell lỗ sấp mặt luôn nhá. 59.000. Các chị comment nhanh lên, em chỉ còn tầm hơn chục con. Các chị có hình dung được con số không? 59.000 cho đây là các chị phải dồn đơn với sản phẩm khác nhá. Hoặc là ví dụ như bây giờ ai mới vào mà chưa có đơn ấy thì các chị sẽ mua dồn với cái quần ngủ thái này là 38.000 thì nó mới thành một đơn. Chứ còn một áo này nhân viên nhà em nó không bao giờ gọi điện chốt đơn đâu. Một áo 58.000 này không bao giờ nhân. Em vừa nói năm ngoái mới 59. 59.000. Một cái áo này 59.000 thì nhân viên nhà em không bao giờ gọi, nó sẽ gạch đơn luôn. Nên là nếu như ai mà có đơn từ nãy đến giờ thì đơn giản rồi mà là xong. Nhưng nếu mà từ nãy giờ mà chưa có thì mọi người dồn với một cái quần ngố thái này là 38.000 thì nó sẽ thành một cái đơn hàng gần 100.000 thì bọn nó mới gọi. Còn không là nó không gọi đâu nha các chị nha. Bởi vì những cái đơn như thế là thường có chốt cũng không chốt được, và có kể cả có chốt xong đến nơi người ta không lấy vì người ta tích tiền ship ấy. Polo gì ạ? Tặng 59.000. Chưa bao giờ em xả vào Apollo nào rẻ như này. Chưa bao giờ luôn.
vì con này còn có hơn chục con thôi, các chị comment nhanh lên nhá, được chưa? Ok, sau cái này em lên lại váy xoắn thôi, chị chờ em một tí. Đấy, 58.000 nha, có tầm chục con thôi. Váy tay gập em lên rồi mà chị. Xinh nhỉ. Rồi tiếp này, mã tiếp theo. Hai mã tiếp theo, hai mã này thì em nhập đắt hơn. Hai mã này thì em nhập đắt hơn và em đều bán là hơn 100.000 một áo. Vì hàng này nó form dài hơn, các chị để ý không? Form dài hơn và to hơn. Mã này sẽ gọi là NY đen. NY đen. Em thề là em sell lỗ, nha. Em thề là em sell lỗ, nói điều mất lọc luôn. NY đen 68.000. NY đen 68.000. Con này bây giờ em mặc cho mọi người với cái này, các chị không cưỡng được đâu. 68.000 đây, NY đen, các chị mặc cái set này cho em. Ôi rồi ôi luôn ấy, thề. Mã tay gặp hôm nay bán có 184 thôi, hôm trước bán là 188. Mã quần dài màu xanh đi, em quên mã rồi. Quần dài màu xanh là cái gì ta? Là gì nhỉ? Đấy, polo em chỉ còn từng đấy nữa thôi, hết rồi. Nhà em bỏ mẫu polo rồi, bán chán rồi. Polo bán NY đen 68.000, em mà không lỗi em là con chó luôn. Thề. Không, các chị lại nghĩ em bốc phét. Bộ em đang mặc 68 cân đổ về thoải mái, còn mã là B7G nhá. B7G bộ em đang mặc, bây giờ em bắt đầu cởi ra rồi này nha. Mũ hiện tại còn 3 màu, hết màu nâu rồi. Mũ bây giờ là còn màu sữa, màu kem và màu đen nhá. Còn màu nâu là hết rồi. Bộ em đang mặc 68 cân đổ về mặc vừa. Đây, NY đen sale 68.000. Sau mã này thì còn một mã nữa là hết sạch polo nha mọi người, là hết sạch. Váy xoắn đi chị ạ, ok chờ chị một tí nhá. Này mọi người nhìn này, chân váy chị mặc 65 cân không vừa đâu em. Chân váy này tối đa chỉ đến 58, 59 cân thôi nhá. Cái này là NY đen, cái kia là A88. À A80. Đây nhá mọi người nhìn này, em mặc cái set này vào là các chị chỉ có nghiện thôi. Đẹp lắm. Đấy, mặc hẳn hoi nghiêm túc vào đây này, thấy chưa? Như set đi đánh golf với đi đánh tennis thôi. Em đeo thêm cái mũ vào nữa là các chị chỉ có nghiện. Đây, thấy không? Giống đi đánh golf không? Giống đi đánh tennis không? Giống đi đánh cầu lông không? 138.000 cộng áo này sale lỗ là 68.000. Áo này em nhập vào đắt nhất trong các mẫu polo luôn đấy. Vì cái này form dài rộng, thấy chưa? Và cái NY này toàn bộ là thêu 100% luôn, thêu toàn bộ luôn nhá. NY đen 68.000. CV8G 138.000. Rồi em uống ngụm nước đã nha các chị nha. Cho em xin ngụm nước đã, mệt quá. Lên một mã NY. Mũ bao nhiêu Linh ơi, nay đặt mai nhận được không? Dạ không. Bất kể chị ở đâu thì nay đặt mai cũng không nhận được. Mũ em đội là 127.000 hàng Quảng Châu. Thị trường đang bán là 260, người ta đang chạy quảng cáo là 208. Người ta biết cái giá tốt là cái gì. À, bao nhiêu ngày có khi bán hết 200. Trong khi một live em đã bán hết 500 mũ rồi. Thề mà em không phải chuyên mũ. Em bán quần áo các chị biết mà. Vòng NY này sell nốt 45.000 nhá, em còn mấy cái thôi. Và một mã polo cuối cùng là A80 cách số điện thoại. A80 cách số điện thoại, số lượng. À, cái này mã là cái gì nhỉ? Cổ đen, là cổ đen. A80 cách số điện thoại này, còn hai mã polo nữa các chị ơi, hàng mới bom về. Còn mỗi báo tầm chục con, chuẩn bị đặt tay lên bàn phím này, ai comment nhanh là được trước nha. À, em đang mặc gọi là A80 cách số. Đây. Em cũng sell lỗ luôn 69.000. Em nói điêu mất lòng luôn. Em sell lỗ luôn 69.000. Được chưa? A80 cách số điện thoại 69.000. Các chị mặc vào cái set này nó trẻ vô cùng luôn. Nó trẻ lắm luôn ấy. Được chưa? Rồi hai mã này còn mỗi mỗi chục con bom. Cái này là hàng bom về. Hàng bom mày không thể nào tránh được. Kể cả là đi hết sạch rồi nhưng mà sau đó nó bom về ấy, thì nó lại còn kiểu như thế. Nên là nhiều khi nó cứ bị một hai cái nó bực bình bực bội lắm. Cái này gọi là gì? Cổ đen. Polo cổ đen cách số điện thoại. Polo cổ đen, con này không tranh nhau hơi phí luôn. 63.000, mọi người nhìn này. Polo cổ đen cách số điện thoại 63.000 đồng. Của anh mấy rồi? Ghi ra đấy cho em. Ví dụ em mã này là polo cổ đen 63.000.
hết hai đơn chưa nhận được, bỏ không xem nữa rồi mà không cỡ lại được đúng không? A80 là 69.000, A80 là 69.000. A80 này thì nó xịn sò hơn. Cái này thì nó xịn sò hơn, cái này nó xịn sò hơn này, cái này thì nó ngắn hơn nha. 63.000. Polo cổ đen 63.000, thật mua mặc ngủ cũng là rẻ vãi cả trường rồi. Rồi hết. Mã này là mã cuối cùng, cái này là cái gì anh? Trời ơi, nhiều mã quá mà em còn chả nhớ mã luôn ấy. Cá sấu đen cách số điện thoại. Cá sấu đen cách số điện thoại. 64.000, con này chỉ còn 5 con thôi, hàng bom. 64.000. Cá sấu đen cách số điện thoại đây, ví dụ như con này mà em mặc mấy chân váy này thì các chị làm sao mà đỡ được này. Đẹp vãi trưởng luôn. Cá sấu đen cách số điện thoại 64.000 nha. Còn áo đang mặc là A80, cái này thì nó xịn sò hơn, nhập vào đắt hơn. Giá sale thì đương nhiên vẫn phải dựa vào giá nhập để sale. Nên là ví dụ như mẫu nào mà em sale cao hơn thì có nghĩa là em nhập vào đắt hơn. Và nếu mà nhập vào đắt hơn thì có nghĩa là nó xịn sò hơn. Đấy, cứ hiểu một cách đơn giản là như thế thôi. Rồi ví dụ bây giờ em sẽ mặc cái này với quần cặp mờ nhá. Quần cặp mờ này em để đâu rồi nhỉ? Tìm cho em phát đây. Đấy. Cá sấu đen cách số điện thoại 64.000. Polo này bao nhiêu ký vừa á chị? Polo này á, tất cả đều 65-70 ký em nhá. Không to lắm em ạ. Không to lắm. Ôi tôi phục tôi thật, xem live suốt mấy tiếng. Chốt liên tục tiền triệu rồi, tủ đồ toàn nhà Linh Zin. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Áo hai dây chị mặc mã là áo hai dây Thái, có giá là 30.000 nhá. Dặn lòng là tiết kiệm mà like nào cũng 6-700 thì tiết kiệm kiểu gì? Đề nghị chị Linh like ít lại nha, tốn quá. Có mấy mẫu em còn chưa mặc hết, cảm ơn em nhá. Đây này, bên này này, em vứt bên này này, quần cặp mờ ấy. Cá sấu đen 64.000, đổi hết. Em ơi, em nói thật chứ các chị cứ nói thế, nhưng mà em mà nghỉ like là các chị buồn lắm luôn á. Thề. Buồn chết thì được ấy. Quần cặp M 94.000, full size SMLX, SMLX, quần cặp M, em mặc lại quần cặp M nhá. 94.000, sau quần cặp M thì em sẽ lên lại váy xoắn và set tâm cho mọi người nhá. Áo dây thái em đang mặc là 30.000, áo bên trong em mặc là áo ngực là 98.000. À, ừ. Cố gắng xong xem vì mua nhiều đồ vẫn chưa mặc. Chị ơi lên Q19 đi ạ. Ok, chờ chị tí nhá. Hôm trước nhận xét đũi cốm xinh xỉu luôn ý. Em cảm ơn chị Hương Trang nhá. Đấy, chị comment em sướng. Q99 em không lên nữa đâu. Em lên quá nhiều rồi ấy. Hiện tại đơn thiếu là nhiều lắm. Cả nghìn đơn đấy chị. Nên thôi, em không lên Q99 nữa đâu. Đây nhá. Quần cặp M cách số điện thoại 4 size SMLXL. 4 size SMLXL từ 40 đến 70 cân đổi mặc được. Hiện tại ở đây là em đang mặc size S đây này. Em giật cái mác này ra vì em bảo em để cái này em mặc luôn. Nên là em giật mác này ra luôn á. Rồi bây giờ em sẽ lên váy xoắn nha. Váy xoắn thì lấy cho em một cái xoắn cốm thì em thích mặc màu cốm. Em thích mặc màu cốm. Em bị nghiện màu cốm ấy. Nên là em toàn mặc màu cốm thôi. Không, cái đấy hình như là váy thường. Không phải, xoắn cơ. Anh tìm bên này này. Khiếp, mọi người phụ like chán quá. Chẳng ai dọn đồ gì cả. Ghê thế biết. Đây. Đây là bộ, thế rồi tiện ở đây thì em sẽ lên cái bộ này luôn trước này, set tầm. Set tầm bán đắt hàng quá trời luôn á. Túi nâu cách số điện thoại nhá, 500 con mà em bán hết sạch trong một livestream rồi đây. Hết sạch luôn. Đây này. Hàng về 500 cái túi đây này, không nói deal làm gì luôn. Không có khái niệm nói deal đâu các chị ơi. Đây nhá. Về 500 cái túi này. Thấy không? Hết sạch trong một livestream. Áo ngực em đang mặc ở bên trong đây này. Đấy, mọi người thấy không? Ảo không? Em không có ngực đâu, em chưa làm ngực. Nhưng mà mặc lên tưởng rằng là rất có ngực. Đấy. Nên là ví dụ như mà nói thật, chị em ngực to thì có mấy đâu, chị em ngực lép thì mới nhiều thôi. Phụ nữ Việt Nam mình nhìn chung ấy là cơ địa là ngực lép. Ai may mắn lắm thì mới có một bộ ngực to to, mà còn ai may mắn lắm thì mới đẹp. Chứ còn đầy người to mà chảy ra nhìn kinh lắm, thật. Nên là khi mà mình mặc một cái áo ngực mà mình tôn được cái ngực của mình lên, mình rất là thích, mình kiểu nó tự tin ấy. Cảm giác nó rất là tự tin vì sau mấy chục năm mình lúc nào cũng bước trường tồn với thời gian rồi. Tự nhiên bây giờ có tí khe, tí khủng, nó sướng mọi người, đúng không? Set tâm đây ạ.
set tăm kèm màu kèm số điện thoại. Em bán nghìn, hơn nghìn set rồi. Đây nhá. Đấy, đẹp chưa? Hai bên có túi. Set này thị trường đang bán dao động từ 280 đến 320 ấy mọi người. Vì nó là cả bộ luôn, nó là cả bộ dài hàng cao cấp cho nên là nó không rẻ đâu. Em mà đã bán đến 184 thì thị trường không có ai bán dưới được 250 đâu. Không có đâu, chắc chắn luôn. Quần bò Q9 về rồi, ừ đấy để em lên tí Q9 nhở, lâu rồi không lên. Túi là 217.000, mặc trắng da chưa? Đấy, ví dụ như các chị đi du lịch này, các chị đi lễ nhá, đi lễ mặc set này, đi ra sân bay, đi du lịch, đi lễ chùa, đi lễ các thứ. Quá là hợp luôn, mà nó lại kiểu gì, nó kín đáo. Nó kín đáo nhưng mà nó vẫn đẹp, và khi các chị chụp ảnh check in các thứ nó vẫn rất là sáng nổi luôn ấy. Em có set tăm dài cốm này, có cam này, có vàng này, có đen và có hồng. Em có tất cả là bao nhiêu màu ạ? Em có tất cả là 5 màu nhá. Cam, vàng, đen và hồng, set tăm kèm màu kèm số điện thoại. Hôm đầu tiên em like em bán được hơn 800 bộ. Đó. Nên là cái set này cứ lên là lại chốt đơn thôi. Buộc cái tóc và cái mũ này rất là lợi, khi mọi người buộc tóc cao nó không bị hỏng tóc. Cho nên là cái mũ này đắt hàng lắm. Về bao nhiêu trả hết? Em về gần 700 cái mũ này rồi đấy. Bây giờ là do hàng chưa về chứ còn về bao nhiêu thì em cũng bốc hết. Q99 thì chị cứ chốt thôi. Tất nhiên là chị vẫn phải chờ khoảng 1-2 ngày để bên em giả đơn nhá. Set vest em còn chị ơi, em còn ạ. Ví dụ em mã này là set tăm kèm màu kèm số điện thoại rồi. Hả? Đây nhá, bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái váy xoắn này nhá. Sau cái váy xoắn thì em sẽ lên áo vest A50 và quần tăm tàu nhá. Làm một set rất là xương xương, rất là đẹp luôn. Được chưa? Set bò em lên 2 lần rồi, tí xem lại livestream giúp em. Em sợ hết rồi vì set bò hôm nay chỉ có 100 set thôi nên là sợ không. Quả áo ngực đúng là đỉnh. Cái mũ em vừa đội đấy gọi là mũ kem, màu em vừa đội là màu kem, em có 3 màu cơ. Đấy, từ nãy giờ tóc em xù ra là chỉ do em mặc đồ thôi, chứ còn đội cái mũ này thì tóc không bao giờ bị sọc sạch gì luôn. Đây. Thấy chưa, cái váy xoắn này em bao nhiêu là phản hồi rồi. Bao nhiêu là cỏ men, bao nhiêu là phản hồi rồi, thấy chưa. Ví dụ em mã này là váy xoắn cốm kèm số điện thoại. Và váy xoắn hôm nay em có tận 7 màu cơ, không phải một màu đâu. Váy xoắn nhà em Linh hôm nay có tận 7 màu nha các chị nha, 7 màu cơ. Anh ơi lấy cho em đủ màu cái mũ đi, em chả thấy đâu, thấy một cái màu kem ở đây thôi. À màu kem với màu đen. À đây rồi. Đây nhá. Mũ này em có tất cả là 3 màu, quần xốp thì em chỉ còn một số màu thôi, không còn đủ màu đâu. Em có mũ này gọi là mũ sữa. Màu này cho em là màu ghi, màu ghi và màu này cho em là màu kem nhá. À quên, xin lỗi, màu này là màu đen. Cái này là mũ kem này, cái này là mũ đen này và cái này là mũ sữa nha. Mũ kèm màu kèm số điện thoại 127.000. 127.000 nha các chị nha. 127.000. Cái gì? Chết mẹ em rồi. Nhục gì ăn cứt rồi. Bây giờ em mã này là gì ạ? Váy gì ạ? Váy xoắn cốm cách số điện thoại. Em có váy xoắn cốm này. Cam, đen, vàng, xanh dương và nâu. Cốm, cam, đen, vàng, xanh dương và nâu. À hồng nữa, là 7 màu. Cốm, cam, đen, vàng, xanh dương, nâu và hồng. 7 màu tất cả nha các chị nha. Set vest màu xanh dương hình như hết rồi chị ạ. Em không biết rồi, không biết là còn không. Màu em đang mặc gọi là đội gọi là mũ sữa nhá. Cái váy xoắn này thật sự là các chị đừng có bỏ lỡ, nó đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn á. Form này 80 cân rồi vẫn vừa. Rồi. Bây giờ lên lại Q19 nhá. Bây giờ em sẽ lên Q19 nhá. À quên, anh ấy lấy cho em cái áo sắt nách đi. Áo sắt nách về đủ màu rồi. Mấy like vừa rồi quên không bán ấy, nhớ không? Áo sắt nách nâu cốm, à bò cốm đen trắng này. Anh xem ở đây có màu gì, thiếu màu gì lấy xuống đây. Quên bố nó mất. Quên ấy, nhiều hàng quá không nhớ được. Thật sự là bị nhiều hàng quá đấy, không thể nhớ được hết, không thể nhớ được là bán những cái gì với cái gì với cái gì luôn á. Nhớ mua áo ngực nhà em nhá. Giới thiệu lại áo ngực này. 3 màu.
Màu đỏ, màu đen và màu sữa. 3 màu, màu đỏ, màu đen. Hả? G10 là sắp nách chứ. Cái đấy mới về thêm chứ hôm qua hết đấy. Nhưng mà bây giờ anh lấy cái sắp nách trước đi. Áo ngực nhà em này, màu sữa này, màu đỏ này và màu đen. Màu đen như em đang mặc đây này. Mọi người thấy chưa, cái áo ngực này, mặc này nó đẩy ngực một cách khủng khiếp luôn. Nói chung là mọi người chỉ cần mua thử một cái là sau đó em chắc chắn là mọi người sẽ quay lại mua thêm. Set cốp xe set cốm tăm lúc nãy mà em vừa mặc đấy có mã là set tăm cốm và có giá là 184.000 nha chị nha, 184.000. Bây giờ sẽ là tôi chép rồi, quần tôi để đâu rồi. Bây giờ em sẽ mặc quần màu nâu nhá. Bây giờ em mặc màu nâu nhá. Quần này gọi là Q19. Để em tìm lại cái màu đen lúc nãy em mặc rồi nhưng mà bây giờ để đâu ấy. Như cái chuồng lợn như này trời. Đây. Màu đen đây, màu đen đây. Mỗi lần em like xong là nhân viên em mà nó dọn kho là ốm người luôn. À dọn phòng like cho em là ốm người luôn đấy. Áo ngực là 98.000, giá niêm yết ở trên túi là 199.000 đấy chị ạ. Cho nên là ví dụ như chị nào mà bán shop, bán sổ người nhập cái áo này về mà bán, các chị mời ai thì em chắc chắn là người này cũng sẽ khen rồi. Đấy nhá. Đây là em đang kéo cái quần ngố thái ở bằng trong nó hơi cộm ấy. Thấy chưa mọi người, nhìn cái phong quần nhà em. Quần nhà em Linh không còn làm các chị phải thất vọng. Thật luôn. Q19 kèm màu cho em xin cái màu đen trước. Đói quá. Cứ treo đi, anh treo đi. Này. Sắt nách kèm màu kèm số điện thoại. Sắt nách kèm màu kèm số điện thoại. Quần bò xanh em không về lại nữa đâu. Quần bò xanh nhà em không về lại nữa nha chị ơi. Nhưng mà còn size gì? Em còn ít ở trên kho ấy, chị thích thì có thể chốt nhưng mà về thêm thì em không về thêm. Nhưng mà kiểu như là hàng nó còn ở trên kho ấy, thì nó vẫn còn ít. Đây nhá, ví dụ em mã này là sắt nách kèm màu kèm số. Sắt nách kèm màu kèm số điện thoại. Em bán áo này có bao nhiêu anh nhỉ? Rẻ lắm ấy, không nhớ là bán bao nhiêu nữa. Anh check cho em cái, bán rẻ quá nên không nhớ. Đẹp chưa? Sắt nách của em đang mặc cái quần Q19 nhá. Q19 em có tất cả là 4 màu. Màu ghi này, màu sữa này, màu nâu này, màu đen. Không thấy chị lên mã ngoài cùng trên mã váy kẻ. À cái đấy là váy tay hến. Ok, chờ chị tí nhá, chị quên đấy. Ok, căn bản là like trước chưa chia hết đơn nên chị không biết là còn hay không để mà lên ấy. Chị sợ bị thiếu. Ok, vậy em sẽ lên nhá. Đây, anh xem lại cho em. 68.000, ok. Áo sắt nách 68.000, em có màu đen. Khách còn nhớ giá mà em không nhớ. Màu này cho em là màu bò, màu này cho em là màu trắng và màu này cho em là màu cốm. Sắt nách kèm màu kèm số điện thoại. Hôm trước em bán được nhiều kinh khủng, có một like bán được 500 con. Nhưng mà hai like vừa rồi là bị hết, thiếu màu nên không bán. Sắt nách bò, sắt nách đen, sắt nách trắng và sắt nách cốm nhá. 68.000 một áo. Và quần này gọi là Q19, 3 size SML. 3 size SML 40 đến 63 cân rồi mặc được. Nói chung là cái quần này của em nó đẹp lắm. Đẹp kinh khủng. Váy xoắn là 121.000. Váy xoắn là 121.000. Còn váy tăm là 118.000. Set tăm là 184.000. Đó. Bây giờ em sẽ lên lên nốt cái này xong em lên váy tay hến kia nhá. Vì like này quên chưa lên váy tay hến ấy, em quên chưa lên đó mọi người. Đây. Em sẽ mặc với sắt nách bò. Em sẽ mặc màu đen với áo sắt nách bò. Sau đấy em sẽ mặc váy tay hến nha. Trời ơi các chị ngủ muộn quá. Em đói bụng quá rồi. Đó. Váy xoắn 121. Set tăm không có màu trắng em ạ. Không có. Còn tắc tai nhà em hết hàng rồi chị ơi. Mọi người đừng đặt túi nữa, em hết sạch túi rồi. Mọi người đừng đặt nữa giúp em nhé. Em hết hàng rồi đấy ạ. Không còn hàng đâu. Em chắc chắn với mọi người là em hết sạch túi rồi. Nên mọi người đừng đặt nữa nha. Không còn đâu ạ. Từ nãy giờ em bán đến 800 cái túi rồi. Sợ quá. Áo dây nhỏ mã là gì chị ơi?
áo dây chị đang mặc bên trong á. Đây nhá. Sát tách bò và Q19 đen. Bây giờ em lên nốt cái máy tay hế này nhá. Em sẽ lên cho mọi người màu xanh. Vì màu xanh mặc rất là trắng nên em sẽ lên màu xanh nhá. Bộ trơn của túi thì hiện tại đang hết vàng, thì để like sau về vàng thì lúc đấy em sẽ bán tiếp. Like này hiện tại đang hết vàng rồi nhá. Nên là like này em mới không lên đi chứ. Sát nách kèm màu, kèm số điện thoại, màu bò, màu đen, màu trắng và màu cốm. Sát nách trên kia còn nhiều không anh? Chắc còn ít đúng không? Áo này này còn ít đúng không? Đen chắc được mấy chục à? Bán nốt bỏ bỏ. Bán nhiều mẫu quá xong đến lúc toàn quên ý, còn nhớ rồi. Bán mẫu này thì quên mẫu kia. Lú hết cả người đó. Có cái gì sale không anh? Đưa em sale đi. Em mệt quá rồi, em chẳng muốn đứng nữa. Có cái gì sale không? Tầm chục mẫu thôi. Cho em chục mẫu em sale. Mọi người có muốn sale không? Muốn sale thì comment là muốn sale để em sale, còn không thì em nghỉ nhá. Tại bây giờ em mệt quá, em không muốn đứng nữa ấy. Mỏi lắm rồi ấy. Chiều nay còn đi tập thể dục, bây giờ về chân mỏi hay là mỏi. Đây, váy tay hến kèm màu, kèm số điện thoại dài qua gối nhá. Váy tay hến ghi, váy tay hến đen và váy tay hến xanh em đang mặc 111.000. Phải không? À 113.000, em xin lỗi. 113.000. Sát nách nâu đen cùng trắng. Q19 đây. Mà em theo em gái em lấy chỗ ngồi đây. Được chưa? Tay hến kèm màu, kèm màu. Xeo mạnh mẽ. Có xeo để dồn đơn Linh ơi, ok. Ôi, mệt quá. Ở xả nốt đi. Đây là nhiều mã quá, mình chẳng bán hết. Còn mỗi nâu Q11 này em còn ít nâu này, em tặng nốt cho mọi người nhá. Em tặng nốt cho mọi người nhá. Ok, bột tắm thì vẫn có mà. Bột tắm gần hết rồi. Đây nhá, cái này gọi là gì anh nhỉ? Q11 kèm màu, kèm size, có 3 size SML 40-65 cân đổi về mặc được, 68 cân đổi về mặc được đấy. Em có Q11 đen này, em có Q11 nâu, còn hai màu nhưng màu nâu là còn nhiều hơn. Em sell nốt cho mọi người là 79.000 nhá. Em sell lỗ luôn, quần này em bán là 106.000. Em bán là 106.000. Rồi anh để ra đây. Sell nốt cho nó gọn. Nói chung là cũng chả có nhiều đâu, còn 4-5 mẫu thôi nha. Like, sell nốt sương sương rồi hết. Anh xem bên kia nó có giống bên này không? 79.000. Quần này là hàng tàu đó mọi người. Em bán là 106.000. Nên là nhìn cái mác này là mọi người biết. Nhìn cái mác này là cùng cái xưởng với mấy cái quần này em đang bán rất là hot ạ. Q11 nâu và Q11 đen, 3 size SML nhưng mà chủ yếu còn màu nâu. Mọi người tập trung cho màu nâu nhiều hơn nhá. Màu đen chắc còn ít thôi. Sale 79k, lỗ sấp mặt luôn. Có giống không? Bên kia giống bên này. Áo chị đang mặc là set hay áo lẻ vậy? Cái chị đang mặc là váy. Váy em đang mặc gọi là váy tay hến, 70 cân đổi mặc được. Em có váy tay hến xanh, có đen và có ghi nhá. Váy này em bán một like xong phải dừng mất 1-2 tuần. Đen ghi xanh, váy tay hến 113.000. Váy tay hến 113, cái này là Q11. Rồi em qua mẫu nhá. Tiếp. Áo bò này. Bò này ghi giúp em là bò số. Bò số này nói thật là em bán đầu nghìn rồi. Em bán nhiều vô cùng luôn rồi đấy. Em xeo lỗ sấp mặt luôn. Em thề nó điêu làm con chó luôn. Xeo lỗ sấp mặt 83.000. Lỗ mất mấy chục nghìn luôn đấy ạ. 83.000. Bây giờ còn phải tầm 15 con nữa. 83.000. Bò số cách số điện thoại. Toàn bộ cái số này của em là theo 100%. Theo hết luôn. Theo toàn bộ luôn nha mọi người ơi. Theo toàn bộ luôn. Theo toàn bộ luôn nha các chị ơi. Comment nhanh hộ em nhá. Giờ này là em đói hoa mày chóng mặt tí, phải đi ra tìm gì ăn, đói muốn xỉu luôn rồi. Trời ơi đói quá. Trời ơi tôi đói quá là trời. Ok. Ủa ôi, comment nhiều thế. Nhưng mà hàng sale có khác. Dễ sợ. Khác trời qua đất. Ở đấy, còn nốt đây này. Bò số cách số điện thoại nha. 83.000. Rồi ok. Bò này là bò in này anh. Bò in này còn ít này, sell luôn này. Bò in này em nhập vào còn đắt hơn cả bò số, vì cái hình này nó to á, nhập vào đắt hơn cả bò số luôn. Sell lỗ luôn nhá. Lỗ mấy chục nghìn luôn nhá. 82.000.
82.000. Nói chung là em đã không sell thì thôi, chứ em mà đã sell thì em chả tiếc cái gì, cho nó hết đi, cho gọn đi. Bởi vì mình quan niệm nhá, ví dụ như mình bán 1.000 con là mình lãi khoảng tầm 980 con, mình tồn 20 con mình lỗ tổng lại, nói chung mình vẫn lãi nhiều mà, thật đấy. Cho nên là em chả tiếc, lỗ thì nghĩ mấy chục nghìn đấy, thế nhưng mà tổng lại thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Bò in 82.000, ôi đói quá mẹ ơi. Bò in 82.000, còn tầm chục con nữa. Bố em cách số nhé, có số điện thoại mới có đơn. Không có số điện thoại thì không bao giờ có đơn, và nhất là vào hàng sale nhớ phải chia sẻ live stream nha mọi người nha. Rồi tiếp. Con này, này. Con này nó cô hồn các đảng. Con cô hồn các đảng này. Mày ám tao hơi lâu rồi đấy. Đấy nhá. Quần theo. Lỗ 30.000 một cái quần, quần này em bán là 77.000 phải lỗ 37.000 một cái quần chứ. Sell nốt 39.000 quần thêu trắng. Quần thêu trắng, em thề là em bán quần thêu này là 77.000 một quần. 77 hay 78 ấy, chắc chắn là 7x, nói điên mất đầu luôn. 39.000, các chị dồn đơn em năn nỉ các chị đấy, dồn đơn vào mình mặc ngủ cũng được. Mặc ngủ thôi, em năn nỉ các chị đấy, mặc đi ngủ thôi, không phải mặc làm gì đâu. Vì 39.000 thật sự mà nói là bây giờ không mua được cái gì cả. Không mua được một cái gì luôn ấy. Nên là thôi mọi người mua hộ em cho nó hết đi. Thề đấy. Xin đấy. 39.000. Được chưa? Tiếp. Cái gì đây anh? Em năn nỉ các chị chốt hết cho em quần theo đi cái. Nhớ nhá, hàng sale nếu như mà mình mới chỉ chốt được một sản phẩm mà có 5 mấy hay 6 mấy nghìn á, thì nhân viên bên em chắc chắn sẽ không gọi điện. Nên các chị nhớ này, là dồn thêm cái quần ngố thái này vào. Ngố thái này là 38.000. Em chỉ ăn lãi 3.000 với quần này mà trừ tiền nhân viên là lỗ. Thế nên là mọi người dồn với quần ngô thái này vào để nhân để hóa đơn nó thành gần 100.000 hoặc sấp xỉ 100.000 á, thì nhân viên nó sẽ gọi điện chốt đơn. Nếu như mà năm mấy nghìn thì kể cả các chị có comment và đơn có hiển thị thì chúng nó cũng sẽ gạch cái đơn đấy của các chị đi và nó sẽ không gọi đâu. Vì đơn năm mấy nghìn kể cả có gọi thì các chị cũng không nhận. Kể cả có chốt đơn được xong đến lúc hàng đến các chị tiếc tiền ship rồi các chị cũng không lấy. Thế nên là lưu ý là dồn cái quần ngô thái 36.000 giúp em, à 38.000. Mua được đâu rẻ hơn nữa thì hoàn hàng lại. Kiểm hàng không ưng vẫn cho hoàn hàng lại. Quần theo 39.000. Trời ơi em đội ơn các chị, mua hết cho em đi. Em khổ lắm rồi. Tiếp. Quần xốp à? Số lượng anh. Chắc mỗi màu một ít à? 3 màu, ui 3 màu này đắt hàng mà. Em thề luôn là quần này em mới bán đúng một live stream luôn. Thề. Nhưng mà nó về lâu quá à. Nó chờ nó lâu thế mẹ luôn á. Toàn những cái màu 3 màu này là 3 màu đắt hàng này. Quần xốp đen, quần xốp xanh lá và quần xốp màu này là màu sữa. Không, màu đó là màu đất đậm hơn cơ. Màu này là màu sữa. Quần xốp kèm màu kèm số điện thoại. Em sell luôn nhá. 80.000. Em bán là 109.000. Em sell luôn 80.000. Các chị comment nhanh lên. Không tranh nhau hơi phí luôn. Quần này mới bán đúng một live stream. Thường quần của em là phải bán tính theo thời gian theo tháng. Nhưng vì cái quần này nó về chậm nên nói thật là em chán chẳng muốn bán nữa. Quần chất của nó là chất chất của nó là cái chất gọi là cái chất tổ ong. Chất này đẹp lắm, chất này năm nay hot cực kỳ luôn. Quần xốp xanh lá này, màu xanh lá là màu bán được nhiều ấy, màu sữa, màu đen. Quần xốp kèm màu kèm số điện thoại. Không tranh nhau phí cuộc đời hết chưa anh? Còn gì không? Cho hai mấy cái áo cổ tim đi đi. Quần lụa, quần liếc Q1, Q1 người nốt. Đang đông người xem quá. Nhưng bây giờ em phải làm là em đói quá. Đói quá. Đi ăn gì đi. Quần xốp đen, quần xốp xanh lá. À ở ngoài này có quán gì. Và quần xốp sữa nha. Quần xốp kèm màu kèm số điện thoại 80.000. 80.000. Ok hết này. Quần xốp 3 màu khiếp mua nhiều ấy. Phủ tim này. Hết đen này anh. Phủ tim hết đen này còn 3 màu thôi. Xeo lỗ luôn nhá. Hết đen này. Phủ tim này em bán là 79.000. Và đã rẻ lắm rồi đấy. Về sau là nhập được rẻ hơn là bán 75. Cổ tim trắng này, cổ tim nâu này và cổ tim sữa nhá. Còn 3 màu hết đen em sell lỗ luôn nhá. 54.000. 54.000. Comment nhanh hộ em.
54.000. Hôm kia đặt trên line mà vẫn chưa thấy chốt. Bên em chốt, những người đặt trên line là bên em chốt hết rồi đấy. Cổ tim sữa, cổ tim nâu và cổ tim trắng 54k nhá. Mọi người nhớ nhá, ví dụ như bây giờ mới vào đây và mới có đơn một cái áo này thì nhớ dồn thêm cái quần ngủ thái này là 38.000 để được gọi điện chốt đơn nha các chị nha, để được gọi điện chốt đơn nha. Anh nghe xong lấy hộ em gói mì tôm đỏ không chịu. Ai như lúc nãy anh vừa có giúp xích mà. Không lấy đi. Đói đói không thể chịu nổi nữa. Giờ này giảm cân nên ăn một tí cơm, đói quá. Tại các chị cứ chê em béo à. Giờ này cố gắng ăn cơm nào. Bây giờ đói quá. Một cái livestream mà 10 khách và bảo ôi Linh ơi, giờ này Linh béo lên là sao nhìn tròn thế. Thế là từ hôm đấy giờ chả làm ăn mấy, ăn ít tí tí tí. Xong bây giờ live đói vai trưởng luôn ấy. Đói quá. Đói đau bụng luôn này. Cắt cho em phát. Váy đang mặc mãi là váy tay hến. Váy tay hến. Ngon ạ. Kiểu gì ý. Cám thử giấy. Ngon. Ngon kiểu gì ấy. Em gói mì tôm đi. Nhưng béo dáng vẫn đẹp mà mặt xinh hơn. Em cảm ơn chị nhá. Được cái béo thì mặt em tròn thì nhìn nó đẹp hơn. Còn gầy mặt nó bé. Vì mặt em nhỏ mà. Cổ tim 54.000 nha. Sữa nâu đen. À quên, sữa nâu trắng. Tiếp. Quần này còn có hai màu hả anh? Anh ơi. Coi like của Linh cũng đói, mới pha mì vừa xem vừa ăn nè. Ôi trời ơi. Trời ơi. Em nói thật chứ giờ này là đói lắm. Ở kho, đây là đang ở kho không có gì ăn á. Ở nhà có đồ ăn, ở đây đói đói vãi luôn. Bé em nhìn gì đói quá. Đói quá. Tí đi like xong kiếm gì ăn. Anh à, quy một đấy nhỉ? Quy một nâu và quy một trắng, treo lỗ 41.000, 41.000, chất lụa, chất lụa. Kiểu gì em không ăn được, ghê ghê. Đây nhá, hay là nó dẻo quá nhỉ? Anh thấy ngon à? Vừa xem like ngủ quên dậy vẫn thấy like. Quy 1 trắng và quy 1 nâu 41.000. 41.000. Anh cho em xin cái phông mặt cười, em mặc phát được một rêu cho đẹp đẽ đi. Đẹp đẽ xinh tươi đi. Mặt cười trắng rêu gì cũng được. Một rêu hình như kia kìa. Đấy, đúng rồi đấy, chính xác. Chính nó và đồng bọn. Kính chị đang đeo không bán em ạ. Kính chị đang đeo là kính chị cắt đấy. Kính cắt đấy, không phải là kính thời trang đâu. Nhưng mà giống như thời trang ấy, ai cũng hỏi mua đâu. Ai cũng hỏi có bán không. Nhớ mua áo ngực nhà em Linh nhá. Ảo không? Trời ơi, ta nói khe khe khủng khủng. Em ơi bình thường, em ơi thề. Cao điếc. Áo ngực mới về. Mới về 1.000 chốt nhanh lên. Chứ như túi sách về 500 hết sạch. Em thề luôn. Là mọi người đừng chốt, đừng chốt túi sách nữa. Không còn nữa đâu. Bây giờ ngồi chém gió với các chị đi. Hết hàng. Chị hỏi gì nữa không? À, mẹ ơi, đói quá. Lần đầu tiên em live stream mà em phải ngồi ăn tôm như này á. Bói mà kiểu cảm giác bị trùng huyết áp luôn ý. Anh đứng dậy lấy cho em mấy cái áo ngực nha. Đẹp quá. Áo đẹp nhỉ. Mũ bò em còn ít. Ít. Chị nào mà thích quyến rũ á thì lấy màu đỏ. Tối về mà ngủ với chồng á, mặc màu đỏ là anh ấy thích nhất. Em thề. Màu đỏ sexy. Không phải tự nhiên mà công ty người ta đặt màu đỏ đâu. Anh nhá.
Tối ăn rồi nhưng mà ăn ít. Tại vì khách chê béo nên là từ hôm đến giờ ăn ít. Khổ. Không phải khách chê béo mà khách bảo là béo lên à. Thế là từ hôm đấy rồi là ăn ít đi. Mà ví dụ như bình thường ăn ít mà không live stream thì rất là bình thường, không đói. Nhưng mà live stream nói 3-4 tiếng đồng hồ nó bị tốn nhiều năng lượng quá nên nó bị đói. Đói xong tụt huyết áp ấy. Ghi của em mã này là áo ngực nha. Màu sữa, màu đen và màu đỏ. Em có đơn cọc trước rồi mà hơn chục ngày chưa thấy giao. Mai em gọi số điện thoại hotline báo kiểm tra xem như nào nhá. Mickey chưa, em vừa ngủ dậy chữa lên nào Mickey chưa? Nếu như mà để mà nói mà hôm nay mà cái áo thái thì mọi người nhất định phải mua cái con chữ cao su này. Con mà in chữ cao su nó đẹp lắm ấy. Và cái con Mickey này cũng đẹp. Đẹp. Chỉ có cái con mà hầm hầm hố hố kia thì có người có thể thích, có người thì không thích. Áo ngực đen, da đỏ 34, 36 và 38. 98.000 hàng của công ty Iris Việt Nam. Nhưng tuy nhiên là nó đặt ở Trung Quốc. Nhưng mà những cái hàng mà công ty nó đặt ở Trung Quốc thì chất lượng nó sẽ hơn so với cái việc là cái hàng mà Trung Quốc nó sản xuất cho mình tự nhập. Hàng công ty đặt thì nó sẽ phải yêu cầu là nó phải như thế nào đạt các chỉ tiêu như nào đó. Để về nó còn bán, nó bán lẻ giá là 200.000 cơ mà. Trong khi một cái áo ngực bình thường các chị mua ở chợ chỉ có 50.000 thôi, đúng không? Đấy là ở chợ, chứ ví dụ những cái hàng mà xịn sò 500-600.000 thì là nó là hàng cao cấp thì không nói làm gì. Cái này nó hơn cả bàn tay nâng ấy chị. Em nói thật, cái này mặc không khe, không khủng, sau chị cứ vào đây bóc phốt em thoải mái. Em chưa bao giờ mặc được một cái áo ngực nào mà nó ảo như cái áo ngực này luôn. Thế cho nên là em mới mạnh dạn và bán được nhiều như thế. Em bán đến giờ phút này là hơn 3.000 áo rồi chị ạ. Quần quy một nâu mặc với cái gì em không đọc, không kịp đọc. Áo em nó mặc có mã là mặt cười rêu, mặt cười đen và mặt cười trắng. 3 màu, 84.000. Đợt trước em bán là 118.000. Lúc đấy mới ra là đắt kinh khủng, bây giờ nhập được rẻ hơn nên em lại nhập về bán tiếp. Quần bò quy 9 về đủ size rồi em nhá. Lấy thì chốt giúp chị nhá. Còn gì nữa không anh? Hết rồi. Hết rồi mọi người ạ. Mọi người có hỏi gì em nữa không? À cho em xin cái áo chữ cao su kia với anh. Áo G22 ấy. G22 ấy. Ok. Ừ. G22. G22 in chữ cao su đây. Đây. In chữ cao su đấy, lôi lên cả hai cái đây. Đây nhá. Mọi người nhìn này. Đó. Tìm cho em một cái áo Mickey luôn. Mickey luôn. Cái G22 này. Cái chữ của nó ấy. Nó là chữ cao su. Chữ in cao su luôn. Không phải chữ in bình thường. Nó xịn lắm luôn ấy, em thề là nó xịn lắm luôn ấy. Bộ em còn á, thông cảm em hơi vô duyên mà em đói quá không chịu. Đúng rồi. Con này là con em nhập vào đắt nhất luôn. Cái này này. Cái này là in cao su nổi. Cái cam này là cao su nổi, các chị nhìn nhá. Thấy không? Nó nổi lên cái áo luôn. Khi mà các chị nhận hàng, các chị cứ sờ xem. Khi mà các chị nhận hàng, các chị cứ thử sờ xem. Nó là cao su ấy, nó xịn lắm luôn ấy. 111.000, đúng. 111.000. Nè. Áo ơi, cái áo này em nó thật em bị mê luôn. Anh ơi lấy áo này về mặc đi, áo này đẹp mà. Thêu luôn. Mặc cái quần sóc trắng mới mua hôm qua. Quần cạp chữ M đầu lai chị mặc là 94.000 đấy á. Áo ngực là em không hề gọi là lấy tay kéo hay gì luôn. Từ nãy giờ này, từ đầu lai rồi em mặc nó cứ như này. Ảo không? Mà trong khi em không có ngực đâu. Em mà mặc có khe thì ai mặc cũng sẽ có khe hết. Áo rêu em vừa cởi ra có mã là mặt cười rêu nha chị nha. Mặt cười rêu. Đây. Áo ngực kèm size kèm số đây này. Mọi người mặc cái áo form nhà em này. Anh trai em 82 cân. Mặc vừa áo này của em. Mặc thoải mái và mặc rộng luôn ấy. Đây này form này, các chị nhìn form này dài không. Áo này là áo phông thái nên nhập vào rất là đắt. Em nhập áo này rất là đắt luôn á. 111.000 này, nhận cái hàng mà tôi nói thật chứ. Tiền nào của nấy, mặc nó sướng mà cầm cái hàng trên tay nó cũng sướng. Đây này. Này nhìn cái áo của em này. Cái này các chị mua tặng bạn, tặng em gái, tặng chị gái, tặng bạn thân như em ấy. Lâu lâu em thấy áo gì đẹp em lại lấy cho bạn em mặc. Rồi vì mình bán quần áo mà bạn thân ấy. Này.
rồi lấy cho mẹ, rồi lấy cho rồi lấy cho mẹ chồng đấy. G22 cách số điện thoại 111.000, phong thái in chữ cao su. Nói chung là các chị cứ đi tham khảo giá thị trường đi. Còn em bán đắt thì thôi từ giờ đừng mua của em nữa. G22 cách số điện thoại. Còn mã này thì gọi là cái gì anh nhỉ? A28 cách số điện thoại. Mã này có vẻ mọi người thích này. Áo em mặc á, em bao vừa đến 80 cân nha chị. Em bao vừa đến 80 cân nha chị. Này nhá. Cả áo là em đều bóc ra cho các chị cùng nhìn. Và áo này mặc với quần ngủ thái em đang mặc 38.000 là ok nhất rồi. Đây. Quần ngủ thái em đang mặc 38.000 này. 38.000 này. Chị dơ áo Mickey đi chị, ok. Nhá, còn áo nó mặc trong người là G22. In cao su nổi, in cao su nổi, đắp cao su nổi đúng hơn. Nhận váy xốp chất thích lắm. Em cảm ơn chị Linh Hương nha. Con này đẹp rồi. Con này in rất là to và form nó cũng to như con G22 luôn, cũng là phong thái. Đợt này phong thái hot lắm. Đợt này phong thái hot kinh khủng, hot hơn phong bình thường. Đây nhá. 122.000. Con này em nhập đắt dã man. Nhập vào hơn 100.000 một áo rồi. Nhưng mà nó xịn lắm. Nói chung là nên mua. Còn lắm, còn lắm. Đắt hơn mua còn. Vô gương quá. Còn bác ghi là mã nào nhỉ? Ở kho cháo gì ăn cho nó. Mickey là cái này đấy. Cái này đấy. Đây với đây là một. G22 cách số điện thoại. Phạm Hòa ơi, có thấy nha. Q99 cứ chốt đi. Hà em về liên tục. Hết, bây giờ đang hết nhưng về liên tục, ngày nào cũng về. Còn nào phong trơn không? Còn Hiếu Hoàng nha. Chị gọn nha, chị đang bán tặng là 66.000 đấy. Đấy anh ngươi gì ở trong. Anh ghi giá là kinh Muji 108. 108 nha em. Lấy kinh Muji là 108 nha. Mọi người có đơn nào không? Thì mọi người mua kèm với quần ngô thái này 38.000 này nhá. Mặc cùng như này, mặc cùng như em đang mặc. Form này, form nhà em này, thấy không? Bác ghi mới up lúc tối là quần Q19 này. Là bán từ line trước đến line này, bán nhiều kinh khủng luôn. Bán hơn 1.000 con rồi. Bộ màu ghi phía sau là bộ nào ta? À, bộ drill. Bộ drill. TikTok chị chưa? Chị đang xây kênh nhá. Top chị phải xây kênh này em ạ. Nói là chị chưa có ý định bán đâu, chị chỉ xây kênh để lấy tương tác thôi. Còn lúc nào bán thì chị chưa biết đâu. Nên là đừng có chờ chị đặt, chị mở TikTok top ra để đặt hàng thì còn lâu. Vì chị còn chưa có ý định cơ. Mới chỉ xây kênh để tương tác thôi. Bởi vì trộm vía bên Facebook mình bán vẫn ok mà, làm còn không hết việc. Vậy làm bên kia là nhớ mà trộm vía đất hàng thì làm không kịp lắm nào. Quần cặp mờ, mã là quần cặp mờ. Mã là quần cặp mờ. Áo gai hiến là áo gì ta? Áo gai hiến là áo gì? Các chị không ngủ à? Bây giờ là 1 giờ rồi đấy. Không ngủ à các chị? 450, 465. Không ngủ. Bộ vest em còn nha. Hôm nay bán 177.000 nên tranh thủ chốt đi. Em không dừng nhận đơn túi. Mọi người đừng đặt túi nữa nha. Em hết sạch hàng rồi. Em nói chân thành luôn đấy, đừng đặt nữa, em hết sạch rồi. Áo sơ mi kaki mặc dài đến đây, tầm đây. Áo chị mặc mã là G22. Đẹp dã man, em lấy luôn một con này. Mai em sẽ đi quay top tiếp. Dạo này em chăm lắm. Ngày nào đi quay top, chết mất. Mới mà, mới thì hứng thế thôi chứ em biết tính em rồi. Được 2 hôm. Đây nè, top của em đây nè. Top của em là Linkrin 223, mọi người tìm nhá. Tìm Linkrin 223 nhá. Là sẽ ra top của em, xong rồi nhớ follow em nhá. Chị Linh đi ngủ đi, em còn đi ngủ. Thế thôi, mình chia tay nhau ở đây nhá mọi người. Q19 là 127.000. Em đi kiếm cái gì ăn, em đi ăn đây. Đó. Anh ơi đi ăn gì đi. Đi không? Đó. Đi ăn gì đi.
Ngầu quá. Ôi vãi lìn, sao mày mặc áo này con gái mà. Thằng điên này. Không, đây con đây là chất cá sấu mà. Thằng điên này. Nó giở người. Thằng em nó lấy cái áo cá sấu của con gái nó mặc, nó chết nó thôi. À chung, anh lại lấy em cái áo là gấu nổi nốt kéo gấu Thái này ra hộ em à. Đây này, giờ này ở đâu bán gì ăn không à? Có cửa hàng không nhỉ? Đi ăn gì thì đó quá. Mới vô follow TikTok em add luôn rồi. Ok. Vô laptop đi. Vô cho. Vậy em với con gấu kia. Đấy, còn một cái, hai cái đây này. Tóc to là Linh Rin 223. Và theo dõi đi. Để tắt đi. Nhạc đánh bản quyền bây giờ. Thức em. Thức xem em Linh ăn mì. Thật sự ở kho ấy chị, không phải ở nhà. Nên chẳng có gì ăn ở nhà thì còn có đồ ăn. Chứ ở đây làm gì có gì ăn. Kiểu em mã này là gấu gấu gì nhỉ? Gấu xịn. Gấu xịn 108.000. Con này em tự tin em nói em bán hơn 2.000 con. Đắt hàng lắm. Nhưng mà bán nhiều bây giờ bỏ mẫu được rồi. Chắc là chỉ còn mấy con thôi. Gấu xịn cách số điện thoại. Gấu xịn cách số điện thoại. Gấu xịn cách số. Cái đi. Áo đi. Tại anh giật máy sấy nên nó bị co ấy. Nhân viên chưa nghỉ á? Một giờ mà chưa về à? Thế mọi người thấy chưa? Nhà em nhá. Chồng này, anh trai này, em này, nhân viên này. Đang tầm ở đây phải 6-7 người đang làm việc, chưa nghỉ. Anh dai ngủ rồi. Ngủ có mẹ rồi. Phê rồi. Say, say tình nồng. Ở đây có chỗ ngủ luôn mà. Nhưng mà nói chung là nhà em lao động cật lực đấy. Nên là nếu mà đơn có chậm một tí mọi người thông cảm nhá. Nó chửi khổ lắm. Thế đấy. Chốt đơn lâu một tí, xử lý đơn lâu một tí thì mọi người cũng thông cảm. Bởi vì là nếu mà em ấy xưng cái xỉa ra không có người ấy, thì nhanh. À không có đơn thì nhanh. Chủ vía là nhiều đơn ấy nhưng không nhanh được. Chứ có phải là em không tuyển người đâu. Tuyển liên tục. Tuyển mà đủ 40 người nhưng làm không kịp. Con này là gấu xịn nha. 108. Rồi. 1 giờ rồi. Các chị đi ngủ đi. Em còn đi ngủ. Em còn nghỉ. À, em thì bảo là các chị đi ngủ đi, em còn nghỉ. Còn các chị thì bảo là em nghỉ đi, các chị còn ngủ, đúng không? Thôi nghỉ nha. À, mọi người nhớ nha, theo dõi kênh Top Top của em Linh Green 223 nhá. Để là biết đâu một ngày đẹp trời em lại like qua đấy nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi live stream của em. Về em tắt nha. Live stream này bên em sẽ chốt đơn trong vòng 3 ngày. Vẫn cứ là 3 ngày nhá. 3 ngày, ngày mai, ngày kia và ngày kia. Thế là nếu như mà hôm nay mọi người chưa được chốt thì có thể ngày mai mọi người chưa được chốt thì là ngày kia hoặc ngày kia. Cái quan trọng là gì? Khi mà có đơn điều đầu tiên các chị vào cái page của em Linh Jean xỉ lại quần áo cởi trang. Các chị bấm theo dõi, bấm like, bấm thích cái trang này đã. Bấm theo dõi ở xem trước, thế là xem trước để mỗi lần em live stream sẽ có thông báo để không bỏ lỡ nhá. Cái thứ hai, sau khi có đơn xong vào inbox vào cái page này của em. Inbox vào cái page này của em, địa chỉ, số điện thoại của mọi người. Cất thêm được mã hàng thì càng tốt. Mà các chị không nhớ thì trên list đơn nhà em có rồi. Các chị cần địa chỉ số điện thoại. Và sau đó là để ý nghe điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn và bên em gửi hàng. Bên em sẽ chốt đơn trong vòng 3 ngày và gửi hàng trong vòng từ 2 đến 3 từ 3 đến 5 ngày tính từ ngày chốt đơn xong. Nha, nên là mọi người lưu ý giúp em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi livestream và ủng hộ em nhá. Cái like này mọi người vào ấy. Có những người mới vào có thể mới chốt được 1-2 sản phẩm á, mà muốn thêm sản phẩm thì mọi người có thể tua lại livestream xem em đọc mã, nghe em đọc giá xong đấy comment dồn đơn chốt đơn như bình thường nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bye bye.